Nếu nói vẻ đẹp của Tống Nhất Phàm là xuất trần và tinh khiết, Phó Tiên Tiên lại là vẻ đẹp mê người, một vẻ đẹp khác biệt. Vừa thấy Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên cũng không chú ý tới hình ảnh mà vội chạy tới, đem toàn bộ hành lý của cô ấy mang theo dọn lên xe của Hạ Tưởng, hành lý cũng không ít, giống như là chuyển nhà vậy, sau đó lại rất tự nhiên mà ngồi ở ghế lái phụ. Xe chuyên dụng của anh không phải là Audi sao? Sao lại là một chiếc Volvo? Không phù hợp với tính cách khiêm tốn mà thiết thực của anh. Hạ Tưởng mỉm cười. Nói như cô, tính cách của tôi thích hợp với xe gì? Porsche. Phó Tiên Tiên đơn thuần là thuận miệng nói ra, bởi vì sau khi nói xong chính cô ấy cũng không tin mà cười ha hả. Thực ra nói thật Volvo cũng rất phù hợp với anh, tuy nhiên em đề cử một chiếc xe thích hợp hơn với anh chính là Phaeton. Phaeton ở trong mắt người ngoài nghề tưởng như một chiếc Passat to lớn, nhưng lại không biết rằng thật ra cũng tương đương như dòng xe xa hoa Mercedes-Benz cấp S và BMW đời 7. Hạ Tưởng liên tục lắc đầu. Xe của cá nhân tôi, thực dụng và nhỏ một chút thì tốt hơn, chạy một chiếc xe to lớn chẳng những tốn xăng mà còn chiếm chỗ. Hứ, tiền xăng đối với anh có đáng là bao? Thật keo kiệt, xem ra ý định của em muốn ở lại nhà anh phải tan vỡ rồi. Phó Tiên Tiên chế giễu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không để ý tới lời châm biếm của Phó Tiên Tiên, hắn chắc chắn cũng sẽ không để Phó Tiên Tiên ở trong nhà mình. Là một lãnh đạo thành ủy trẻ tuổi, trong nhà có một người con gái lai lịch không rõ ràng tuyệt đối là một tin tức lớn ở thành phố Lang, hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhà khách thành ủy có thể tha hồ mà ở, tôi đến ký đơn, cô có thể ở miễn phí. Hạ Tưởng làm phó thị trưởng thường trực, có quyền ký đơn miễn phí ở trong nhà khách thành ủy. Sao tự nhiên lại muốn tới ở thành phố Lang? Cãi nhau với gia đình, bị người nhà đuổi ra khỏi cửa. Em suy nghĩ một hồi, thấy đi thành phố Yến thì hơi xa, ra nước ngoài thì lười di chuyển, nghĩ tới thành phố Lang vừa cách Bắc Kinh không xa cũng không gần, muốn trở về cũng dễ, may là anh đang ở đây liền đến tìm anh, không ngờ anh lại quá nhỏ nhen, không muốn cho em ở lại nhà. Thôi, ở nhà khách thành ủy gì chứ? Em tự tìm một khách sạn ở là được rồi. Nói xong, Phó Tiên Tiên bất mãn liếc Hạ Tưởng một cái, còn bĩu môi. Sớm biết vậy đã không đến tìm anh, cứ nghĩ anh là bạn tốt, không ngờ cũng nhát như chuột. Không phải vấn đề nhát gan hay không nhát gan mà là danh bất chính ngôn bất thuật, hơn nữa hiện tại đồ quân đang bị điều tra vấn đề tác phong sinh hoạt, hắn không muốn cũng bị người khác xăm soi. Thành phố Lang cũng không phải là thành phố Yến, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Hạ Tưởng lái xe chở Phó Tiên Tiên đến khách sạn quốc tế ở thành phố Lang, thuộc hàng 3 sao, Phó Tiên Tiên cũng miễn cưỡng vừa lòng. Lúc làm thủ tục đăng ký, Phó Tiên Tiên đưa chứng minh thư cho lễ tân, nữ nhân viên lễ tân vẫn tỏ ra bình thường, sau đó Hạ Tưởng lại muốn trả tiền thay cô ta kiên quyết không đồng ý muốn tự mình cà thẻ. Nữ nhân viên lễ tân có vẻ mặt hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, ánh mắt có phần kỳ lạ. Hạ Tưởng hiểu suy đoán của cô ta. Cho rằng hắn đưa mỹ nữ đến thuê phòng mà đến cả tiền cũng không trả, rất không đàn ông. Hắn nhìn nữ lễ tân mỉm cười, lấy tay vỗ lên vai Phó Tiên Tiên. Tôi nói cô ấy là em gái của tôi, cô nhất định là không tin. Nữ lễ tân mấp máy miệng, còn chưa kịp nói gì thì Phó Tiên Tiên liền cướp lời. Ở đâu lại có chuyện mang em gái đến thuê phòng khách sạn? Dối trá, nếu là em gái phải mang về nhà ở chung mới thuận tiện chứ. Nữ lễ tân há hốc miệng, cô ta không hiểu ý tứ trong lời nói của Phó Tiên Tiên, càng không hiểu được giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì. Hạ Tưởng chỉ biết mang hành lý theo Phó Tiên Tiên lên lầu chứ không chú ý tới ở một góc đại sảnh có một người đàn ông đang sát sao theo dõi hắn và Phó Tiên Tiên. Chờ hai người vừa lên lầu thì đến bàn lễ tân hỏi số phòng của Phó Tiên Tiên. Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo rất đáng sợ, dáng người không cao nhưng ánh mắt tối tăm. Hơn nữa trên cổ tay còn có một vết thương, dường như là vết dao do cắt mạch máu tự sát. Cũng không biết y dùng thủ đoạn gì, vừa hỏi lễ tân, nữ lễ tân liền lập tức nói số phòng cho gã, gã cũng không lên lầu mà là đi ra bên ngoài gọi một cú điện thoại. Đại ca, Hạ Tưởng và một phụ nữ đến thuê phòng ở khách sạn quốc tế, có ra tay hay không? Người phụ nữ đó là ai? Trong điện thoại truyền đến giọng nói u ám. Không biết, bộ dạng khá xinh đẹp. Khá có hương vị. Mẹ nó, làm lãnh đạo đúng là có diễm phúc, bên cạnh toàn là mỹ nữ. Tên mặt sẹo hung tợn nói. Tôi muốn xử con bé xinh đẹp. Giọng nói ở đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi.
Trần lão đại nói phải đấu văn, đấu trí với Hạ Tưởng, đừng đấu võ. Kệ cha nó Nga Ni Trần, mẹ nó, tứ tiểu long bị tàn phế rồi, đến cái giấm cũng không dám đánh, rõ ràng là sợ Hạ Tưởng, còn nói muốn đấu văn cái gì. Là lý luận khốn nạn, tôi mặc kệ lão nói cái gì, dù sao cuộc sống nửa đời sau của huynh đệ của tôi không thể tự lo liệu được nữa, tôi sẽ khiến Hạ Tưởng cũng không thể tự lo liệu. Tôi quyết định rồi, đàn ông thì đánh cho tàn phế, phụ nữ thì giết, sau đó bỏ chạy, trốn được càng xa càng tốt. Dù sao trong tay tôi đã có hai mạng người, cũng không sợ giết thêm vài mạng nữa. Mặt sẹo, tôi cũng biết cậu và tứ tiểu long tình cảm như an hem ruột thịt, tuy nhiên việc này rất quan trọng, vẫn phải nhẫn nhịn rồi nói sau. Từ xưa tới nay trộm cướp không đánh nhau với quan, cậu làm Hạ Tưởng tàn phế, ở tỉnh cũng không thể chấp nhận thành phố lang có thế lực đen, chắc chắn sẽ trọng điểm đả kích, hoàn toàn là cách làm tự diệt vong. Một mình anh có thể chạy trốn được, anh thử suy nghĩ cho các anh em trong bang xem, bọn họ còn có vợ con, còn muốn sống, anh muốn khiến cho bọn họ đều bị chính phủ chuyên chính sao. Người ở đầu dây bên kia ngược lại có kiên nhẫn, tận tình mà khuyên nhủ. Mặt sẹo dường như động lòng, gã do dự trong chốc lát. Cũng được, tôi phải cân nhắc thật kỹ. Buông điện thoại, mặt sẹo vừa đúng lúc thấy Hạ Tưởng vội vã xuống lầu rời đi. Y nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tưởng, mắt lộ vẻ hung tợn. Lại một lát sau, nhớ tới dáng người thướt tha của mỹ nữ đi cùng Hạ Tưởng lại thấy ngứa ngáy trong lòng, liền đi lên lầu. Tới tầng 13, vừa lúc gặp Phó Tiên Tiên vừa tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt, vai trần, đang hỏi nhân viên phục vụ lấy máy sấy tóc, máy sấy trong phòng cô ta đã bị hỏng. Mỹ nhân tắm xong đã mê người, huống chi Phó Tiên Tiên dáng người ẻo lả, lại không quá chú ý che đậy, chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh những bộ phận chủ yếu của thân thể, bắp chân trắng mịn lả lướt, xương vai hãm sâu, đôi bờ vai sáng bóng cùng với bộ ngực đầy đặn tạo thành một sự hấp dẫn chết người đối với mặt sẹo. Mặt sẹo thở dồn dập. Hạ Tưởng vội vàng chạy về thành ủy là bởi vì nhận được điện thoại, Cổ Hướng Quốc đã trở về. Cổ Hướng Quốc vừa về đến thành phố lang lập tức triệu tập họp hội nghị thường vụ chính phủ, đề xuất 4 điểm chỉ thị. Thứ nhất, có liên quan đến vấn đề tác phong sinh hoạt của đồng chí Đồ Quân, trước khi thành ủy chưa cho ra kết luận gì bất cứ ai cũng không được tùy ý thảo luận, truyền bá, một khi phát hiện sẽ ngoài miệng cảnh cáo xử phạt. Thứ hai, sổ sách dự án làng đại học rất rõ ràng, đồng chí Hạ Tưởng hiện tại một lần nữa điều tra vấn đề tài chính cho vay là đang làm việc vô ích, đề nghị đồng chí Hạ Tưởng chuyên tâm làm tốt công tác trong quyền hạn của mình. Thứ ba, đồng chí Trần A đề xuất ý định đầu tư với Ủy ban Nhân dân thành phố, có ý định đầu tư 1,2 tỷ tệ trùng tu xây dựng lại dự án làng đại học, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ định đồng chí Thiệu Đinh phụ trách tiếp xúc thương thảo với đồng chí Trần A. Thứ tư, tập đoàn Baidu nhà đầu tư Bắc Kinh cũng có ý định đầu tư vào dự án làng đại học, đồng chí Đồ Quân sẽ phụ trách tiến hành đàm phán cụ thể với tập đoàn Baidu. Bốn điểm chỉ thị của Cổ Hướng Quốc đều là những điểm trọng yếu, hoàn toàn là cú đánh trả mạnh mẽ rõ ràng châm chích vào bố cục trước đây của Hạ Tưởng. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn đem hai nhà đầu tư có ý định đầu tư ra để phản kích, lại một lần nữa tỏ rõ ý đồ muốn làm mất hết quyền lực của Hạ Tưởng. Chương 819, cục diện hoàn toàn mới. Mấy vị phó thị trưởng đều nhìn về phía Hạ Tưởng với vẻ mặt khiếp sợ, xem Hạ Tưởng phản kích đòn sấm sét của thị trưởng Cổ như thế nào. Hạ Tưởng không chút hoang mang mà thả chiếc bút cầm trong tay xuống bàn. Đối với cách bố trí công việc của thị trưởng Cổ, tôi bày tỏ sự hoàn toàn tán thành, chỉ nói ra ba sự thật khách quan. Thứ nhất, hy vọng dự án làng đại học sẽ không lại đầu voi đuôi chuột. Nếu thị trưởng Cổ một lúc đã tìm được hai nhà đầu tư có hứng thú thì việc đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh tôi sẽ hồi lại bọn họ, họ có quá nhiều vấn đề, lại hà khắc, không dễ tiếp xúc. Thứ hai, về vấn đề tôi kiểm tra rõ tài chính của dự án làng đại học vốn thuộc phân công quản lý của tôi nên là việc trong trách nhiệm của tôi, nếu thị trưởng Cổ muốn giao lại cho phó thị trưởng Thiệu quản lý tôi không có ý kiến. Thứ ba, vấn đề khoản vay 3 triệu vi phạm quy định hiện tại đã không còn là vấn đề của Ủy ban Nhân dân thành phố, dưới sự ủng hộ của Bí thư Ngả, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã chính thức tham gia. Được rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa. Cổ Hướng Quốc tức giận đến sắc mặt biến hóa vài lần, vẫn nhẫn nhịn không bộc lộ ra, y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Tưởng. Đã có đầu tư mới thì đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh sẽ rút lại toàn bộ, dù sao mượn việc tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư để điều tra rõ vi phạm quy định cho vay đã đạt được mục đích, tập đoàn Viễn Cảnh có phải thực sự có ý đầu tư hay không còn chưa rõ.
đồng thời còn ám chỉ đừng có lớn tiếng quá, cuối cùng cả hai khoản đầu tư của Nga Ni Trần và Bắc Kinh đều không thực hiện được thì lại thành trò hề gạt người đầu voi đuôi chuột. Trong lòng mấy vị phó thị trưởng cũng đều biết, Hạ Tưởng phản kích trông như không kịch liệt và cũng rất bị động, kỳ thật là thủ pháp cao minh nhất, bởi vì phó thị trưởng Hạ nhìn ra bản chất của thị trưởng Cổ mạnh miệng trong vấn đề đầu tư. Nếu thị trưởng Cổ có thể kéo đầu tư đến khiến dự án làng đại học khởi tử hồi sinh thì cũng sẽ không kéo cho tới hôm nay, nếu Nga Ni Trần cũng có ý đầu tư dự án làng đại học lại càng không phải chờ đến bây giờ. Cầm 1,2 tỷ đến đầu tư trong một dự án không có hứng thú là để giành chiến thắng áp đảo trong việc chống đối với Hạ Tưởng sao? Đừng nói đùa, thương nhân coi trọng tiền bạc, mỗi một khoản đầu tư đều phải nhìn đến lợi nhuận mới có thể bỏ vốn. Nga Ni Trần là dạng thương nhân gì? Những người có mặt ở đây ai mà chẳng biết, bình thường chỉ đầu tư món lãi cách xù và ngành sản xuất độc quyền. Làng đại học là thuộc ngành giáo dục, để một doanh nghiệp xã hội đen đến đầu tư vào giáo dục, cuối cùng lại lấy tên của y để đặt tên cho thư viện hoặc con đường. Chờ khi nào thì Nga Ni Trần thân bại danh liệt, tên có thể đổi, bảng tên đường cũng có thể tháo xuống, nhưng những học sinh học tập dưới danh tiếng của y bao nhiêu năm sẽ nghĩ như thế nào, sẽ xem thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lang như thế nào. Nói rộng hơn, sẽ đánh giá đất nước của chính mình như thế nào. Đương nhiên, mỗi người đều có điểm xuất phát của chính mình, ý tưởng của người khác chắc chắn không phải là điểm xuất phát của Cổ Hướng Quốc. Hiện tại Cổ Hướng Quốc xem việc đấu tranh chính trị và chèn ép Hạ Tưởng là quan trọng nhất, sự ảnh hưởng và hậu quả của các phương diện khác tạm thời không nằm trong phạm vi suy xét. Thậm chí y cũng biết rõ cho dù vì đó mà đóng lại cánh cửa đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh cũng sẽ không tiếc, tranh quyền đoạt lợi là yếu tố quan trọng nhất. Ở trước quyền lực ý chí của cá nhân, ích lợi của mọi người đều phải nhượng bộ, bao gồm cả lợi ích của dân chúng và quốc gia. Đồ Quân và Thiệu Đinh cũng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Thiệu Đinh còn đỡ một chút, ánh mắt lập lòe, ít nhất cũng còn bình tĩnh, Đồ Quân lại là hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng không rời, dường như muốn dùng ánh mắt để giết chết Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không để ý tới cách giận dữ đàn bà của Đồ Quân, hắn lại đệ trình một phần tài liệu. Về báo cáo năng lực khả thi của công ty Uy Phong muốn đầu tư vào ngành nông nghiệp sinh thái hữu cơ ở thành phố Lang, mời thị trưởng Cổ phê duyệt một chút. Phó Thủ tướng Triệu cũng thông qua con đường khác tỏ ý coi trọng đối với triển vọng nông nghiệp sinh thái hữu cơ của thành phố Lang. Trong vấn đề nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ý kiến của tôi và Bí thư Trương, chủ nhiệm Lữ, trưởng ban Lưu lập trường giống nhau, đồng thời Bí thư Ngả cũng tỏ thái độ ủng hộ nhất định. Đợt sóng phản kích thứ hai của Hạ Tưởng cũng rất có lực. Lại lấy đề tài thảo luận về ngành nông nghiệp sinh thái hữu cơ để đề xuất thảo luận, đồng thời đưa Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân ra để tạo áp lực, lại nhắc tới ý kiến của lãnh đạo chủ chốt thành ủy, dụng ý rất trực tiếp, giáp mặt bắn Cổ Hướng Quốc một phát súng. Cổ Hướng Quốc cũng không kém cạnh. Lúc tôi họp ở Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao đã đổi quan điểm về ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp với Phó Bí Thư Thôi, trưởng Ban Mai và trưởng Ban Mã. Ba vị lãnh đạo tỉnh đều tỏ vẻ đồng ý với cách làm của Bộ Nông nghiệp, Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tỏ thái độ ủng hộ nhất định, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Tần, Phó Thủ tướng Phó đã có những bài phát biểu quan trọng trong những trường hợp khác nhau, đối với việc mở rộng nông nghiệp mới trong cả nước, giữ thái độ hoàn toàn tán thành. Gay gắt đối đầu không khoan nhượng. Hạ Tưởng lại khẽ lắc đầu. Ở Trung ương, âm thanh ủng hộ và phản đối ngành nông nghiệp mới vẫn tranh luận chưa xong. Theo tôi được biết ở tỉnh từng có một nửa lãnh đạo tỉnh cũng không tán thành phát triển ngành nông nghiệp mới, ví dụ như chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Tống, trưởng ban Thư ký Vương, Bí thư Hồ, còn có Bí thư Diệp cũng giữ thái độ cẩn thận hoài nghi. Bất kể tình hình ở Trung ương và ở tỉnh như thế nào, sự việc của thành phố Lang quyền quyết định vẫn ở trong tay thành ủy thành phố Lang. Đồ Quân cũng không biết là có phải vì lý do Cổ Hướng Quốc đã trở về nên tràn đầy năng lượng, cũng không nóng vội, ngược lại nhẹ nhàng cười. Phó Thị trưởng Hạ, nếu anh biết quyền quyết định sự việc của thành phố Lang là ở thành phố Lang, tại sao còn nêu tên mấy vị lãnh đạo tỉnh lên, không phải là cố ý khoe anh và các lãnh đạo tỉnh có quan hệ chặt chẽ chứ? Không phải. Hạ Tưởng lắc đầu quả quyết. Ý của tôi là muốn nhắc nhở đồng chí một chút, thành phố Lang có quyền quyết định trong sự việc, nhưng bổ nhiệm lãnh đạo và điều tra tội phạm kinh tế của thành phố Lang lại là do tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh định đoạt. Anh có ý gì? Sắc mặt Đồ Quân biến đổi, lời ám chỉ trong câu nói của Hạ Tưởng có ý tứ rất rõ ràng. Không có ý gì, Phó Thị trưởng Đồ đừng có chuyện gì cũng thấy ngạc nhiên có được hay không? Vẻ mặt Hạ Tưởng khẽ cười mà liếc mắt nhìn Đồ Quân một cái.
Tuy nhiên nếu bản thân đi đứng ngay thẳng, cũng không cần lo lắng ủy ban kỷ luật tỉnh tới gõ cửa nhà đồng chí. Phó thị trưởng Đồ không cần phải lo sợ, tôi cũng không phải nói chị. Đồ Quân vốn đã có được ám chỉ của Cổ Hướng Quốc, không cần phải giáp mặt cãi nhau với Hạ Tưởng, bởi vì bà ta dễ đánh mất lý trí, dễ mất kiềm chế, cãi nhau với Hạ Tưởng chẳng những bất lợi mà còn dễ dàng thất thố và lỡ miệng. Bà ta ở trước mặt Cổ Hướng Quốc đã hứa rất hay nhưng lại chịu không nổi bộ dạng tự tin của Hạ Tưởng, cảm thấy Hạ Tưởng cố làm ra vẻ huyền bí quá mức, vừa nói mấy câu bà ta liền nổi giận. Tôi thấy anh đang cố ý châm chọc tôi, Phó thị trưởng Hạ, thứ nhất tôi không có vấn đề về tác phong sinh hoạt, thứ hai không có vấn đề về kinh tế, anh đừng có tốn công vô ích. Tôi đi đứng ngay thẳng, sẽ vẫn làm tốt công tác của mình ở thành phố Lang, vài người muốn dùng mấy mánh khóe vụng về để công kích tôi, đừng có nằm mơ. Tôi còn muốn cảnh cáo y, sớm muộn gì cũng sẽ gậy ông đập lưng ông. Đồ Quân cố gắng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, vẫn còn duy trì một ít lý trí. Cổ Hướng Quốc muốn mở miệng ngăn hai người cãi lộn, tuy nhiên lại cảm thấy không cho Đồ Quân nhân cơ hội giải phóng một phen thì nói không chừng bà ta sẽ nghẹn đến phát bệnh, nên lại nuốt lời vào trong. Hạ Tưởng thấy Đồ Quân mặt lại đỏ bừng lên, không khỏi cảm thấy buồn cười, tính tình Đồ Quân quả thật là chưa biết kiềm chế. Lòng dạ cũng không sâu, bà ta có thể làm đến vị trí phó thị trưởng ủy viên thường vụ cũng là do bám váy quan hệ, nếu không bà ta chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trước ngưỡng cửa từ chức cục trưởng tới chức phó giám đốc sở. Hạ Tưởng vốn không muốn cãi nhau với Đồ Quân nhưng Đồ Quân thật sự là người gây sự, không đánh trả trái lại sẽ có vẻ như hắn bị Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân liên kết đánh đến không có lực trả đòn, liền lại cười cười. Có vấn đề về tác phong sinh hoạt, có vấn đề kinh tế hay không? Phó thị trưởng Đồ tự nói không tính, thị trưởng Cổ nói cũng không tính, tôi nói lại càng không tính, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói mới tính. Hơn nữa tôi nghe nói, hai vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố Biểu Lý và Anh Thành sau khi trải qua thẩm vấn Dương Bân cũng thừa nhận y có thuê phòng dài hạn ở khách sạn Phù Dung, cũng thường xuyên hẹn hò phụ nữ ở trong phòng. Nói bậy, miệng đầy pháo nổ. Đồ Quân đã không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận, lại đập bàn đứng lên. Hạ Tưởng anh không nên ngậm máu phun người, tôi và Dương Bân không phải thuê phòng khách sạn ở mà là gặp mặt nói chuyện. Lúc ấy ở trong phòng còn có người khác, anh còn dám nói xấu tôi sẽ không để yên cho anh. Hạ Tưởng thấy đã đủ lửa, không chờ Cổ Hướng Quốc kịp nói chen vào ngăn Đồ Quân lại, cũng đập bàn đứng lên. Bị người khác chụp ảnh lại còn không chịu thừa nhận mà còn hùng hồn. Một nam một nữ lén lút trước cửa phòng khách sạn. Không phải quan hệ nam nữ bừa bãi chẳng lẽ là thảo luận quốc gia đại sự. Còn nói trong phòng còn có người khác, chị lại còn muốn lấy ai ra để ngụy trang lừa gạt mọi người. Đồ Quân nổi giận lôi đình, nổi điên lên, bỗng xông tới đánh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, tôi xé nát cái miệng thối của anh. Lúc ấy trong phòng còn có thị trưởng Cổ và Nga Ni Trần, tôi không có lên giường với Dương Bân. Anh còn dám nói tôi sẽ liều mạng với anh. Khi thấy Đồ Quân sắp xông tới trước mặt Hạ Tưởng theo nguyên tắc đàn ông không đánh nhau với phụ nữ mà né qua một chút, Đồ Quân liền té bổ nhào. Đồ Quân liếc mắt thấy chiếc ly trên bàn Hạ Tưởng liền vội với lấy chiếc ly, giương tay tạt vào Hạ Tưởng. Cú né vừa rồi của Hạ Tưởng vừa hay đứng ngay cửa, thấy Đồ Quân tạt nước đến, để không bị bà ta xối ướt thì phải né sang hai bên, vừa vặn đang đứng ở cửa, không ngờ lúc hắn vừa mới né người đúng lúc cánh cửa bị đẩy ra. Có hai người đứng ở cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị tưới ướt cả người. Người đứng ở phía trước là thê thảm nhất, chẳng những bị tạt ướt cả người, trong miệng còn có một lá trà, vô cùng xấu hổ. Đồ Quân đang nổi nóng, vừa thấy hai người không quen biết, tuy rằng là bị bà ta tạt nước, bà ta còn tưởng rằng là nhân viên làm việc ở dưới lầu nên nói vô cùng khí thế. Các anh ở đâu tới? Có biết phòng họp chính phủ không thể tùy tiện đi vào hay không? Đến cửa cũng không gõ đã vội đẩy cửa tiến vào, có biết lễ phép hay không? Hạ Tưởng lại vội vàng đưa tay lấy lá trà xuống giúp người đó, xin lỗi mà cười. Rất xin lỗi hai vị đồng chí, thật ra vừa rồi phó thị trưởng Đồ muốn tạt nước vào tôi, không ngờ lại tạt phải hai vị, thật ngại quá. Xin hỏi hai vị tìm ai? Thái độ của Hạ Tưởng khiến hai người họ bớt lúng túng, liền gật gật đầu chào hỏi Hạ Tưởng, lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng tôi tìm đồng chí Đồ Quân. Đồ Quân sửng sốt. Các anh là người của đơn vị nào, tìm tôi làm cái gì? Sắc mặt của Cổ Hướng Quốc lại thay đổi, bởi vì y ý thức được có chuyện lớn xảy ra rồi, sao có thể? Sao lại có thể nhanh như vậy?
Kể cả Thiệu Đinh cùng mấy vị phó thị trưởng cũng đều biến đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ ý thức được điều gì đó từ trong thần thái và giọng điệu của hai người kia, đều liếc nhìn nhau, nghĩ thầm rằng phó thị trưởng Đồ thật sự không may, tạt ai không tạt mà lại tạt cả đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh. Người đứng phía trước sắc mặt lạnh lẽo. Hóa ra bà chính là đồng chí Đồ Quân sao? Lễ gặp mặt vừa rồi rất đặc sắc, cũng chứng minh đồng chí Đồ Quân quả thật có tính cách. Sau đây tôi xin chính thức thông báo một chút, đồng chí Đồ Quân, chúng tôi là ủy ban kỷ luật tỉnh, xin mời cùng chúng tôi đi một chuyến, hỗ trợ điều tra. Đến bây giờ Đồ Quân mới tỉnh lại, làm rơi ly trà đang cầm trong tay xuống đất vỡ tan, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang đứng trước mặt. Ủy ban kỷ luật tỉnh, không thể nào, các anh không có chứng cứ, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi không đi, tôi không theo các anh đi, các anh không thể bắt tôi đi được. Thị trưởng Cổ, cứu tôi với. Vừa rồi Đồ Quân lỡ lời nói ra lúc bí mật gặp mặt Dương Bân là Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần đều có mặt khiến cho Cổ Hướng Quốc rất bất mãn, bởi vì y đã chú ý thấy mấy vị phó thị trưởng bao gồm cả Thiệu Đinh đều tỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn y một cái. Hiển nhiên là cảm thấy có hứng thú và hiếu kỳ đối với việc y thân là thị trưởng đã bí mật đi gặp mặt Đồ Quân, lại còn có sự có mặt của Nga Ni Trần, chắc chắn cũng có hoài nghi đối với y. Nếu trong trường hợp y công khai gặp mặt với Nga Ni Trần thì không có gì, nhưng lại là gặp mặt bí mật, hơn nữa chẳng những có Đồ Quân ở đấy còn có sự góp mặt của Dương Bân, sự kết hợp lạ kỳ như vậy thì không thể không khiến cho người ta hoài nghi ý đồ chân chính của việc mấy người cùng họp lại với nhau, khiến cho hình ảnh của Cổ Hướng Quốc mất điểm rất lớn. Nga Ni Trần là thế lực ngầm của thành phố Lang, trong lòng ai cũng biết rõ, Cổ Hướng Quốc cũng biết rõ không ít người của thành ủy có qua lại thân thiết và vướng mắc về lợi ích với Nga Ni Trần. Nhưng qua lại là một chuyện, ở mặt ngoài vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định với Nga Ni Trần, dù sao thân là thị trưởng có gặp mặt bí mật với một thương nhân xã hội đen truyền ra ngoài thì nghe thật không hay. Cổ Hướng Quốc không khỏi vô cùng nóng giận, Đồ Quân trước kia vẫn rất đáng tin cậy, làm sao mà sau khi hạ tưởng đến đây. Chưa nói là bà ta luôn phạm sai lầm mà còn phạm một sai lầm vô cùng đơn giản. Cố tệ, nếu chẳng may bị bà ta kéo xuống nước thì coi như xong. Đang lúc bà ta tức giận lại đột nhiên có nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đẩy cửa tiến vào thì càng làm cho Cổ Hướng Quốc kinh ngạc, sao có thể làm việc nhanh chóng như vậy. Rõ ràng lúc y họp ở tỉnh chẳng có chút phong phanh gì truyền ra, làm thế nào mà y vừa mới trở lại thành phố Lang nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đã theo sát đuổi tới sau đó. Hơn nữa còn mang Đồ Quân đi trong lúc đang họp, rõ ràng là ở tỉnh không tín nhiệm đối với thành phố Lang, không tín nhiệm đối với chính bản thân y. Cổ Hướng Quốc vừa tức vừa phẫn nộ, lại có chút hoang mang. Tính tình của Đồ Quân đáng lo ngại, lại dễ không kiềm chế được cảm xúc, nếu chẳng may sau khi bà ta bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi nói hết toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn thì phải làm thế nào đây? Lúc đang ngây người ra, Lữ Nhất Khả lại cùng hai nữ đồng chí từ bên ngoài tiến vào. Lấy tay chỉ Đồ Quân. Vị này chính là đồng chí Đồ Quân. Hai nữ đồng chí hiển nhiên cũng là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hai người tiến đến một trái một phải đứng ở bên người Đồ Quân. Mời phó thị trưởng Đồ phối hợp công tác với chúng tôi. Ý là, nếu không phối hợp công tác, sẽ ép buộc Đồ Quân đưa đi. Đồ Quân sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên lại tỉnh táo lại, ngoan ngoãn gật đầu. Được. Tôi sẽ phối hợp công tác với các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật, xin hãy yên tâm. Sau đó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Cổ Hướng Quốc một cái đầy thâm ý, ý là bà ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cuối cùng ánh mắt của bà ta lại đặt lên người Hạ Tường, lạnh lùng mà nói một câu. Đừng vui mừng quá sớm, Phó Thị trưởng Hạ, thành phố Lang không phải là thành phố Yến, tôi sẽ trở về. Xin hai đồng chí thứ lỗi cho Phó Thị trưởng Đồ. Bà ấy không phải cố ý tạt nước vào các anh đâu. Hạ Tưởng không để ý đến sự khiêu khích của Đồ Quân mà bắt tay với hai đồng chí của Ủy ban Kỷ luật, trịnh trọng căn dặn. Tới thành phố Yến, thay tôi hỏi thăm chủ nhiệm Lý, nói Hạ Tưởng mong có cơ hội sẽ lại giáp mặt báo cáo công tác với ông ấy. Đồng chí Ủy ban Kỷ luật đứng phía trước vừa nghe Hạ Tưởng tự giới thiệu lập tức vẻ mặt vui mừng. Ngài chính là Phó Thị trưởng Hạ, thật tốt quá. Tôi còn nói đến thành phố Lang phải đến gặp Phó Thị trưởng Hạ. Bí thư Biện nhắc tới rất nhiều lần, mỗi lần đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều nói về ngài ra sao như thế nào, khiến chúng tôi đối với tên tuổi của ngài cứ như sấm bên tai. Biện Tú Linh trước kia công tác ở văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thường quay về Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng dễ hiểu, không ngờ cô ấy còn có nghĩa vụ tuyên truyền về hắn, Hạ Tưởng liền khiêm tốn khoát tay. Khách khí,
khách khí, cũng thay tôi hỏi thăm sức khỏe bí thư Biện. Mấy đồng chí của ủy ban kỷ luật vừa mới chuyện trò vui vẻ với Hạ Tưởng xong, quay người lại, vẻ mặt lại nghiêm túc nói với Đồ Quân. Phó thị trưởng Đồ, xin mời. Đồ Quân giận dữ, nhưng cũng biết thái độ của bà càng không tốt thì càng không được đối xử tốt, đành phải nhẫn nhịn nhưng vẫn không kiềm chế nổi phải trừng mắt nhìn Hạ Tưởng vài lần. Hạ Tưởng làm bộ không nhìn thấy, tiễn mấy người ra khỏi cửa. Hội nghị bị ép buộc gián đoạn, hơn nữa lại mang Đồ Quân đi ngay trước mặt tất cả cán bộ chính phủ, bất kể Đồ Quân cuối cùng có thể bình an trở về hay không, uy danh của bà ta ở bộ máy chính phủ hoàn toàn mất sạch, không còn khả năng có thể làm lại lần nữa. Cổ Hướng Quốc ngồi tại chỗ không nói được một lời nào, sắc mặt u ám, vẫn không hiểu vì sao Ủy ban kỷ luật tỉnh lại ra tay nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến y không ý thức được tình hình đã nghiêm trọng tới mức trực tiếp ra mặt mời Đồ Quân phối hợp điều tra. Chẳng lẽ nói, Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nắm giữ chứng cứ xác thực rồi hay sao? Nói chung, Ủy ban kỷ luật tỉnh mà ra mặt mời cán bộ đảng viên đi hỗ trợ điều tra 9 phần 10 là đã nắm giữ chứng cứ xác thực rồi, trên cơ bản là kết cục có đi mà không có về. Và lại nói, cho dù ngẫu nhiên mà có một hai con cá lọt lưới, đầu tiên là tình hình ảnh hưởng của vấn đề tác phong sinh hoạt của Đồ Quân còn chưa bị xóa bỏ lại bị Ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi. Trên cơ bản cuộc sống chính trị của bà ta ở thành phố Lang đã tuyên bố kết thúc. Chương 820, một ván cờ tinh tế, hiểm hóc. Bất kể Đồ Quân có bị Ủy ban kỷ luật điều tra ra vấn đề kinh tế nghiêm trọng hay không, trên cơ bản bà ta không có khả năng lại tiếp tục đảm nhiệm chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ ở thành phố Lang nữa. Trong lúc nhân viên Ủy ban kỷ luật xuất hiện tại hội trường, Cổ Hướng Quốc đã biết rõ một cánh tay của y ở thành phố Lang đã bị bẻ gãy một cách cứng rắn. Chắc chắn là Hạ Tưởng đã gian lận ở phía sau, không phải hắn thì có thể là ai. Cổ Hướng Quốc chìm trong cơn giận dữ, vừa rồi y vẫn còn bảo Đồ Quân phụ trách công việc tiếp xúc thương thảo việc đầu tư với Nga Ni Trần, trong nháy mắt Đồ Quân đã bị Ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi, quả thực chính là đã tát vào mặt y một cái vang dội, khiến y mất hết thể diện trước mặt toàn thể thành viên bộ máy chính phủ. Lần đầu tiên trong đời Cổ Hướng Quốc cảm thấy không thể kiềm chế nổi nỗi căm phẫn. Rồi sau đó trong cơn phẫn nộ lại có một tia bất đắc dĩ và sợ hãi, Hạ Tưởng thực sự lợi hại như vậy sao? Tất cả những bố cục và chuẩn bị ở phía sau đều do một tay hắn xếp đặt sao? Hắn còn trẻ vậy, làm thế nào mà có thể mưu tính và sắp xếp bố cục tỉ mỉ như vậy? Không được, không thể để tiền đồ của Đồ Quân bị hủy hoại như vậy. Cổ Hướng Quốc không còn kiên nhẫn phất phất tay. Tan họp. Không tan họp thì còn có thể họp tiếp thế nào nữa? Ngoại trừ Thiệu Đinh ra, bốn vị phó thị trưởng còn lại đều theo sau Hạ Tưởng đi ra khỏi phòng họp. Bốn vị phó thị trưởng lần lượt là Chu Duệ Nhạc, Vương Nháo, Liễu Tiên Bính và Võ Nhược Lam, trong đó Võ Nhược Lam năm nay 33 tuổi, là nữ phó thị trưởng chịu trách nhiệm quản lý Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp. Hạ Tưởng gật gật đầu, khẽ mỉm cười với bốn người họ, đang định quay về văn phòng thì Chu Duệ Nhạc tiến lên một bước nói. Phó thị trưởng Hạ. Bây giờ ngài có thời gian hay không, tôi còn có công việc muốn gặp ngài báo cáo một chút. Chu Duệ Nhạc xếp hạng dưới Thiệu Đinh, chịu trách nhiệm quản lý phương diện thủy lợi ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm nay 38 tuổi y trời sinh có tướng mạo vui vẻ, gặp ai cũng cười, nói năng lễ phép, vừa thấy đã biết là kiểu người tính tình thông minh lanh lợi đối nhân xử thế khéo léo. Có điều hôm nay biểu hiện của Chu Duệ Nhạc có phần không đạt yêu cầu, cũng không trách y, nhưng lúc y bước về phía trước một bước. Không để ý Võ Nhược Lam đang đứng ở phía trước gần Hạ Tưởng nhất, cũng đang ngẩng một khuôn mặt gọn gàng, sạch sẽ nói với Hạ Tưởng một câu. Phó thị trưởng Hạ, tôi muốn báo cáo công tác với ngài một chút. Chu Duệ Nhạc không đề phòng Võ Nhược Lam đã giành trước một bước, kết quả là lúc y bước về phía trước thì bị đụng chân, đụng vào người Võ Nhược Lam, đẩy Võ Nhược Lam bổ nhào về phía trước, khiến cho Võ Nhược Lam mất thăng bằng ngã vào trong lòng Hạ Tưởng. Võ Nhược Lam tuy rằng sắc đẹp không bằng Đồ Quân nhưng lại mang dáng vẻ thục nữ, cách ăn mặc kiểu phụ nữ chuyên nghiệp, chủ yếu là thân hình của cô rất là lướt, có trước có sau, quyến rũ mê người. Hạ Tưởng bỗng chốc bị Võ Nhược Lam ngã vào lòng, vội đưa tay ra đỡ. Phó thị trưởng Võ không cần kích động, cả phó thị trưởng Chu không cần nôn nóng, tôi đâu có chạy trốn, cho dù người có chạy mất thì văn phòng vẫn còn ở đây. Một câu nói đã lập tức hóa giải sự việc xấu hổ vừa rồi. Võ Nhược Lam vẻ mặt đỏ bừng, quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn Chu Duệ Nhạc một cái. Chu Duệ Nhạc cười ngượng ngùng. Rất xin lỗi Phó Thị trưởng Võ, rất xin lỗi Phó Thị trưởng Hạ, vừa rồi tôi quá vội vàng, không
không để ý đến phó thị trưởng Võ nhanh tay nhanh mắt, động tác còn nhanh hơn so với tôi. Tất cả mọi người mỉm cười phụ họa, cười lấy lệ, trong mắt đều đầy vẻ thâm ý. Đồ Quân vừa mới bị ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi, đã có cảnh tượng Võ Nhược Lam và Chu Duệ Nhạc tranh nhau muốn cáo công tác với Hạ Tưởng, Vương Nháo và Liễu Tiên Bính liếc nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng một sự thật, bên trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, thời đại thị trưởng Cổ tự cho mình là lớn nhất, phó thị trưởng Đồ cáo mượn oai hùm đã ra đi không bao giờ quay trở lại. Bắt đầu từ hôm nay, phó thị trưởng Hạ đã bắt đầu mở ra cục diện ở bộ máy chính phủ. Cảnh tượng vừa rồi được Thiệu Đinh nhìn thấy khi vừa ló đầu từ trong phòng họp ra, y xoay người trở vào nói vài câu gì đó với Cổ Hướng Quốc, khiến Cổ Hướng Quốc cuối cùng cũng không chịu nổi giơ tay ném vỡ một ly nước. Sau đó, Cổ Hướng Quốc trở lại văn phòng, lập tức quay số gọi cho Ma Dương Thiên. Phó thị trưởng Ma, báo cho ngài một tin xấu, phó thị trưởng Đồ đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh đưa đi. Giọng Ma Dương Thiên rất vang dội, tràn đầy quan cách. Thật sao? Sao có thể? Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với phó bí thư thôi, ông ấy không hề để lộ ra tin tức gì. Thôi Hướng đúng là phó bí thư nhưng vị trí của y ở tỉnh ủy rất nhỏ bé, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Ngôn Hoàng cũng là một trong những phó bí thư tỉnh ủy, tuy rằng xếp hạng không bằng Thôi Hướng nhưng nghe nói trước giờ vẫn có quan hệ bình thường với Thôi Hướng. Điều tra một phó thị trưởng ủy viên thường vụ, chuyện lớn như vậy theo lý là sau khi nghiên cứu ở phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh mới có thể hành động, Thôi Hướng nếu không phải cố ý giấu giếm thì trước đó cũng không biết gì cả. Nếu mà Thôi Hướng không nghe được một chút động tĩnh gì thì chỉ giải thích rõ một điều tình cảnh của y ở tỉnh ủy khá là nhạy cảm. Cổ Hướng Quốc hiện tại không có tâm trạng nào mà suy nghĩ cân nhắc tới tình cảnh hiện tại của Thôi Hướng, bởi vì thời gian Thôi Hướng ở tỉnh ủy cũng không ngắn, vẫn khá nửa vời và nhạy cảm, hẳn là không có triển vọng quá tốt. Hiện tại điều y quan tâm chính là làm sao mau chóng đưa Đồ Quân ra khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh. Phó thị trưởng Ma, vấn đề quan trọng hiện giờ là làm sao có thể mau chóng khiến phó thị trưởng Đồ thoát khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh. Tôi lo rằng phó thị trưởng Đồ sẽ không chịu nổi áp lực. Ma Dương Thiên sửng sốt trong chốc lát, mới nói. Tôi cũng quen biết Lý Ngôn Hoàng, không quá quen thuộc nhưng có thể nói chuyện được. Tôi sẽ gọi điện thoại thăm dò trước. Tuy nhiên làm sao mà phía ủy ban kỷ luật lại có thể làm việc nhanh như vậy? Ngày hôm qua tôi còn hỏi qua Thường Quốc Khánh, y nói những tài khoản trước kia đều đã xử lý sạch sẽ không hề để lại sơ hở gì, ủy ban kỷ luật đã đi hướng nào nhỉ? Cổ Hướng Quốc cũng thắc mắc. Tôi cũng thấy kỳ lạ, Dương Bân hiện tại ở Cục Công an thành phố, cụ thể đã nói cái gì còn chưa rõ lắm nhưng những điều Dương Bân biết cũng có hạn. Cho dù y có nói một chút nội tình cũng không thể bị ủy ban kỷ luật tỉnh biến thành chứng cớ nhanh như vậy. Phía ủy ban kỷ luật tỉnh chắc chắn là đi hướng khác. Hiện tại Đồ Quân có hai việc lớn có thể bị lập hồ sơ, thứ nhất là vấn đề tác phong sinh hoạt, thứ hai là vấn đề kinh tế. Giọng của Ma Dương Thiên đột nhiên nâng cao 8 độ. Hướng Quốc, không phải tôi phê bình anh. Gần đây rốt cuộc vì chuyện gì sức ảnh hưởng của anh ở thành phố Lang càng ngày càng giảm xuống. Làm sao mà Dương Bân lại bị bắt rồi lại bị thẩm vấn, anh một chút cũng không thể nhúng tay vào. Kiểm điểm lại chút đi. Được rồi, tôi tìm hiểu tình hình ra sao rồi sẽ nói sau. Cổ Hướng Quốc không kìm nổi giận dữ nói một câu. Đều là Hạ Tưởng đứng sau lưng phá đám, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả đủ. Hạ Tưởng. Nhắc tới Hạ Tưởng, Ma Dương Thiên bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó. Nói đến Hạ Tưởng, hôm nay tôi vừa mới gặp một người. Gã nói có biện pháp đối phó Hạ Tưởng. Thật sao? Cổ Hướng Quốc mừng rỡ. Có thể đối phó với Hạ Tưởng là nguyện vọng lớn nhất trong giai đoạn hiện tại của y, nhưng Hạ Tưởng dường như không gì có thể ảnh hưởng được, vừa không có vấn đề về tác phong sinh hoạt, lại không có vấn đề kinh tế, khiến cho y không biết bắt đầu từ đâu. Nói ra thì người đề ra chủ ý đó anh cũng biết, là Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc, hai người bọn họ hận Hạ Tưởng thấu xương, chuẩn bị bày ra một vở kịch. Đến lúc đó khiến Hạ Tưởng nhảy vào bẫy, không bị chôn sống cũng phải bị ngã chết. Ma Dương Thiên cười ha hả một trận, Hạ Tưởng thay Tống Nhất Phàm ra mặt chỉnh đốn Ma Phàm một trận khiến y có cái nhìn rất xấu đối với Hạ Tưởng, lại bởi vì Hạ Tưởng bất hòa với Đồ Quân, rồi Đồ Quân nói xấu bên tai y, hiện tại ở trong cảm nhận của y Hạ Tưởng là người mà y thấy phản cảm nhất trong giai đoạn bây giờ, dù chưa từng gặp mặt. Cuối cùng Cổ Hướng Quốc và Ma Dương Thiên đạt được ý kiến nhất trí. Việc đối phó Hạ Tưởng phải bàn bạc kỹ hơn, chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tại là bằng mọi khả năng cứu lại tiền đồ chính trị của Đồ Quân.
Ma Dương Thiên làm việc với phía Bắc Kinh, Cổ Hướng Quốc chào hỏi với các lãnh đạo tương quan của tỉnh ủy, phải mời được Phó Thủ tướng Tần gây áp lực lên tỉnh ủy, tận dụng mọi khả năng lớn nhất có thể bảo vệ đồ quân. Kết quả tồi tệ nhất cũng phải giữ được cấp bậc hiện tại, bị điều đi nơi khác là tốt hơn so với việc cách chức tại chỗ. Bàn bạc với Ma Dương Thiên xong, Cổ Hướng Quốc lại gọi một cú điện thoại cho Thôi Hướng. Kỳ thật quan hệ của Cổ Hướng Quốc và Thôi Hướng không thể nói là rất tốt, nhưng bởi vì vấn đề phổ biến ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp, vì Phó Tiên Phong giới thiệu nên quan hệ giữa y và Thôi Hướng nhanh chóng thân thiện hơn. Tuy nhiên nói cho cùng Cổ Hướng Quốc cũng không xem trọng Thôi Hướng, bởi vì hiện tại trong tỉnh ủy có phong thanh truyền ra Diệp Thạch Sinh sang năm phải tới Bắc Kinh nhậm chức, Phạm Duệ Hằng sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư, Tống Chiêu Độ làm chủ tịch tỉnh, Thôi Hướng lại dậm chân tại chỗ. Trên thực tế từ sau khi Tống Chiêu Độ tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, Thôi Hướng chưa hề rời khỏi tỉnh Yến, đã dự đoán trước tiền đồ ảm đạm của y rồi. Nhưng Thôi Hướng hiện nay dù sao cũng là phó bí thư, là nhân vật đứng thứ ba của tỉnh Yến, cho nên Cổ Hướng Quốc trong điện thoại cũng thể hiện đủ sự cung kính. Phó bí thư Thôi, ngài hẳn là đã nghe nói về sự việc của phó thị trưởng Đồ, có thể tìm quan hệ ở trong ủy ban kỷ luật tỉnh thăm dò một chút xem rốt cuộc có tin tức gì hay không. Giọng Thôi Hướng dường như có chút mỏi mệt. Hướng Quốc, chuyện của ủy ban kỷ luật tôi không có cách nào nhúng tay vào đâu. Tôi nghe nói bí thư Diệp nhận được điện thoại từ Bắc Kinh đã đi tìm Lý Ngôn Hoàng hỏi rõ tình hình, cũng bị Lý Ngôn Hoàng lấy bảo mật làm lý do đẩy trở về. Thật biết sở giọng, Cổ Hướng Quốc vô cùng căm ghét giọng điệu đùa bỡn của Thôi Hướng, dọa người cũng phải có chút trình độ mới được. Bí thư Diệp nếu muốn can thiệp vào sự việc đồ quân thì Lý Ngôn Hoàng sẽ không nể tình mà bác bỏ sao? Đừng nói đùa, trước khi ủy ban kỷ luật tỉnh quyết định bắt người đã sớm báo cáo với Diệp Thạch Sinh trước. Diệp Thạch Sinh nếu thật sự hỏi thăm tin tức mà bị Lý Ngôn Hoàng từ chối thì cũng là diễn trò cho những người khác của tỉnh ủy xem, ý là đừng có ai nghĩ đến chuyện nói giúp, thể diện của bí thư tỉnh ủy cũng không nể mặt, những người khác cũng đừng tự làm mất mặt. Suy nghĩ lại, Cổ Hướng Quốc đã hiểu rõ ý tứ của Thôi Hướng. Với trí tuệ chính trị của Thôi Hướng đương nhiên có thể thấy được ý định ban đầu Diệp Thạch Sinh diễn trò cho các ủy viên thường vụ tỉnh ủy thấy chính là tỉnh ủy cũng ủng hộ làm chết vụ án đồ quân, không hy vọng lại có người khác đứng ra nói giúp. Thôi Hướng hiểu rất rõ với địa vị hiện tại của y ở tỉnh ủy nói chuyện đã không còn tác dụng gì lớn, cũng không muốn ra mặt thay đồ quân để sau này khỏi phải tự rước phiền phức vào thân. Cổ Hướng Quốc cũng không miễn cưỡng, hiểu rõ ngụ ý của Thôi Hướng y liền thử thăm dò nói. Sự việc xem ra thật đúng là khó giải quyết, cũng không biết nên tìm hướng giải quyết ở nơi nào. Vốn tưởng rằng Thôi Hướng ít nhiều sẽ gợi ý cho hướng giải quyết, không ngờ Thôi Hướng lại chỉ bật cười ha hả. Phải tin tưởng vào sự công bằng chính trực của các đồng chí ở ủy ban kỷ luật. Buông điện thoại, Cổ Hướng Quốc thiếu chút nữa chửi ra miệng, Thôi Hướng hiện tại sao lại không có một chút quyết đoán nào của phó bí thư tỉnh ủy, sao giống như người nửa về hưu rồi thế. Cuối cùng suy nghĩ lại cũng không oán trách gì Thôi Hướng nữa mà gọi một cú điện thoại cho Lộ Hồng Chiêm. Mọi việc của Lộ Hồng Chiêm ở Cục Công an thành phố cũng không thuận lợi, vốn tưởng rằng y vừa về đến Cục Công an thành phố là có thể tiếp nhận vụ án Dương Bân, không ngờ biểu lý và anh Thành kết hợp cương quyết bác lại, lấy lý do bí thư Ngả và phó thị trưởng Hạ ủng hộ yêu cầu Lộ Hồng Chiêm tránh đi. Lộ Hồng Chiêm nhớn nhác rồi lại không dám kiên quyết đoạt quyền, dù sao biểu lý và anh Thành cũng có Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng ủng hộ ở bên trên. Bí thư thành ủy liên kết với phó thị trưởng thường trực thể hiện rõ thái độ muốn lấy đi quyền lực của thị trưởng, nếu bí thư thành ủy thật sự đứng chung một phe với phó thị trưởng thường trực, một người nắm giữ nhân sự, một người nắm giữ tài chính, lại có thể mượn lúc thị trưởng đi công tác sử dụng quyền lực của thị trưởng, lấy đi hơn phân nửa quyền lực của Cổ Hướng Quốc cũng không phải là việc không thể, Lộ Hồng Chiêm cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Nhất là sau khi y nghe nói đồ quân bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi. Từ sâu trong đáy lòng lại nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt. Y biết rõ, với cấp bậc của đồ quân nếu phạm tội chắc chắn phải qua cửa ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp từ thành phố Yến lặng lẽ đến mà không một tiếng động, trước đó không hề thông báo cho thành ủy thành phố Lang, trực tiếp dẫn người đi, thứ nhất là thể hiện sự không tin tưởng vào thành ủy thành phố Lang, thứ hai là cũng cho thấy ủy ban kỷ luật tỉnh đã nắm giữ bằng chứng vô cùng xác thực. Chẳng lẽ nói, đồng chí đồ quân như vậy là tiêu rồi sao? Khi nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, Lộ Hồng Chiêm đang bố trí người thân cận làm cách nào để sau khi vụ án Dương Bân có tiến triển, trước khi chuyển giao đến Viện Kiểm sát nhân cơ hội hành động một chút, đồng thời yêu cầu bọn họ bằng mọi khả năng tìm cách bí mật tiếp xúc với Dương Bân.
không tin là ở trong địa bàn của y, cho dù phó cục trưởng thường trực liên kết với phó cục trưởng chủ quản trinh sát hình sự lại có thể làm được chót lọt, không để y tìm được cơ hội. Điện thoại của Cổ Hướng Quốc gọi tới không gì khác là hết lần này tới lần khác yêu cầu Lộ Hồng Chiêm nhất thiết phải nắm bắt được thời cơ, đồng thời đảm bảo Dương Bân an toàn, tốt nhất là có thể âm thầm tiếp xúc với Dương Bân bảo Dương Bân chớ nói lung tung, nếu kín miệng thì còn có khả năng bảo đảm cho gã thoát ra, nếu nói lung tung cuối cùng sẽ có thể không có được kết cục tốt đẹp. Kỳ thật những khía cạnh mà Cổ Hướng Quốc có thể nghĩ đến, Lộ Hồng Chiêm cũng đã nghĩ tới tất cả thậm chí còn cẩn thận hơn so với Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc cố ý giải thích lại một hồi, Lộ Hồng Chiêm cũng có thể hiểu được sự lo lắng trong lòng y, trong lòng Lộ Hồng Chiêm cũng đã có dự tính, sự việc Đồ Quân không liên quan gì đến Dương Bân, bởi vì lúc y cùng Biểu Lý và Anh Thành đi gặp mặt Dương Bân cũng đã xem qua lời khai của gã, cũng không có nội dung gì đáng lo ngại, chỉ dựa vào lời khai của Dương Bân không đủ để nhận định tội của Đồ Quân. Đồ Quân bị lật thuyền rốt cuộc là do sóng gió từ đâu? Đương nhiên, hiện tại phải đề phòng nghiêm ngặt Dương Bân lại cắn bậy, cũng là đề phòng lời khai của Dương Bân lại gây bất lợi thêm cho Đồ Quân, không có lợi cho việc vận dụng các mối quan hệ khắp nơi để đưa Đồ Quân ra. Lộ Hồng Chiêm biết rõ Dương Bân hiện tại rất quan trọng, không chỉ liên quan đến tiền đồ của Đồ Quân, lời nói của gã còn có thể tạo thành ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đối với Cổ Hướng Quốc. Không được phép có một chút lơ là. Buông điện thoại của Cổ Hướng Quốc, Lộ Hồng Chiêm đi ra khỏi văn phòng. Vừa lúc thấy Biểu Lý và Anh Thành cùng nhau đi tới tòa nhà cục công an thành phố. Cơ hội đã tới, y bước khoan thai vào phòng thẩm vấn, viên cảnh sát gác cửa lập tức cúi chào. Xin chào cục trưởng Lộ. Thấy Lộ Hồng Chiêm muốn đi vào bên trong, viên cảnh sát vẻ mặt khó xử nói. Cục trưởng Biểu và cục trưởng Anh chỉ đạo, trừ phi họ tự mình đến, bất cứ ai cũng không được tiến vào phòng thẩm vấn. Bất cứ ai? Lộ Hồng Chiêm vẻ mặt uy nghiêm. Cũng bao gồm cả cục trưởng tôi sao? Hử, cậu tên là Lãnh Phong có phải hay không? Đến cục được vài năm rồi mà vẫn chưa thăng tiến được, biết vì nguyên nhân gì không? Lãnh Phong toát cả mồ hôi lạnh, uy danh của Lộ Hồng Chiêm ở cục công an thành phố rất lớn, mọi người đều sợ ông ta, y cũng không ngoại lệ. Cục trưởng Lộ, tôi... Không cần phải nói nữa. Lộ Hồng Chiêm rất uy nghiêm mà vung tay lên, đẩy cửa đi vào. Nhớ kỹ. Cậu không thấy cái gì hết, không nghe thấy điều gì hết. Nếu để tôi nghe được cái gì không nên nghe, Lãnh Phong, cậu chuẩn bị đến ngồi ở đồn công an được rồi đấy. Lãnh Phong nào dám cản trở thêm nữa, đành phải để mặc Lộ Hồng Chiêm đi vào phòng thẩm vấn. Trạng thái tinh thần của Dương Bân rất tốt, được ăn ngon ngủ kỹ, được đối đãi tốt, lại chưa hề chịu hình phạt gì cho nên gã vừa thấy Lộ Hồng Chiêm tiến vào, còn cười hì hì nói. Cục trưởng Lộ, rốt cục cũng gặp ngài. Thật tốt quá. Cục trưởng Anh và cục trưởng Biểu nói, ngài giận tôi, không muốn gặp tôi, nói chờ sau khi tôi khai thật ra thì ngài sẽ lộ diện, không ngờ quả đúng là. Một câu nói thiếu chút nữa đã làm Lộ Hồng Chiêm tức muốn nổ mũi, tức giận tên ngốc như ông ta, một tên đại ngốc, bị người ta lừa mà còn cười rất vui vẻ, thị trưởng Cổ sao lại có một người bà con ngu xuẩn như vậy. Y không thèm để ý đến Dương Bân đang cười tí tửng, sau khi ngồi xuống thấy mấy thiết bị ghi âm. Thu hình đều không bật liền nói. Dương Bân, ông đã nói những gì với đồng chí Anh Thành và Biểu Lý? Cũng chưa nói nhiều lắm, chỉ nói giữa tôi và phó thị trưởng Đồ là trong sạch, không có quan hệ nam nữ gì. Với con mắt và thân phận của phó thị trưởng Đồ, bà ấy cũng không thể thích tôi được. Hơn nữa phó thị trưởng Đồ cho dù có thích tôi, bà ấy cũng hơi già một chút, tôi thích các em trẻ tuổi chứ không thích chị gái. Khụ khụ, nói chuyện nghiêm túc đi, đừng có tán gẫu lung tung. Lộ Hồng Chiêm dở khóc dở cười. Cục trưởng Lộ, ngài nói phó thị trưởng Đồ và thị trưởng Cổ rốt cuộc có quan hệ hay không? Nói đến chuyện tình cảm của Đồ Quân, Dương Bân mặt mày hớn hở, vẻ mặt tươi cười ám muội nhìn về phía Lộ Hồng Chiêm. Lộ Hồng Chiêm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Dương Bân, đầu óc của ông bị làm sao vậy? Giờ này còn nói hưu nói vượn. Ông có biết phó thị trưởng Đồ đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh đưa đi hay không? Chức quan của bà ấy không chừng cũng không giữ được. Dương Bân há hốc miệng nói. Đừng trách tôi nhé, tôi không lên giường với bà ấy, và lại bà ấy cũng không dụ dỗ tôi. Lộ Hồng Chiêm thiếu chút nữa không kìm chế nổi đá một chân qua đó, tuy nhiên cuối cùng lại đập bàn một cái. Được rồi, mau nói xem ông rốt cuộc đã nói những gì. Cũng đều là những việc cục trưởng Lộ ngài đã biết, ví dụ như tôi lái xe đụng phải Thẩm Nhạc Tuyết.
tôi là người liên lạc giữa thị trưởng Cổ, Đồ Quân và Nga Ni Trần, còn có cả việc phó thị trưởng Thụy Kỳ thật không có quá nhiều quyền lực ở thành ủy, còn có cả việc phó thị trưởng Đồ liên kết với Thường Quốc Khánh lừa tiền cho vay, đúng rồi. Cũng không biết Dương Bân là do bị giam giữ vài ngày nên có chút thất thường hay là vừa thấy Lộ Hồng Chiêm thì đặc biệt thân thiết, nói rất nhiều. Tôi còn nói cục trưởng Lộ ngài cũng có ý đối với phó thị trưởng Đồ, khiến cục trưởng Anh và cục trưởng Biểu rất vui mừng, bọn họ nói bọn họ đã sớm biết rồi. Lộ Hồng Chiêm thiếu chút nữa đã bị Dương Bân làm cho tức đến phát điên, quả đúng là đồ não ngắn, làm sao mà cái gì cũng nói ra hết. Trước đây không biết đầu óc của Dương Bân có vấn đề, hôm nay vừa thẩm vấn gã mới phát hiện Dương Bân thật đúng là một bộ não tàn phế khác thường. Tuy nhiên nghĩ lại cũng hiểu cho sự khác thường của Dương Bân, Biểu Lý tuy rằng trình độ thẩm vấn bình thường nhưng y cũng xuất thân từ công tác tư tưởng chính trị, mà anh Thành lại là cảnh sát hình sự lão làng có kinh nghiệm thẩm vấn phong phú, hai người kết hợp thẩm vấn không biến Dương Bân thành thần kinh thất thường thì là may lắm rồi. Dương Bân cũng không nhìn vẻ mặt Lộ Hồng Chiêm, tiếp tục nói. Kỳ thật phó thị trưởng Đồ và thị trưởng Cổ rốt cuộc có quan hệ nam nữ hay không tôi không cũng không rõ lắm. Bọn họ giả bộ cũng khá giống, nhìn không ra nhưng phó thị trưởng Đồ và Thường Quốc Khánh có quan hệ nam nữ thì tôi biết rất rõ, tôi đã chính mắt thấy bọn họ ôm hôn nhau. Lộ Hồng Chiêm kinh ngạc. Thật hay giả vậy? Y cũng là lần đầu tiên nghe nói Đồ Quân và Thường Quốc Khánh có quan hệ mờ ám. Ông có nói với anh Thành và Biểu Lý hay không? Đương nhiên là nói rồi. Bọn họ nói bọn họ đại diện cho lập trường của ngài, tôi càng kể lại tỉ mỉ thì lại càng có thể mau chóng thả tôi ra. Thả ông ra. Lộ Hồng Chiêm rốt cục cũng nổi cáu. Thả cái con khỉ, ông làm ơn ngồi yên trong đấy cho tôi, về sau ai hỏi ông cũng đừng mở miệng. Nhớ kỹ, giữ mồm giữ miệng chẳng khác nào bảo vệ tính mạng của ông. Đừng trách tôi không có nhắc nhở ông, Dương Bân nếu ông còn dám ăn nói bừa bãi thì ngay cả thị trưởng Cổ cũng không bảo vệ được ông. Lộ Hồng Chiêm đóng sầm cửa lại mà đi khỏi, bởi vì lời nói của Dương Bân đã để lộ ra một manh mối khiến y thoáng giật mình. Sự việc Đồ Quân phát sinh không phải bởi vì Dương Bân mà là bởi vì Thường Quốc Khánh. Phạm tội trong vấn đề kinh tế của Đồ Quân chính là do liên kết với Thường Quốc Khánh, chắc chắn là Hạ Tưởng ở Bắc Kinh có người âm thầm điều tra tới vấn đề Thường Quốc Khánh, vì thế mà liên lụy tới Đồ Quân. Chả trách ở thành phố Lang tìm không thấy điểm mấu chốt hóa ra vấn đề lại nằm ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng thật xảo quyệt, đúng là kế, minh tu sạn đạo, ám đậu trần thương, ngoài mặt làm việc khác để che mắt người khác nhưng bên trong lại có mưu đồ khác rất cao minh, giữ chân Dương Bân ở cục công an thành phố như thể có tác dụng rất lớn, trên thực tế lại hoàn thành bố cục ở Bắc Kinh, rồi dẫn phát tới vấn đề kinh tế của Đồ Quân. Đều bị Hạ Tưởng xếp đặt hết, Hạ Tưởng khua chiêng múa chống điều tra tài khoản kế toán của dự án làng đại học, bày ra đầy đủ tư thế thu hút sự chú ý, tưởng rằng hắn bắt tay vào thành phố lang. Cũng không ngờ lại âm thầm thật thật giả giả, một Dương Bân là giả, một dự án làng đại học trong giả có thật, cuối cùng cũng là ở Bắc Kinh châm mồi lửa, quả rất tài. Lộ Hồng Chiêm ở trong hệ thống công an nhiều năm, tự cho là thụ lý án nhiều vô kể, thấy đủ các loại thủ đoạn nhưng lại bị thủ đoạn của Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ, hơn nữa còn khâm phục sát đất. Khâm phục thì khâm phục, sự căm hận trong lòng cũng hừng hực thiêu đốt, đồng thời cũng có một chút cảm xúc phức tạp khôn xiết. Không ngờ Đồ Quân lại có quan hệ với Thường Quốc Khánh. Con mắt Đồ Quân không biết nhìn kiểu gì, Thường Quốc Khánh vừa lùn vừa béo, bộ dạng giống như trái bí đao, chẳng có tí uy phong anh dũng giống như y. Tin tức này đã đả kích rất lớn vào sự tự tin và lòng tự trọng đàn ông của Lộ Hồng Chiêm. Nếu nói Đồ Quân và Cổ Hướng Quốc có quan hệ thì y còn có thể chấp nhận được, dù sao Cổ Hướng Quốc muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, mạnh hơn so với y thừa nhận. Nhưng lại là Thường Quốc Khánh, Lộ Hồng Chiêm từng thầm gán cho Thường Quốc Khánh biệt hiệu Võ Đại Lang, không ngờ Võ Đại Lang không bị Phan Kim Liên bỏ rơi, trái lại tìm được Phan Kim Liên, khiến cho lòng y nặng trĩu không nguôi. Buồn phiền một hồi, Lộ Hồng Chiêm lên đường đến thành ủy, có mấy lời không tiện nói trong điện thoại, liền đi thẳng đến văn phòng của Cổ Hướng Quốc để nói chuyện trực diện. Hai người bàn bạc gần nửa giờ, đã định ra quan điểm chủ yếu. Quyết định bóp chết lời khai của Dương Bân trong nội bộ hệ thống công an, không thể khiến lời khai của gã truyền ra bên ngoài, nếu không chẳng những vô cùng bất lợi đối với Đồ Quân, còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đối với hình ảnh của Cổ Hướng Quốc. Đồ Quân bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi, nếu may mắn chỉ điều tra vấn đề kinh tế của bà ta thì còn dễ, cuối cùng giải thích rõ ràng, lại làm thêm một số động thái, nói không chừng còn có thể vẫn giữ được cấp bậc phó giám đốc sở.
Chỉ cần Bắc Kinh có người có thế lực mạnh mẽ lên tiếng, có khả năng bổ nhiệm đi nơi khác, cho dù là chức quan nhàn tản cũng tốt hơn so với cách chức ngay tại chỗ. Nhưng nếu lời khai của Dương Bân được dùng tới sẽ trở thành đồ quân liên kết với tình nhân lừa tiền cho vay, đối với một nữ quan lớn có vài phần nhan sắc mà nói thì chính là cú đánh chí mạng, tuyệt đối không có khả năng xoay người, cũng sẽ trở thành sự kiện truyền thông trọng đại mà đông đảo giới truyền thông sẽ tranh nhau đưa tin. Như vậy, đồ quân sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt trong chính trị. Làm thế nào để làm cho Dương Bân câm miệng và phản cung ở thời điểm mấu chốt, cứ giao cho Lộ Hồng Chiêm làm việc cụ thể, Cổ Hướng Quốc không có kinh nghiệm về mặt hình sự nên cũng không nhiều lời. Nhưng trong vấn đề làm thế nào để gạt Biểu Lý và anh Thành ra thì Cổ Hướng Quốc lại nghĩ được cách, y quyết định triệu tập hội nghị an toàn nghiệp vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Cục Công an thành phố bố trí cục trưởng đến các quận huyện, lấy việc đảm bảo vấn đề trị an của thành phố Lang trong thời gian Tết Nguyên đán làm lý do tiến hành kiểm tra. Có Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, Lộ Hồng Chiêm có thể có lý do bố trí Biểu Lý và anh Thành đi thực thi nhiệm vụ ở quận huyện, hai người vừa đi là có thể đem vụ án Dương Bân ra thẩm tra xử lý lại một lần nữa, khiến gã phủ định toàn bộ lời khai trước kia, nói thành vụ oan giá họa cũng được, dù sao cứ một mực phủ nhận, chết cũng không nhận sai. Phân tích của Lộ Hồng Chiêm về cơ bản là chính xác, tiếp cận được chân tướng sự thật. Quả thật là Hạ Tưởng dưới sự trợ giúp của Dương Uy đã sớm lấy được bằng chứng lừa gạt tiền cho vay giữa Đồ Quân và Thường Quốc Khánh, hơn nữa với bằng chứng Lý Lý cung cấp, sau khi đệ trình tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Ngôn Hoàng giận tím mặt, lập tức cho người đến thành phố Lang mang Đồ Quân về thành phố Yến chịu sự điều tra. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng đã đi một bước cờ nguy hiểm. Theo như hắn quan sát, sức ảnh hưởng của nhà họ Ngô đối với thành phố Lang rất yếu, trong bốn gia tộc. Ngoại trừ nhà họ Phó có sức ảnh hưởng trực tiếp khá mạnh đối với thành phố Lang gia, mấy nhà còn lại đều ảnh hưởng không quá trực tiếp. Ban đầu hắn còn tưởng rằng các gia tộc đều có thế lực ẩn chứa ở thành phố Lang nhưng sau khi trải qua quá trình thăm dò tìm hiểu, cùng với những lúc gặp rắc rối các gia tộc đều im lặng nên đã rút ra kết luận, thành phố Lang vừa không bị thế lực gia tộc khống chế, vừa không thân với tỉnh ủy, ngoại trừ một hai nhân vật đứng đầu có hậu thuẫn đều là các lão đại ở Bắc Kinh gia. Hậu trường của các ủy viên thường vụ khác cũng hơn một nửa là các loại thế lực ở khác Bắc Kinh. Có thể nói, hầu như thế lực của cả bốn gia tộc ở thành phố Lang nhà nào cũng muốn nhân cơ hội đưa người của mình vào, mà Lý Ngôn Hoàng là quân chủ lực của nhà họ Ngô, khi biết được có cơ hội có thể lật đổ một ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lang, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Quả nhiên, Hạ Tưởng vừa giao nộp bằng chứng, Lý Ngôn Hoàng liền nhạy bén phát hiện cơ hội, quyết đoán mà ra tay bắt Đồ Quân. Không hổ danh là nhân vật chủ lực của nhà họ Ngô, con mắt nhạy bén, thủ đoạn nhanh nhẹn dứt khoát, không chút dây dưa. Hạ Tưởng vô cùng khâm phục và cũng hiểu rõ một điều, Lý Ngôn Hoàng sau khi tới tỉnh Yến vẫn chưa từng phụ trách vụ án nào quá lớn, không có chiến tích gì đáng nói, bây giờ chính mình đưa cho y một phần quà lớn chắc chắn y sẽ vui lòng nhận lấy, bởi vì việc lên chức của cán bộ ủy ban kỷ luật chính là dựa vào thủ đoạn dẫm lên mỗi một cán bộ rơi đài mà từng bước thăng chức. Cũng phải nhờ vào ánh mắt hơn người của Hạ Tưởng phát hiện ra điểm mấu chốt có thể lợi dụng, cũng bởi vì hắn hiểu Lý Ngôn Hoàng, cùng với suy đoán tâm tư lãnh đạo tỉnh ủy. Đối với thành phố Lang luôn không xem trọng năng lực làm việc của tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh ủy đối với việc cán bộ nòng cốt của thành phố Lang có người phạm phải sai lầm nghiêm trọng, một khi đã đánh là tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ có điều có một điểm khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là ở trong sự kiện Đồ Quân, lập trường của Phạm Duệ Hằng đã trở nên tinh tế hơn. Chương 821, áp lực, đúng hạn mà tới. Từ khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang, quan hệ giữa hắn và Phạm Duệ Hằng liền bất hòa không ít. Kỳ thật hắn cũng biết rõ, giữa hắn và Phạm Duệ Hằng, quan hệ xưa nay không bền chắc. Ban đầu vì vấn đề của Cao Thành Tùng, còn từng có một khoảng thời gian đối địch qua, sau này Cao Thành Tùng vừa đi, tỉnh Yến khôi phục lại tình hình thanh thản. Trên rất nhiều vấn đề, lập trường của hắn cùng với lập trường của ủy viên thường vụ tỉnh ủy có quan hệ khá tốt với hắn, phù hợp lợi ích lúc đó của Phạm Duệ Hằng, lại cộng thêm hắn cố ý cùng Phạm Tranh duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, liền khiến Phạm Duệ Hằng có cách nhìn khác với hắn, cũng từng có một khoảng thời gian tới lui mật thiết. Nhưng Hạ Tưởng rất rõ con người của Phạm Duệ Hằng, bạc tình bạc nghĩa, tương đối mờ nhạt. Xưa nay hắn không tự cho rằng bản thân có thể đặc biệt chiếm được ưu ái của Phạm Duệ Hằng chỉ biết lợi ích ưu tiên. Không thể kết giao bằng tấm lòng. Từ thái độ vẫn ôn hòa của Phạm Duệ Hằng đối với Nghiêm Tiểu thì có thể có được kết luận, làm việc chung với Phạm Duệ Hằng, chỉ khi nào có cùng chung lợi ích mới có thể kết giao,
khi không có điểm chung thì sẽ càng đi càng xa, ông không thể nào giống như Tống Chiêu Độ, có thể kết giao bằng tấm lòng. Cũng không thể giống Vương Bằng Phi, có thể kết giao bạn bè. Trên sự kiện Phạm Duệ Hằng đối đãi Đồ Quân, Hạ Tưởng phát hiện một số manh mối. Trước tiên, căn cứ tình hình hắn được biết, Phạm Duệ Hằng ở trên hội nghị công việc bí thư, tuy rằng không rõ ràng phản đối ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp đệ trình Đồ Quân, nhưng lại rõ ràng lộ ra khuynh hướng lập trường việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, chỉ ra đảng và quốc gia bồi dưỡng một cán bộ không dễ, nếu đồng chí Đồ Quân chỉ là một lúc hồ đồ phạm sai lầm, đồng chí của ủy ban kỷ luật tỉnh cũng phải có nguyên tắc trị bệnh cứu người, mở một con đường sống, nhất là đối với một đồng chí nữ mà nói. Càng phải thông cảm và khoan dung nhiều hơn. Thứ hai, Hạ Tưởng cũng từ Trắc Diện tìm hiểu được một số tin tức có ý vị sâu xa, Phạm Duệ Hằng sai khiến Phó Bí thư Giản Xuân Thôn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chú ý chặt chẽ tiến triển vụ án của Đồ Quân, cho dù vụ án Đồ Quân là vụ án quan trọng do Lý Ngôn Hoàng tự mình đốc thúc, nhưng Giản Xuân Thôn là người cũ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tư cách cũ, nếu ông muốn hỏi đến, người thường cũng không ngăn được. Hạ Tưởng chỉ biết, lập trường của Phạm Duệ Hằng dường như hơi hướng về Đồ Quân. Ngồi trong văn phòng, Hạ Tưởng suy nghĩ trước sau một phen, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Đồ Quân đi cùng mấy đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lên xe mà đi. Trong lòng hắn không có niềm vui thắng lợi, ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rất rõ, Đồ Quân chỉ là một chi tiết trong muôn vàn mạng lưới quan hệ của thành phố Lang, cho dù cô một đi không trở lại, cũng chẳng qua là mới tháo được một gút mắc, mà Đồ Quân chẳng qua là lính hầu mà thôi, thế lực và quan hệ lớn mạnh sau lưng cô mới lộ ra một góc băng sơn. Đuổi được một Đồ Quân, chẳng qua là bước đầu mở ra cục diện tại thành phố Lang của hắn, chỉ khiến hắn tạo được uy vọng trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, đứng vững gót chân. Mà hắn ở thành phố Lang, đối mặt nghiêng kẹp của Cổ Hướng Quốc, đối mặt độc thủ của Nga Ni Trần, còn phải đi con đường rất dài. Hơn nữa Hạ Tưởng còn mơ hồ có một dự cảm, Ngả Thành Văn cũng không phải đơn giản như bề ngoài, y cũng có lòng dạ và tâm cơ. Hơn nữa bây giờ tuy rằng y cùng hắn cùng một lập trường đối phó với Cổ Hướng Quốc lật đổ Đồ Quân, nhưng không có nghĩa là sau này chính là quan hệ hợp tác lâu dài. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng Nga Ni Trần không biết khi nào đưa ra độc thủ, mới là chỗ bất an khiến người ta khó lòng phòng bị trong thành phố Lang. Nghĩ tới Nga Ni Trần, Hạ Tưởng không biết vì sao đột nhiên đã tới chỗ Phó Tiên Tiêm cũng là chuyện lạ, Phó Tiên Tiêm sao lại thành thật như vậy một chút cũng không làm phiền hắn. Xuất phát từ sự quan tâm, hắn lập tức gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên, lại báo là không liên lạc được. Vốn định gọi tới điện thoại phòng trong khách sạn của cô, đột nhiên, có điện thoại gọi tới. Thật đúng là nghĩ đến ai, người đó sẽ tới, Hạ Tưởng vừa nhìn là điện thoại của tỉnh ủy, trong lòng căng thẳng, sau nghe máy, quả nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc của Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng, gần đây rất ít gọi điện thoại cho tôi, có phải xa lạ với tôi hay không? Đương nhiệm chủ tịch tỉnh, tiếp theo đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy với giọng nói thoải mái nói chuyện với hắn. Cảm nhận của Hạ Tưởng không phải được sủng ái mà lo sợ, mà là tỉnh táo nhận thức được, Phạm Duệ Hằng là có việc tìm hắn. Nếu hắn không đoán sai, chắc chắn là chuyện của Đồ Quân, bởi vì từ khi hắn tới thành phố Lang, quan hệ giữa hắn và Phạm Duệ Hằng càng ngày càng giảm đi, hôm nay cũng là lần đầu tiên Phạm Duệ Hằng chủ động gọi điện thoại cho hắn. Chủ tịch tỉnh Phạm, chào ngài. Hạ Tưởng nhiệt tình mà cung kính đáp lại một câu. Vừa tới thành phố Lang, nơi nơi bị động, không có mở ra cục diện. Ngại báo cáo công tác với ngài. Tuy nhiên cũng liên lạc khá nhiều với Phạm Tranh, cũng hẹn với anh ta qua một thời gian cùng tới Bắc Kinh thăm Cốc Lão. Lời nói của Hạ Tưởng, lập tức khiến Phạm Duệ Hằng cảm nhận được cái gì, thật sự là một chàng thanh niên thông minh, dụng ý tránh nặng tìm nhẹ rất rõ ràng, chính là ám chỉ tình bạn giữa hắn và Phạm Tranh sẽ không thay đổi, sẽ không vì lập trường chính trị giống nhau hoặc khác nhau mà bị ảnh hưởng. Phạm Duệ Hằng hơi trầm ngâm, lập trường của ông cũng rất kiên định. Không thể vì một chút ám chỉ của Hạ Tưởng mà dao động. Tôi tin với năng lực của cậu, sẽ dần dần mở ra cục diện tại thành phố Lang, nhưng, mở ra cục diện có rất nhiều cách thức, không nhất định phải đạp lên vai người khác mà đi lên. Cũng nói đến đề tài chính, Hạ Tưởng trong lòng trầm xuống, hắn đã thiết nghĩ không ít áp lực đến từ phương diện tỉnh ủy, nhưng không ngờ, áp lực lớn nhất lại từ Phạm Duệ Hằng. Đồng chí Đồ Quân có thể khác với lập trường của cậu, lại từng có xung đột trên lời nói. Đều là vấn đề nhỏ trong công tác, cũng là hiện tượng bình thường. Cô ấy là một đồng chí nữ, đảng và quốc gia bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng, bồi dưỡng một cán bộ nữ càng không dễ,
cho dù một cán bộ thường phạm chút sai lầm cũng không thể một gậy đánh chết, huống chi là nữ cán bộ. Hạ Tường, cậu phải đứng trên quan điểm đại cục nhiều hơn để quan sát vấn đề, đừng động một chút thì phải phá hỏng con đường của người ta. Giọng điệu của Phạm Duệ Hằng vừa nói thấm thía, vừa có chút nghiêm khắc. Cách nhìn của cá nhân tôi, có chừng có mực, tốt nhất đừng do con người tạo ra đối lập và không khí khẩn trương, thành phố Lang hoàn toàn có thể đi tuyến đường hòa bình phát triển, không nhất định phải phân ra thắng thua. Lời nói của Phạm Duệ Hằng vừa là chỉ thị, vừa là ám chỉ. Về công mà nói, là khiến Hạ Tưởng lúc cần buông tay thì buông ta. Về tư mà nói, dường như lại xuất phát từ góc độ quan tâm và yêu mến, Hạ Tưởng càng biết rõ Phạm Duệ Hằng là ứng viên có 102 đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, đắc tội ông coi như tạo cho bản thân một ngọn núi cao không thể nào vượt qua. Tuy nhiên, hắn ở thành phố Lang nện bước kiên định, bố cục lại vô cùng chặt chẽ, hơn nữa sự tình phát triển tới nay, sao có thể nói buông tay thì buông tay. Huống chi bây giờ Đồ Quân đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi, vận mệnh sau này của Đồ Quân, hắn cũng bất lực. Nếu không phải Đồ Quân tự làm tự chịu, hắn làm thế nào lật đổ được cô? Phạm Duệ Hằng mở miệng với hắn, kỳ thật còn tạo ra một áp lực, là khiến hắn từ nay về sau tại thành phố Lang, tốt nhất tay chân kiềm chế một chút, nếu không rất dễ dàng khiến cho tỉnh ủy phản cảm. Xác thực mà nói, chưa chắc là toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh ủy phản cảm, nhưng ít ra là bí thư tỉnh ủy phản cảm. Tình thế của thành phố Lang rất ác liệt, chủ tịch tỉnh Phạm có điều không biết, cũng không phải tôi muốn làm sao thì làm, mà là có người khiến tôi làm thế nào, những gì bọn họ đã làm, có mâu thuẫn với nguyên tắc của tôi cũng không phải chỗ mấu chốt, mà là họ trái pháp luật loạn kỷ cương, làm sằng làm bậy. Hạ Tưởng đành phải lập lờ mà đáp lại nói, vừa không thể quá mạnh mẽ cứng rắn, lại không thể quá yếu đuối, mức độ không dễ nắm chắc. Phạm Duệ Hằng trầm mặc vài giây, lại nói. Sự kiện của Đồ Quân, không còn cách nào vãn hồi. Đồ Quân bị tình nghi lừa gạt 30 triệu tệ, tình tiết rất nghiêm trọng, bây giờ đã là vấn đề của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi đã không đếm xỉa đến. Chủ tịch tỉnh Phạm có thể tìm chủ nhiệm Lý tìm hiểu một chút về vấn đề của Đồ Quân, nếu cán bộ như cô ta còn có thể giữ lại ở cơ quan đảng chính, sẽ khiến dân chúng mất đi lòng tin với đảng ủy và chính phủ. Phạm Duệ Hằng cuối cùng nói. Tôi nói đến thế, Hạ Tường, cậu cũng đừng trách tôi giọng điệu nghiêm khắc, tôi cũng vì tốt cho cậu, Phạm Tranh khó được có một bạn tốt, xưa nay nó luôn cảm thấy quan hệ mật thiết với cậu nhất. Tuy nhiên nếu có thể, cậu cũng có thể nói chuyện với Lý Ngôn Hoàng, tốt nhất khiến ông ta thích đáng mà nhượng bộ, Đồ Quân, có thể không bị đuổi tốt nhất không đuổi, bằng không, cậu ở thành phố Lang có khả năng sẽ gặp trở ngại lớn hơn. Phạm Duệ Hằng rốt cuộc là thể hiện thiện ý hay là tạo áp lực? Buông điện thoại. Hạ Tưởng tâm tư chìm nổi, ở trong phòng bước đi thong thả. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với điện thoại của Phạm Duệ Hằng càng muốn coi như một cảnh báo, là muốn cảnh cáo hắn nếu như còn theo đuổi không bỏ đối với Đồ Quân, sẽ nghiêm trọng đến nỗi không thể thu dọn hậu quả. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải vấn đề hắn muốn thu tay thì có thể thu tay, huống chi nói trắng ra, căn bản hắn cũng không nghĩ tới muốn thu tay. Đồ Quân có phải tham lam cực đại hay không thì hắn không muốn ác ý suy đoán. Nhưng hắn biết, chỉ dựa vào vi phạm quy định cho vay 30 triệu thì tuyệt đối có thể làm cho Đồ Quân không thể xoay người. Tin rằng Lý Ngôn Hoàng cũng sẽ không buông tha Đồ Quân, cơ hội hiếm có, ông có thể để cho Đồ Quân bình yên tránh được một nạn thì ông không phải Lý Ngôn Hoàng. Mặc kệ là xuất phát từ chiến tích bản thân, hay xuất phát từ lập trường vị trí của ông, Lý Ngôn Hoàng tất nhiên có quyết tâm đem vụ án của Đồ Quân làm thành vụ án lớn quan trọng. Hạ Tưởng day day cái chán, Diệp Thạch Sinh sắp rời chức. Bí thư Diệp vừa đi, Phạm Duệ Hằng lên chức, thế cục của tỉnh Yến sẽ càng phức tạp, càng biến hóa nhiều hơn so với thời đại của Diệp Thạch Sinh, bởi vì tính cách của Phạm Duệ Hằng càng khó nắm bắt hơn Diệp Thạch Sinh. Nếu không phải bởi vì giữa hắn và Phạm Tranh coi như có tình hữu nghị vững chắc, phòng trừng ở trong mắt của Phạm Duệ Hằng, hắn đã bị đánh vào lãnh cung. Tuy nhiên cho dù Phạm Duệ Hằng lên chức, cũng có Tống Chiêu Độ theo sát sau đó tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, với thủ đoạn và trí tuệ của Tống Chiêu Độ. Phạm Duệ Hằng muốn một nhà độc đại tại tỉnh Yến cũng không có khả năng, hơn nữa tỉnh ủy còn có Vương Bằng Phi, Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng đều duy trì khoảng cách thích hợp với Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng tuy rằng nghĩ thông suốt, nhưng điện thoại của Phạm Duệ Hằng vẫn là cho hắn áp lực khó hiểu, cũng khiến hắn cảm nhận được thế lực hùng mạnh phía sau Đồ Quân. Đồ Quân bị bắt, bước tiếp theo thì nên là Lộ Hồng Chiêm, kết cục cuối cùng của Đồ Quân như thế nào, Hạ Tưởng cũng lười suy nghĩ. Cũng không phải sự tình trong phạm vi năng lực của hắn,
nghĩ cũng vô dụng. Vấn đề của Lộ Hồng Chiêm so với Đồ Quân phức tạp hơn nhiều, bởi vì gã chẳng những bình tĩnh và lại có lòng dạ hơn Đồ Quân, hơn nữa vấn đề của gã ẩn núp sâu đậm, cho đến nay Hạ Tưởng còn không có phát hiện gã có chỗ nào tay chân không sạch sẽ, nhưng biết rõ gã là cây dù bảo vệ phía cảnh sát thế lực lớn nhất của Nga Ni Trần, nếu nói Lộ Hồng Chiêm thân ra trong sạch cũng không ai tin. Còn có một điểm, Lộ Hồng Chiêm có không ít sức ảnh hưởng trong hệ thống công an, gã vừa là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, ở hệ thống chính trị pháp luật cũng có mạng lưới quan hệ thâm hậu, quả thật không dễ tìm ra chỗ đột phá. Bản thân Lộ Hồng Chiêm lại giỏi tính toán, con người thì cẩn thận, muốn bắt lấy dấu vết của gã cũng không dễ. Cho dù cục thành ủy có hai vị phó cục trưởng Biểu Lý và Anh Thành, nhưng Hạ Tưởng đối với liên kết của bọn họ cũng không lạc quan. Với khả năng nắm giữ cục thành phố của Lộ Hồng Chiêm, muốn làm tan rã đồng minh của hai người không phải là chuyện khó, huống chi hai người đồng minh không hề vững chắc, chỉ vì có lợi ích tạm thời nên đi cùng nhau. Tuy rằng như thế, Hạ Tưởng cũng đã sớm có bố cục nhằm vào Lộ Hồng Chiêm, dù sao hắn đã châm mồi lửa, xem khi nào thì thời cơ thành thục, sau đó liền bộc phát. Thế cục thành phố Lang, hiện tại đại khái xem như rõ ràng mạch lạc. Đồ Quân vừa đi, nhất định phải đề bạt lại một phó thị trưởng ủy viên thường vụ, trong tỉnh không thể thiếu lại là một tranh luận, khẳng định các phương thế lực cũng sẽ thừa cơ sắp xếp người của mình vào, khả năng đề bạt tại chỗ cực ít, nói cách khác, giấc mộng đẹp của Thiệu Đinh khó có thể trở thành sự thật. Nếu thật muốn đề bạt ngay tại chỗ, Hạ Tưởng thà rằng đề bạt Võ Nhược Lam, cho dù Võ Nhược Lam xếp hạng gần cuối nhất, nhưng cô ổn thỏa nhất, cũng dễ dàng kết minh với hắn nhất. Hạ Tưởng ở trong phòng vòng vo vài vòng, ánh mắt lại dừng ở trên Thu Hải Đường, không khỏi lại có lòng hiếu kỳ. Mấy lần bị người ta cố ý nhắc tới Thu Hải Đường, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, hay là có hàm ý đặc biệt nào khác. Hắn lại lần nữa đến gần Thu Hải Đường, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, vẫn là không phát hiện kỳ quái, đang muốn tiến một bước kiểm tra lần nữa thì điện thoại vang lên. Là số của Bắc Kinh gần đây Hạ Tưởng hơi phiền chán Bắc Kinh gọi đến, bởi vì khoảng thời gian gần đây, Bắc Kinh gọi tới không có chuyện tốt, hoặc là biện hộ, hoặc là tạo áp lực, hoặc là uy hiếp, hoặc là kéo quan hệ, tóm lại khiến Hạ Tưởng mệt mỏi ứng phó. Tuy nhiên dãy số hôm nay hắn vừa thấy liền vui vẻ, thật cao hứng mà nghe điện thoại. Dương Uy, có tin tốt gì? Dương Uy, là thu hoạch bất ngờ đầu tiên mà từ khi Hạ Tưởng tới thành phố Lang, cũng là thu hoạch trọng đại, là món quà tốt nhất của Triệu Tiểu Phong trong lúc vô tình tặng cho hắn. Bởi vì ngay cả hắn cũng không ngờ, giữa Dương Uy và Triệu Tiểu Phong không phải quan hệ hợp tác chặt chẽ, cũng là đồng minh căn cứ vào ích lợi rời rạc. Hơn nữa sau khi Dương Uy nhìn thấy hắn, chẳng những tích cực thể hiện dựa vào, còn thể hiện ra năng lực vượt trội. Cũng chính là Dương Uy, lần đầu tiên ở Bắc Kinh tìm được đáy của Thường Quốc Khánh, cũng không biết dùng cách gì, thu thập được chứng cứ lừa cho vay của Thường Quốc Khánh, thậm chí ngay cả biên lai ngụy tạo dùng để chất áp lúc ấy cũng bị y tìm được chứng cứ. Mà con dấu, công ty ngụy tạo biên lai đều là Thường Quốc Khánh một tay xử lý. Càng làm cho Hạ Tưởng vui bất ngờ chính là Thường Quốc Khánh chẳng những không có tiêu hủy thủ tục và con dấu giả tạo của công ty, còn lưu giữ để sau này bào chế đúng cách, lại bị Dương Uy tóm được chứng cớ. Dương Uy cụ thể thi triển thủ đoạn như thế nào, làm thế nào từ trong tay Thường Quốc Khánh có được chứng cớ, Dương Uy không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều, hợp tác giữa người và người, vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định là tốt. Tôn trọng bí mật của người khác là tố chất căn bản nhất. Phó thị trưởng Hạ, không phải tin tốt, là Thường Quốc Khánh mất tích rồi. Dương Uy thanh âm hơi thất vọng. Vốn thiếu chút thì có thể lấy được chứng cứ về quan hệ không chính đáng giữa Thường Quốc Khánh và Đồ Quân, chỉ thiếu một chút, Thường Quốc Khánh lại giống như tan trong không khí, mất tích rồi. Phỏng chừng là đã trốn, chính là không muốn bị người ta bắt. Xui xẻo, nếu sớm biết, tôi xuống tay nhanh hơn là tốt rồi. Năng lực của Dương Uy đã ngoài dự đoán của Hạ Tưởng nhiều lắm rồi, y đã cho hắn không ít niềm vui bất ngờ, Hạ Tưởng cũng không có chút oán trách. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Dương Uy, cậu đã khá lắm rồi, giúp tôi không ít, thật lòng phải cảm ơn cậu. Phó thị trưởng Hạ ngài đừng khách sáo, ngài khách sáo, tôi cảm thấy như xa cách với ngài, khách sáo rồi, trong lòng tôi thiếu tự tin. Dương Uy rất biết ăn nói, trong lời nói lộ ra ý thân thiết. Làm cho Hạ Tưởng đủ để cảm nhận được sự chân thành của y. Mặc kệ y có phải thật lòng hay không, dù sao thời gian quen biết còn ngắn ngủi, Hạ Tưởng không dám dễ dàng đưa ra kết luận, nhưng ít nhất thái độ của y vô cùng đoan chính, Hạ Tưởng liền cười ha ha. Tốt, tốt, đợi khi nào cậu tới thành phố Lang lần nữa,
cùng nhau ăn bữa cơm, tâm sự. Dương Uy Thanh Âm lập tức thoải mái vui vẻ lên. Quá tốt rồi, sớm đã muốn ngồi cùng với Phó Thị trưởng Hạ, đã sớm muốn ở trước mặt thỉnh giáo ngài. Lại cười nói vài câu mới cúp điện thoại, cảm giác quan hệ với Dương Uy lại tiến thêm một bước. Thường Quốc Khánh chạy mất, vấn đề của Đồ Quân vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng cụ thể sẽ có kết quả gì, vẫn phải xem các bên đánh cược và đánh giá rồi. Hạ tưởng tưởng rằng có thể yên tĩnh, không ngờ sau một lát, điện thoại lại vang lên chói tai. Lại là Bắc Kinh gọi tới. Hắn bất đắc dĩ cười, nghe điện thoại. Tổng Giám đốc Triệu, gần đây rất ít thấy ông lộ diện, có phải chuyện vui đắc ý hay không? Bắt đầu thì nói đùa, là Hạ tưởng cũng mơ hồ nghe được phong thanh, Triệu Tiểu Phong gần đây tấn công Vương Sắc Phi, mà Vương Sắc Phi không ngoài dự đoán mà ỡm ở, khiến cho Triệu Tiểu Phong muốn ngừng mà không được. Triệu Tiểu Phong cười ha hả. Bắc Kinh bận rộn, thành phố lang phức tạp, hiện giờ tôi mệt mỏi hai nơi, lo lắng hai nơi. Một nơi Hoa Tiểu Đoá, một nơi Vương Sắc Phi, đều nói đi trong vạn bụi hoa, quần áo không bám cây cỏ, nói ra phóng khoáng, làm được thì không dễ. Đàn ông háo sắc vốn là thái độ bình thường, có người háo sắc mà không dâm, có người phong lưu mà không hạ lưu, có người hạ lưu lại tự xưng là phong lưu, Triệu Tiểu Phong cũng coi như người phong lưu, không muốn buông tha Hoa Tiểu Đoá Bắc Kinh, lại thích Vương Sắc Phi tại thành phố lang, coi như là đại diện điển hình có mới không nới cũ. Đương nhiên, Hạ tưởng không có ý định đàm luận phong hoa tuyết nguyệt với Triệu Tiểu Phong, đề tài vừa chuyển. Tổng Giám đốc Triệu gọi điện thoại tới, khẳng định có tin tức trọng đại. Phải, vò đầu nha. Triệu Tiểu Phong lại thở dài một tiếng. Kỳ thật tôi là người làm ăn, coi kiếm tiền là nhiệm vụ của mình, đả kích đối thủ bài trừ dị kỷ không phải điều tôi mong muốn, nhưng ông cụ nhà tôi coi như là nhân vật số một, ông vừa mới nhận được điện thoại. Có người đề xuất điều kiện trao đổi là thả tôi ra ngoài đảm nhiệm thị trường, để ông cụ buông tay, Hạ tưởng, anh nói làm thế nào mới tốt. Triệu Tiểu Phong cũng thích mai phục, Hạ tưởng rất rõ y là cố ý đắn đo, liền cười. Tổng Giám đốc Triệu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu cậu muốn làm chính trị, sớm đã đi rồi, sao đợi đến bây giờ? Đối phương không đủ thành ý, cậu khẳng định sẽ không nhận. Ôi, muốn cố ý đắn đo anh một phen cũng không được. Anh không thể làm bộ hỏi một chút sao? Triệu Tiểu Phong bất đắc dĩ, cười ha hả. Được rồi, nói chính sự. Đối phương đề xuất điều kiện là bảo vệ cấp bậc và chức vụ của Đồ Quân, bọn họ liền nguyện ý nhượng bộ trên nông nghiệp Tân Hưng. Chương 822, trao đổi, có chuyện xảy ra. Trễ rồi, bây giờ nhắc lại điều kiện trao đổi đã vô sự vô bổ, bởi vì sự kiện Đồ Quân đã kinh động đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng đã vượt ra ngoài sức ảnh hưởng của đối phương. Cũng không còn nằm trong phạm vi khống chế của Hạ tưởng, đã thăng tiến tới cao độ của Ngô gia, tin rằng với khả năng của đối phương, còn không đủ để cảm động lập trường của Ngô gia. Trên thực tế lợi thế của đối phương đưa ra quả thật không có thành ý gì, chỉ nói một là nhường một bước, hai là sắp xếp một cơ hội cho Triệu Tiểu Phong được thả ra ngoài, hai điều kiện đều không hấp dẫn, chỉ có thể nói là tiếp xúc mang tính thăm dò, tìm tòi trước khi hành động mà thôi. Triệu Tiểu Phong phỏng chừng sớm đã từ chối đối phương rồi. Bây giờ gọi điện thoại tới hỏi hắn, chẳng qua nhằm thể hiện một chút Triệu Tuyền Tân vẫn là nhân vật số một có phân lượng, cũng nói rõ lập trường kiên định của y, mượn cớ này ra hiệu với Hạ tưởng. Hạ tưởng liền cho Triệu Tiểu Phong một đáp án muốn có, thể hiện sẽ còn tiếp tục kiên định thúc đẩy hạng mục nông nghiệp sinh thái hữu cơ, đồng thời, hắn cũng hàm xúc mà bày tỏ cảm ơn Triệu Tiểu Phong đã giới thiệu Dương Uy cho hắn quen biết. Dương Uy với hắn nhanh chóng đến gần, Triệu Tiểu Phong chắc chắn trong lòng biết rõ. Có những chuyện nói trắng ra mới là cách làm tôn trọng người khác. Triệu Tiểu Phong lại qua loa mà rẽ ra đề tài của Dương Uy, để khiến Hạ tưởng biết rõ y hoặc là không để ý lựa chọn của Dương Uy, hoặc là y vốn có quan hệ bình thường với Dương Uy. Đúng lúc Triệu Tiểu Phong lại nói đến chỗ tuyệt diệu của Vương Sắc Phi, tổng kết ra Vương Sắc Phi có ba cái tốt, người tốt, thân hình đẹp, công phu tốt, vi vi. Lý Tài Nguyên gõ cửa đi vào, nói cho Hạ tưởng biết thị trường cổ dặn dò. Phải tạm thời mở hội nghị khẩn cấp. Hạ tưởng liền cắt ngang cuộc nói chuyện tào lao với Triệu Tiểu Phong, trong lòng căng thẳng, Cổ Hướng Quốc lại có chuẩn bị ở sau gì đó để thi triển đây. Vừa đến phòng họp thì phát hiện ngoại trừ Đồ Quân, toàn bộ phó thị trưởng đã đến đông đủ, lại thấy Lộ Hồng Chiêm cũng dự thính hội nghị, Hạ tưởng liền hiểu rõ chuyện gì, đối phương là muốn từ trên người Dương Bân canh phòng nghiêm ngặt, ngăn chặn bất kỳ chứng cứ gì bất lợi cho Đồ Quân lại xuất hiện nữa. Hạ tưởng vừa vào ngồi,
Cổ Hướng Quốc liền ho khan một tiếng. Bây giờ họp, nhằm tăng cường trị an thành phố Lang trong dịp Tết Nguyên đán, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Cục Công an thành phố thiết thực làm tốt công tác bảo vệ trị an. Tiếp theo xin mời Cục trưởng Lộ thuyết minh ngắn gọn một chút về công tác bố trí. Một chút cũng không có trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, thái độ của Cổ Hướng Quốc vô cùng lên mặt, rõ ràng là vẫn tiếp tục lập trường làm cho Hạ Tưởng mất quyền. Hạ Tưởng cũng không để ý, nhưng sau khi hắn ngồi xuống, trong số 4 vị phó thị trưởng, có 3 vị đều gật đầu cười với hắn, trong đó hình như nụ cười của Chu Duệ Nhạc và Võ Nhược Lam là tha thiết nhất. Ngoại trừ 2 người, lại có thêm một phó thị trưởng thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, Vương Nháo. Vương Nháo kỳ thật con người rất im lặng, khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính không gọng, thích mặc kiểu áo tôn trung sơn, diện mạo hơi quê mùa, vừa nhìn giống như một giáo viên nông thôn. Xưa nay ông luôn yên ổn trong ủy ban nhân dân thành phố, rất ít khi chủ động phát ngôn, là một phó thị trưởng khiêm tốn. Ủy ban nhân dân thành phố tính cả Hạ Tưởng ở bên trong, tổng cộng 7 phó thị trưởng, Đồ Quân không ở đây thì còn lại 6 người. Trước mắt xem ra, Thiệu Đinh vẫn là đồng minh kiên định của Cổ Hướng Quốc, Liễu Tiên Bính cũng là có lập trường hướng về Cổ Hướng Quốc, còn lại 3 vị phó thị trưởng, ít nhất ở mặt ngoài có ý đồ dựa vào Hạ Tưởng. Một cảnh vừa rồi trong mắt của Cổ Hướng Quốc, khiến trong lòng ông lần nữa buồn bực cực kỳ. Bước chân của Hạ Tưởng ở thành phố Lang càng ngày càng vững vàng, ông cảm nhận được một uy hiếp thật sự. Lộ Hồng Chiêm thanh thanh cổ họng, liếc nhìn Cổ Hướng Quốc một cái, lại theo bản năng mà liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, mới nói. Theo xếp hạng hàng năm, năm nay Cục Thành phố quyết định sắp xếp 2 vị phó cục trưởng Biểu Lý và Anh Thành đến các quận huyện kiểm tra tình trạng trị an. Cổ Hướng Quốc phối hợp mà gật đầu. Ừ, do 2 vị phó cục trưởng trấn thủ, có thể bảo đảm công tác trị an thuận lợi khai triển, tốt, quyết định như vậy. Nói xong, dường như mới như ra một thứ, nhìn Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ có gì cần bổ sung không? Trên thực tế làm phó thị trưởng thường trực, lại là ủy viên thường vụ, hẳn là có quyền phát ngôn rất lớn, mà không phải quyền đề nghị, Cổ Hướng Quốc hẳn là hỏi Hạ Tưởng có ý kiến gì không, nhưng lại hỏi hắn có gì cần bổ sung không, hiển nhiên là không cho hắn cơ hội phát biểu cách nhìn. Hạ Tưởng cũng không giận, gật đầu cười, thái độ vô cùng đoan chính. Không có, thị trưởng Cổ và cục trưởng Lộ sắp xếp vô cùng hợp lý, tôi hoàn toàn tán thành. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi, Hạ Tưởng vốn nên khẳng khái mà phát biểu cách nhìn mới đúng, hắn là phó thị trưởng thường trực, hành xử quyền lực tự thân nên có cũng bình thường, hoàn toàn nhượng bộ cũng quá không nên. Càng có người tinh mắt cũng rõ nội tình trong đó, rõ ràng là cách làm tách ra Biểu Lý và Anh Thành, Hạ Tưởng sao lại một chút cũng không phản đối. Không ngờ Hạ Tưởng nói xong, bất chợt dừng lại, còn nói. Nhưng thật ra có một vấn đề, tôi cảm thấy tất yếu thảo luận một chút. Cục Công an thành phố Lang và Cục Công an thành phố Yến trên cấp bậc là kém một bậc, quy mô của thành phố Lang và thành phố Yến không thể so sánh, nhưng chi tiêu tài chính hàng năm của Cục Thành phố và Cục Công an thành phố Yến tương xứng, tôi cho rằng có hiểm nghi phô trương lãng phí, cần phải xét duyệt lại chi tiêu tài chính của Cục Thành phố, giảm bớt chi tiêu không cần thiết, cũng giảm bớt áp lực tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiếng nghị luận, ong, một trận trong phòng họp. Lời nói của Hạ Tưởng trực tiếp đánh trúng chỗ đau của Lộ Hồng Chiêm, giảm bớt chi tiêu tài chính coi như trực tiếp cầm lấy mạng của Cục Thành phố. Nếu ông ta không lấy được chi tiêu tài chính từ Ủy ban Nhân dân thành phố thì uy vọng trong Cục Thành phố sẽ giảm mạnh. Bất kỳ lãnh đạo nào, chỉ cần không lấy được chi tiêu, chỉ cần trong tay không có tiền thì không phải lãnh đạo tốt, thì không thể khiến cấp dưới phục sát đất mà nghe lệnh. Hạ Tưởng làm vậy, hoàn toàn là cách làm giáp mặt một đao. Ở trước mặt Lộ Hồng Chiêm cắt giảm chi tiêu tài chính của Cục Thành phố, không khác gì giáp mặt mà tát vào mặt. Lộ Hồng Chiêm giận dữ. Phó thị trưởng Hạ, thành phố Lang và thành phố Yến hoàn cảnh khác nhau, ở nơi giao nhau giữa 3 địa phương Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Yến, dòng người phức tạp, tình thế trị an ác liệt, chi tiêu so với Cục Thành phố Yến quả thật không thấp, nhưng cũng có nguyên nhân khách quan, không thể vơ đũa cả nắm. Giảm bớt chi tiêu tài chính của Cục Thành phố, coi như mặc kệ an toàn tài sản sinh mạng của nhân dân thành phố Lang, là đề nghị không chịu trách nhiệm. Phản bác rất sắc bén, cũng không có chút nể tình Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đối với lời nói không khách khí của Lộ Hồng Chiêm cũng không có toát ra bất cứ cảm xúc tức giận gì, chỉ là phất tay, không chút để ý mà nói. Cũng phải, tình trạng trị an của thành phố Lang quả thật kham ưu, tôi thân là phó thị trưởng thường trực ở thành phố Lang cũng cảm thấy không được an toàn,
còn mấy lần bị qua uy hiếp, dân chúng bình thường làm sao có cảm giác an toàn. Tôi thì buồn bực rồi, chi tiêu không nhỏ, cảnh lực không ít, vì sao tình trạng trị an của thành phố Lang còn không vừa ý người khác. Hơn nữa còn có thế lực đen ác hung hăng ngang ngược. Cục trưởng Lộ, chẳng lẽ ông một chút cũng không cho rằng bản thân không làm tròn bổn phận? Lực độ của một câu nói này không nhỏ, trực tiếp mượn đề tài để nói chuyện của mình, giáp mặt nghi ngờ năng lực cá nhân Lộ Hồng Chiêm, khiến cho Lộ Hồng Chiêm trên mặt không ánh sáng. Nhưng Hạ Tưởng nói là tình hình thực tế, trị an thành phố Lang quả thật kham ưu, Hạ Tưởng đã bị qua hai lần uy hiếp, Lộ Hồng Chiêm còn chính mắt thấy qua một lần, ông không thể giáp mặt phủ nhận, lại không thể không thấy chuyện thật thành phố Lang có Nga Ni Trần hoành hành, tuy rằng cũng rõ Hạ Tưởng là mượn chuyện chi tiêu tài chính cố ý chèn ép hắn, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra lời phản bác hữu lực. Phó thị trưởng Hạ, đề tài thảo luận hôm nay là thảo luận vấn đề bảo đảm an toàn trị an thành phố Lang trong dịp Tết Nguyên đán, không phải là chi tiêu tài chính của cục thành phố, xin đừng tùy ý rẽ ra đề tài thảo luận. Cổ Hướng Quốc đúng lúc thay Lộ Hồng Chiêm giải vây. Đúng vậy, đúng vậy. Lộ Hồng Chiêm thấy Cổ Hướng Quốc ra mặt giảm bớt áp lực đến từ Hạ Tưởng, vội vàng phụ họa nói. Hôm nay là thảo luận như thế nào cải thiện vấn đề trị an của thành phố Lang, vấn đề chi tiêu không nằm trong phạm vi thảo luận của ngày hôm nay. Tôi biết. Hạ Tưởng cười. Tôi chính là báo trước với thị trưởng Cổ và cục trưởng Lộ, bởi vì tôi đã đạt thành nhất trí với bí thư Ngả về vấn đề chi tiêu của cục thành phố, dự định trong thời gian gần sẽ đệ trình tới hội nghị thường vụ thảo luận một chút. Cái gì? Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm liếc nhau, hai người đều tức giận tăng vọt. Hạ Tưởng quá kiêu ngạo, vừa rồi Cổ Hướng Quốc chẳng qua bỏ qua hắn một lần, hắn thì hay, cũng trực tiếp tránh qua Cổ Hướng Quốc một lần, trực tiếp không thương lượng với thị trưởng, mà thương lượng với bí thư muốn cắt bỏ một phần chi tiêu tài chính của cục thành phố, căn bản chính là hành vi đầy khiêu khích. Tôi kiên quyết phản đối. Lộ Hồng Chiêm biết ông không đường thối lui, cách làm của Hạ Tưởng chính là muốn đi bước một nén ép không gian quyền lực của ông phải đứng lên phản kháng. Hy vọng Phó Thị trưởng Hạ đứng ở lập trường công chính suy xét vấn đề, đừng mang theo phiến diện và thành kiến khai triển công tác. Cổ Hướng Quốc cũng là cười lạnh một tiếng. Giảm bớt chi tiêu tài chính cục thành phố, tôi không đồng ý, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bí thư Ngả. Ý là, chuyện đại sự vốn nên do nhân vật số 1, số 2 mới có thể quyết định, Hạ Tưởng là một trợ thủ không có tư cách khoa tay múa chân. Hạ Tưởng đối mặt áp lực của hai gã nhân vật cấp quan trọng, vẫn là vẻ mặt thản nhiên. Thị trưởng Cổ không đồng ý cũng không có vấn đề gì, tôi vẫn sẽ đề nghị họp hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận. Theo kinh nghiệm trải qua của bản thân tôi và tình hình thực tế của thành phố Lang triển khai thảo luận, đề nghị của tôi là, nếu như trong thời gian nửa năm, tình trạng trị an của thành phố Lang không có cải thiện rõ ràng thì kiến nghị giảm bớt 1/3 chi tiêu tài chính. Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, có quyền lợi đề nghị họp hội nghị thường vụ, hơn nữa hắn còn phân công quản lý tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị của hắn khẳng định sẽ được coi trọng. Hơn nữa hắn một đao chém rơi 1/3 chi tiêu tài chính, nếu thật sự thông qua quyết nghị của hội nghị thường vụ, tài chính của cục thành phố sẽ lập tức trứng trọi đá, Lộ Hồng Chiêm sẽ uy vọng quét xác. Lộ Hồng Chiêm không kìm nổi giận giữ đập bàn một cái. Phó thị trưởng Hạ, đừng quá đáng, đừng khinh người quá. Cục thành phố vì bảo vệ trị an của thành phố Lang làm ra cống hiến to lớn, nếu giảm bớt 1/3 chi tiêu tài chính, các hạng mục công tác của cục thành phố sẽ không thể thi triển. Không cách nào đảm bảo trị an lâu dài của thành phố Lang. Nói như vậy, hiện tại thành phố Lang chính là một mảnh yên ổn hài hòa. Hạ Tưởng hỏi lại. Đương nhiên, hiện tại tỷ lệ tội phạm hình sự thành phố Lang thấp nhất toàn tỉnh, gần một năm nay đều không có xảy ra bất kỳ vụ án ác tính nào như bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người, v.v., đều là công lao của toàn thể cảnh sát cục thành phố. Lộ Hồng Chiêm vừa dứt lời, điện thoại di động của ông dồn dập vang lên. Vừa nhìn thấy số gọi đến, ông liền mặc kệ Cổ Hướng Quốc ở đây, vội vàng tiếp nghe điện thoại, sau khi nghe xong sắc mặt kinh ngạc. Cái gì, cưỡng hiếp chưa thực hiện được còn bắt cóc người bị hại? Ở đâu, khách sạn Phù Dung, được, tôi lập tức chạy tới. Vừa mới còn nói tình thế trị an thành phố Lang rất tốt thì nhận được điện thoại của vụ án ác tính, quả thật cũng là khiến người ta không nói được lời nào thêm buồn bực. Hạ Tưởng không có vui sướng khi người gặp họa mà cười, Lộ Hồng Chiêm bị mất mặt. Ngượng ngùng cười. Tình hình đột phát, tôi phải lập tức chạy tới hiện trường. Hạ Tưởng ngay từ đầu còn không có ý thức được cái gì, trong giây lát nhớ tới Phó Tiên Tiên là ở tại khách sạn Phù Dung,
sẽ không trùng hợp như vậy chính là cô bị. Sao có thể như thế? Sắc mặt của hắn kinh ngạc, nhất thời đứng dậy. Đi, cục trưởng Lộ, tôi cùng ông tới hiện trường. Phó thị trưởng thường trực muốn đích thân tới hiện trường, Lộ Hồng Chiêm cũng không có gì nói, gật đầu một cái với Cổ Hướng Quốc, liền cùng Hạ Tưởng vội vàng rời khỏi phòng họp. Hạ Tưởng trực tiếp ngồi trên xe của Lộ Hồng Chiêm, nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên gọi không thông, liền gọi lại lần nữa, báo hiệu tắt máy, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Phó Tiên Tiên nếu chẳng may gặp phải bất trắc, hắn không cách nào tha thứ cho sơ sẩy của bản thân. Tuy rằng Phó Tiên Tiên là em ruột của Phó Tiên Phong, cũng không có quan hệ trực tiếp gì với hắn, nhưng trong lòng hắn, Phó Tiên Tiên tuy rằng phóng khoáng và model, nhưng cũng là một cô gái tốt, nếu chẳng may tại thành phố Lang bị người ta chà đạp, sẽ là tiếc nuối cả đời của hắn, lại nghĩ tới Phó Tiên Tiên ở cùng hắn, cũng từng giúp hắn rất nhiều, hắn càng lòng nóng như lửa đốt. Cục trưởng Lộ lập tức điều động tay súng bắn tỉa đến hiện trường bố trí, tình huống nguy cấp, có thể trực tiếp giết chết kẻ bắt cóc. Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh. Không ngờ Lộ Hồng Chiêm chỉ thản nhiên mà nói một câu. Tới hiện trường điều tra rõ tình huống trước nói sau. Thái độ của ông lạnh lùng mà tiêu cực, liền khiến Hạ Tưởng rõ ràng một sự thật. Nếu kẻ bắt cóc là người của Nga Ni Trần, Lộ Hồng Chiêm khẳng định không dám hạ lệnh nổ súng. Thời gian chính là sinh mạng. Hạ Tưởng cũng mặc kệ Lộ Hồng Chiêm ở đây, lấy điện thoại ra trực tiếp hạ lệnh cho anh Thành. Sếp anh, khách sạn Phù Dung xảy ra vụ án trọng đại, ông nhanh chóng chạy tới hiện trường và trang bị tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Anh Thành cũng nhận được báo cảnh sát, đang chạy tới hiện trường. Sau 5 phút tôi sẽ tới hiện trường, nhưng điều động tay súng bắn tỉa do sếp Lộ một mình chỉ huy, tôi không có quyền hạn. Điều động tay súng bắn tỉa còn cần Lộ Hồng Chiêm phê chuẩn. Quy định gì thế? Hạ Tưởng trong lòng bất mãn, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm chỉ trích Lộ Hồng Chiêm quy định bất hợp lý, từng địa phương đều có đặc sắc riêng, Lộ Hồng Chiêm lúc trước làm như vậy cũng có thể khẳng khái mà xưng là vì an toàn. Hạ Tưởng liền nói với Lộ Hồng Chiêm, tốt nhất lập tức khiến tay súng bắn tỉa đợi mệnh, đề phòng xuất hiện tình huống không thể đoán trước. Lộ Hồng Chiêm do dự một chút, vẫn là gọi một cuộc điện thoại. Lưu Hoa, cho tay súng bắn tỉa xuất động. Trước tiên đuổi tới hiện trường đợi mệnh. Khi nói chuyện thì tới khách sạn Phù Dung, vừa xuống xe, tim của Hạ Tưởng liền trầm xuống đáy cốc. Đứng dưới khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một căn phòng ở tầng 5 của khách sạn Phù Dung, có hai người đang đứng trước cửa sổ, người ở phía trước chính là Phó Tiên Tiên, cô tóc tai bù xù, cánh tay phải lõa lồ, quần áo trên người coi như đầy đủ, chỉ là trên mặt còn có 5 dấu tay ửng hồng, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt quật cường. Vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Trên cánh tay phải lõa lồ bên ngoài còn đang chảy máu, có mấy vết đao không sâu. Một người đứng sau cô, hai mắt đỏ, giống như điên cuồng, mặc dù cách xa nhìn không rõ hình dạng lắm, nhưng vẫn rõ ràng có thể nhìn thấy một vết sẹo trên mặt gã. Mặt sẹo cầm trong tay một cây đao cắt trái cây sắc nhọn, đao nhọn để trên cổ của Phó Tiên Tiên, cửa sổ đã mở ra, gã hô to về đám người vây xem ở phía dưới. Tụi mày đều cút đi, mẹ nó đừng có xem, còn xem, tao sẽ giết chết người phụ nữ này, tao muốn Hạ Tưởng lên đây đổi con tin, bằng không, tao cưỡng hiếp trước rồi giết sau, sau đó chặt nó thành 8 khúc. Đám người nghị luận xôn xao, hỏi thăm nhau Hạ Tưởng là ai. Có người hiểu chuyện biết Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực mới nhậm chức, đám người đều buồn bực sao tên mặt sẹo lại có thù với phó thị trưởng. Sau đó đám người nghị luận trọng điểm chính là nhằm vào phó thị trưởng thường trực có thể hy sinh an toàn tự thân đàm phán với kẻ bắt cóc hay không, sẽ tự nguyện trao đổi con tin hay không. Cuối cùng đám người gần như cho ra kết luận nhất trí, Hạ Tưởng đường đường là thị trưởng, sao có thể ra mặt lấy tính mạng bản thân đổi lấy sự an nguy của một con tin. Một số người lớn tuổi còn nói, sống hơn nửa đời người rồi, còn chưa thấy qua có chủ tịch huyện tự nguyện thay con tin, đừng nói là thị trưởng. Hạ Tưởng không biết mặt sẹo là ai, Lộ Hồng Chiêm lại biết mặt sẹo là người ra sao, gã chính là Lộ Phi anh em kết nghĩa của tứ tiểu long thủ hạ của Nga Ni Trần, biệt danh Phi Sẹo, người bình thường đều gọi gã là mặt sẹo. Mặt sẹo tuy rằng không phải thủ hạ của Nga Ni Trần, nhưng gã cùng Nga Ni Trần cũng có quan hệ, nói không chừng chuyện hôm nay chính là do Nga Ni Trần thầm chỉ thị gây nên, nhất là khi Lộ Hồng Chiêm nghe thấy mặt sẹo muốn dùng con tin đổi Hạ Tưởng, trong nháy mắt có vô số ý niệm trong đầu. Mặt sẹo mặc kệ là thay tứ tiểu long báo thù, hay là bị Nga Ni Trần thầm sai khiến cố ý đến hại Hạ Tưởng, dù sao không thể là chuyện một súng bắn chết,
nói không chừng cục hôm nay là một cơ hội hiếm có. Lộ Hồng Chiêm không biết Phó Tiên Tiên là ai, tuy nhiên cũng thấy rõ Phó Tiên Tiên tướng mạo thanh lịch không tầm thường, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nói không chừng mặt sẹo đã đắc thủ, một bó cải trắng tươi ngon bị con heo ủi mất. Cách nghĩ sâu hơn trong lòng ông là nếu Hạ Tưởng tình nguyện lên đó đổi lấy con tin, đến lúc đó mặt sẹo đột nhiên phát điên, một đao giết chết Hạ Tưởng, lại khiến tay súng bắn tỉa nổ súng bắn chết mặt sẹo, sau cùng Hạ Tưởng chết đi, mặt sẹo cũng tiêu đời, thế giới hòa bình, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Tuy rằng nói phó thị trưởng thường trực bị hại, khẳng định sẽ trở thành một tin lớn, gã cũng sẽ bị xử phạt, nhưng so với Hạ Tưởng mất mạng, một xử phạt không đáng là gì. Qua nửa năm đến một năm thì có thể xóa bỏ, thành phố Lang không có Hạ Tưởng, cũng vô tư. Tuy nhiên Lộ Hồng Chiêm cũng biết ông chỉ là suy nghĩ một chút thôi, mộng đẹp không thể thành hiện thực, bởi vì Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, không thể lấy thân mạo hiểm chủ động đi đổi lấy con tin. Lộ Hồng Chiêm trong quan trường lăn lộn mấy chục năm, chỉ thấy qua cán bộ đảng chính gặp nguy hiểm thì rút lui, vẫn chưa thấy qua lãnh đạo thành ủy chủ động tiến lên trước. Tâm tư của Hạ Tưởng và dũng khí dũng cảm gánh vác, là chính khí vì dân chờ lệnh mà loại người như Lộ Hồng Chiêm sao có thể hiểu được. Huống chi người bị bắt cóc là Phó Tiên Tiên. Cho dù trong lòng Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên không bằng Tống Nhất Phàm thân như người thân, nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn không cho phép ở trước mặt hắn xảy ra bất kỳ sự tình ỷ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Hơn nữa Phó Tiên Tiên còn là khách của hắn, mà kẻ bắt cóc còn luôn miệng muốn dùng người để đổi lấy con tin. Hạ Tưởng gần như không có chút do dự, quay đầu lại nói với Lộ Hồng Chiêm. Cục trưởng Lộ, tôi đi đổi lấy con tin, ông phụ trách tiếp ứng con tin, phải bảo đảm an toàn của con tin. Lộ Hồng Chiêm ngay từ đầu nghĩ ông nghe lầm, Hạ Tưởng thật muốn chủ động đi lên thay con tin, có phải thật sự hay không? Hắn là kẻ ngốc to gan hay là nhất thời kích động? Hay có thể là nhìn thấy sắc đẹp mà nổi lên lòng trượng nghĩa, muốn lên đó diễn một suất anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên định, vừa không phải kích động hay nhiệt huyết, mà là vẻ mặt bình tĩnh. Dường như dùng hắn đổi lấy con tin là một chuyện hoàn toàn chính đáng. Chương 823, nguyên do, chuẩn bị trước sau. Lộ Hồng Chiêm tuy rằng rất muốn Hạ Tưởng gặp chuyện không may, nhưng cũng phải làm bộ. Phó thị trưởng Hạ, không được, ngài không thể đi lên, rất nguy hiểm, tôi làm cục trưởng, phải phụ trách vì an toàn của ngài. Hạ Tưởng mặc kệ Lộ Hồng Chiêm là thật tâm hoặc là giả ý, hắn hiện tại không có thời gian đi lục đục với Lộ Hồng Chiêm. Bởi vì hắn đã chú ý tới mặt sẹo càng ngày càng luống cuống, mà Phó Tiên Tiên có biểu hiện quật cường mà dũng cảm, cô chung quy chỉ là một cô gái yếu ớt, dù là một đại nam nhân bị đao nhọn để ngay cằm, cũng sẽ sợ tới mức cả người phát run, huống chi trong cảm nhận của hắn cũng coi Phó Tiên Tiên là một bằng hữu đáng che chở. Phó Tiên Tiên là bởi vì hắn mà đến, hắn không ra mặt ai ra mặt. Không cần phải nói nữa. Hạ Tưởng phất tay. Bây giờ tôi đi lên, tình huống cấp bách. Không thể chậm trễ, cứu người quan trọng hơn. Thấy Hạ Tưởng đã quyết định, Lộ Hồng Chiêm cũng không có ngăn trở nữa. Nói thật, trong nháy mắt ông còn đối với Hạ Tưởng sinh ra một tia khâm phục trong đầu, nhưng lập tức lại bị tình huống sắp có khả năng phát sinh chiếm cứ ý nghĩ, Hạ Tưởng thật sự ý nghĩ nóng lên liền nhảy vào bên trong vòng xoáy. Nói như vậy, kết cục hoàn mỹ nhất mà vừa rồi ông thiết nghĩ có khả năng phát sinh. Nghĩ thì nghĩ. Công tác bảo vệ an toàn cho Hạ Tưởng còn phải làm cho tốt, dù sao là nằm trong chức trách của ông. Cho dù Hạ Tưởng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể khiến người ta từ mặt ngoài tìm ra tật xấu của ông. Lộ Hồng Chiêm truyền đạt hàng loạt mệnh lệnh xuống dưới, vài tên đặc công đi theo Hạ Tưởng, lại ở tòa lầu đối diện bố trí mấy tay súng bắn tỉa để phòng bất trắc, và sau khi hết thảy an bài thỏa đáng, Hạ Tưởng dưới sự yểm hộ của vài đặc công, đã tới trong hành lang tầng 5. Tầng trệt đã dọn sạch sẽ, căn phòng 514 Phó Tiên Tiên đang ở, cửa phòng đóng chặt, bởi vì hiệu quả cách âm không tốt, từ bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng động gầm rú của mặt sẹo ở bên trong. Anh Thành lo lắng an nguy của Hạ Tưởng, cũng theo sát Hạ Tưởng cùng tiến lên lầu. Y dẫn dắt vài tên tâm phúc dưới tay, theo sát ở phía sau Hạ Tưởng, tuy nhiên đối với Hạ Tưởng thực hiện lấy thân thử hiểm, y cũng không phải vô cùng tán thành, thậm chí cho rằng Hạ Tưởng còn có ý thể hiện. Trong lòng y ít nhiều có chút oán thầm Hạ Tưởng, rốt cuộc là tuổi trẻ, thể hiện cũng phải chọn trường hợp, có thể đến trong đám người thể hiện, có thể đến cơ quan đơn vị thể hiện, lại đến hiện trường phạm tội thể hiện, nếu chẳng may có sơ suất gì, không phải nhặt vừng đã đánh mất dưa hấu. Không thông minh, vẫn là kích động một chút, anh Thành âm thầm thở dài,
nhưng cấp bậc của y so với Hạ Tưởng kém nhiều lắm, không tiện mở miệng khuyên bảo, chỉ có thể hết sức bảo hộ an nguy của Hạ Tưởng. Lộ Hồng Chiêm không cùng đi lên, ông ở bên ngoài bố trí biện pháp phòng hộ, theo căn bản mà nói, cũng là vì không đếm xỉa đến, nếu chẳng may Hạ Tưởng gặp chuyện không may, ông có thể từ chối trách nhiệm, nói không ở hiện trường, ít nhất có thể giảm bớt các mặt hoài nghi và áp lực. Anh Thành không nghĩ nhiều như vậy, y cảm thấy Hạ Tưởng cho dù có hiểm nghi thể hiện, cũng xem Hạ Tưởng là lãnh đạo y phải bảo hộ. Để phòng điều bất trắc, Hạ Tưởng khiến anh Thành dẫn người trốn ở hai sườn hành lang, hắn không biết Mặt Sẹo là ai, nhưng biết Mặt Sẹo khẳng định không phải người hiền, hơn nữa căn cứ hắn quan sát, Mặt Sẹo lựa chọn ở trước cửa sổ bắt cóc Phó Tiên Tiên, hiển nhiên là trong nghề, bởi vì theo địa thế mà xem, tòa lầu đối diện cách cửa sổ ít nhất 100 mét có hơn, khoảng cách 100 mét đối với tay súng bắn tỉa mà nói, không dám cam đoan một súng bắn chết. Hơn nữa lại là ở tầng 5, khách sạn tổng cộng cao 14 tầng, ở vào trung gian, muốn cưỡng ép đột phá cũng rất khó. Cho nên khi Mặt Sẹo đề xuất muốn hắn đến trao đổi con tin, Hạ Tưởng gần như không có do dự liền quyết định dùng chính mình thay cho Phó Tiên Tiên, không chỉ là bởi vì hắn thương Hương Tiết Ngọc, còn vì hắn là bạn của Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên là vì hắn mới đến thành phố Lang, lại có Mặt Sẹo trước mặt mọi người hô to gọi nhỏ phải muốn hắn đi lên trao đổi con tin, chính là muốn chế tạo không khí, còn công bố nếu hắn giấu mặt liền một đao giết con tin hắn không phải là rùa đen rút đầu bị người chỉ tên nói họ còn không dám lộ diện. Một người đàn ông, không thể khiến một phụ nữ bị chính mình liên lụy, Hạ Tưởng động thân mà ra, mặc kệ là về công về tư, hắn đều không thể chối từ. Đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu được một điểm, Mặt Sẹo hơn phân nửa là người của Nga Ni Trần, nói cách khác là đồng lõa của Tứ Tiểu Long, bắt cóc Phó Tiên Tiên, hẳn là thấy được hắn và Phó Tiên Tiên cùng vào khách sạn. Nói cho cùng Phó Tiên Tiên vẫn là bị hắn liên lụy, hắn phải gánh vác trách nhiệm, không thể khiến Phó Tiên Tiên bởi vì hắn mà bị trà đạp. Cho dù Hạ Tưởng cũng không biết rõ Phó Tiên Tiên rốt cuộc có bị Mặt Sẹo làm nhục hay không. Trong lòng hắn hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, nếu sự kiện lần này là Nga Ni Trần ở sau lưng bày ra, hắn không đem Nga Ni Trần đánh cho hoa rơi nước chảy, hắn sẽ không là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hít sâu vài cái, bỗng nhiên, anh Thành lén lút tiếp cận lại, đem một con dao nhỏ nhét vào trong tay Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, Mặt Sẹo tên là Lộ Phi, là anh em kết nghĩa của Tứ Tiểu Long. Gã không phải thủ hạ của Nga Ni Trần, trước kia luôn ở phía Nam, gần đây bởi vì Tứ Tiểu Long bị tàn phế mới đến thành phố Lang. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu một chút, nếu Mặt Sẹo là thủ hạ của Nga Ni Trần, nếu chỉ là vì đối phó hắn, cũng quả quyết sẽ không bắt cóc Phó Tiên Tiên. Bởi vì Phó Tiên Tiên là em của Phó Tiên Phong, Nga Ni Trần cho dù không biết Phó Tiên Tiên, cũng phải tìm hiểu rõ ràng mới dám xuống tay. Với thủ đoạn của Nga Ni Trần, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Trên cơ bản có thể kết luận, Mặt Sẹo là vì sự kiện của Tứ Tiểu Long mà đến, nhưng vì sao bắt cóc Phó Tiên Tiên lại kêu gào khiến hắn tiến đến trao đổi, trong đó đã xảy ra chuyện gì, Hạ Tưởng không hiểu. Đao nhỏ không dài, nhưng vừa nhìn tạo hình thì biết là đao chuyên dụng, Hạ Tưởng đem đao giấu ở trên người, gật đầu một cái với anh Thành. Tôi đi đàm phán với Mặt Sẹo trước, các anh phụ trách tiếp ứng con tin bất cứ lúc nào. Đồng thời duy trì liên hệ với cục trưởng Lộ, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Anh Thành do dự một chút. Phó thị trưởng Hạ, ngài, thật sự quyết định muốn dùng chính mình thay cho con tin. Mặt Sẹo là kẻ vô cùng hung ác, trong tay gã có mạng người, nếu chẳng may gã bất lợi với ngài, chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm. Hạ Tưởng thoải mái mà cười, cũng là vì an ủi anh Thành. Yên tâm, sếp anh, nếu tôi lúc ấy dám ở trước mặt mọi người trừng trị Tứ Tiểu Long, thì biết có một ngày sẽ bị người ta bước đến góc tường, ở thời điểm không đường thối lui, chỉ có động thân mà ra mới có một tia sức sống. Hơn nữa, đối phương chỉ tên nói họ muốn tôi ra mặt, tôi trốn tránh không gặp, sẽ làm dân chúng cho rằng lãnh đạo thành ủy đều là ẻo lả. Một câu khiến anh Thành kính nể hẳn lên. Lãnh đạo thành ủy ở thời khắc mấu chốt ẻo lả thì nhiều rồi, nhưng Hạ Tưởng là lãnh đạo thành ủy đầu tiên dám trực diện ẻo lả, khiến cho anh Thành trong lòng rất là chờ mong. Có lẽ Phó thị trưởng Hạ thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng dân chúng phàm là lãnh đạo thành ủy đều là hình tượng tiêu cực to con mập mạp, vừa thấy nguy hiểm liền chạy trốn đầu tiên. Từng có một nơi xảy ra hỏa hoạn lớn, lúc ấy có người liền hô lớn một tiếng, khiến lãnh đạo đi trước. Nghe nói người này sao lại còn thăng quan, có thể thấy được lâm trận bỏ chạy là bản tính của một số cán bộ hơn nữa người giúp bọn họ lâm trận bỏ chạy còn có thể tiếp tục thăng chức,
lại còn luôn miệng nói phải vì nhân dân phục vụ, có ma mới tin. Anh Thành trong nháy mắt hạ quyết tâm, nếu chẳng may Hạ Tưởng có bất trắc gì, y liều mạng cũng phải cứu Phó Thị trưởng Hạ Bình Yên vô sự, bởi vì bảo hộ an nguy lãnh đạo cũng là chức trách của y. Vài tên đặc công đi theo anh Thành cũng lập tức nảy sinh lòng tôn kính đối với Hạ Tưởng, bọn họ gặp qua không ít lãnh đạo đều tránh ở chỗ an toàn nhất, sau đó không hiểu giả bộ hiểu mà tiến hành chỉ huy hiện trường, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Thị trưởng Hạ phấn đấu quên mình, lấy sự tôn vinh của thị trưởng thay cho một con tin bình thường. Anh Thành giơ tay từ trong tay đặc công tiếp nhận một chiếc áo chống đạn. Phó thị trưởng Hạ mặc áo chống đạn vào, phòng ngừa mặt sẹo đột nhiên nổi điên. Áo chống đạn có thể phòng viên đạn, đâm hai đao khẳng định càng không có chuyện gì, Hạ Tưởng cũng không có vênh váo, liền mặc ở trong. Hết thảy bố trí thỏa đáng, Hạ Tưởng một mình đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong lập tức truyền đến giống giận. Ai, mau cút xa một chút. Nếu không tao đối với con tin hãm hiếp trước giết sau. Hạ Tưởng cố nén lửa giận, vô cùng bình tĩnh nói. Không phải anh muốn tìm tôi tới thay cho con tin sao? Tôi hiện đứng ở ngoài cửa, anh thả Phó Tiên Tiên ra, tôi liền đi vào. Mày là Hạ Tưởng. Mặt sẹo cảm thấy không ngờ, gã điên cuồng mà kêu gào khiến Hạ Tưởng thay Phó Tiên Tiên, cũng không ôm hy vọng gì. Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, sẽ tự nguyện đến đổi một phụ nữ. Không thể nào. E rằng người phụ nữ này là một người đẹp, hay là người tình của hắn, hắn cũng không thể lấy mạng để đổi. Với nhận thức của mặt sẹo đối với cán bộ chính phủ, Hạ Tưởng khẳng định sớm đã núp vào, không dám lộ diện. Không nghĩ tới, Hạ Tưởng thật sự đến đây, có phải có người hù gã mở cửa hay không? Mặt sẹo hơi do dự, Phó Tiên Tiên nghe ra thanh âm của Hạ Tưởng, hô to một tiếng. Hạ Tưởng, sao anh lại tới đây? Đừng vờ ngớ ngẩn, anh đi mau. Khiến cảnh sát tới trừng trị gã. Mặt sẹo giận dữ, bóp cổ Phó Tiên Tiên thật mạnh. Ít nói nhảm, nói thêm một câu nữa, tao giết mày. Ngay sau đó bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Phó Tiên Tiên, còn có thanh âm xé rách quần áo. Hạ Tưởng sốt ruột, một cước đá cửa ra, thấy mặt sẹo đang bóp cổ Phó Tiên Tiên kéo trên giường, còn xé rách quần áo của Phó Tiên Tiên một mảng to, lộ ra sau lưng trắng nõn. Phó Tiên Tiên giãy giụa phản kháng, vừa đá vừa cắn, liều mạng cũng khiến mặt sẹo không thực hiện được. Phó Tiên Tiên ở mặt ngoài hiện đại phóng khoáng, khi đối mặt sắp bị xâm phạm, biểu hiện ra ngoài thà chết chứ không chịu khuất phục cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Có khi vẻ bề ngoài lộ ra của một người chưa chắc là tính cách thật của cô, có lẽ là cô cố ý làm bộ và ngụy trang. Mà ở thời khắc mấu chốt biểu hiện ra ngoài ngoan cường, mới là một mặt chân thật nhất của cô. Buông cô ấy ra. Hạ Tưởng hận không thể tiến lên một cước đá bay mặt sẹo, nề hà đao nhọn trong tay mặt sẹo luôn để trên cổ của Phó Tiên Tiên, hơi chút vừa động Phó Tiên Tiên sẽ ngọc nát hương tan, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôi chính là Hạ Tưởng, chính là người anh muốn tìm. Anh muốn vì Tứ Tiểu Long báo thù, thì nhằm vào tôi mà đến, không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy. Mặt sẹo dừng lại động tác, gã nhẹ nhàng buông lỏng, khiến Phó Tiên Tiên có thể nói chuyện, hỏi. Hắn thật sự là Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên cứ việc phản kháng thật sự kịch liệt, nhưng cô dù sao cũng là một phụ nữ, vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện, dường như tinh lực cả người lập tức đều tan biến hết, thiếu chút nữa đứng thẳng không được uể oải ngã xuống đất, tuy nhiên vẫn đang cắn răng nói. Hạ Tưởng. Chỉ hô một câu thì không nói ra lời được nữa, nước mắt ào ào chảy ròng, vẻ mặt ủy khuất và không cam lòng, còn có phẫn hận. Hạ Tưởng tâm tình kích động. Nhưng cũng biết hiện tại không thể kích động, vừa kích động thì dễ dàng phán đoán sai lầm, khả năng tạo thành hậu quả không thể bù lại, hắn liền cố gắng bình tĩnh trở lại, hỏi một câu. Tiên Tiên, cô có bị thương tổn hay không? Không phải hỏi cô có bị thương hay không, mà là hỏi cô có bị thương tổn hay không, hiển nhiên là hai tầng hàm nghĩa, Phó Tiên Tiên thấy Hạ Tưởng đối với cô vô cùng quan tâm, lại dừng không được nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi không sao. Gã muốn làm nhục tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, gã không chiếm được tiện nghi. Hạ Tưởng thở phào một hơi, đối với một phụ nữ mà nói, xâm hại cơ thể so với bị thương trên người hậu quả nghiêm trọng, thân thể bị thương, có thể chữa khỏi theo thời gian, mà thân thể bị xâm phạm, sẽ tạo thành vết thương mãi mãi trên tâm lý. Nếu mặt sẹo thật sự đắc thủ, Hạ Tưởng thề, gã sẽ làm mặt sẹo thống khổ, hoàn lại gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng hiện tại, cũng muốn khiến gã hoàn lại gấp bội gấp trăm lần.
Mặt sẹo trên cơ bản tin người trước mắt chính là Hạ Tưởng, tuy nhiên gã không thể tin được Hạ Tưởng thực sự sẽ lấy chính mình đến thay đổi con tin. Không ngờ, đường đường đại thị trưởng vẫn là một người đa tình, vì tình nhân nhỏ cả mạng sống cũng không cần sao. Được, giỏi lắm, tao Mặt Sẹo bình sinh khâm phục nhất chính là người giỏi. Tao nói được làm được, mày ở lại, phụ nữ cho đi. Hạ Tưởng bước thêm một bước về phía trước, Mặt Sẹo lập tức giật mình, vội vàng giữ chặt Phó Tiên Tiên. Chậm đã, tao nghe các huynh đệ nói mày biết võ, phải đề phòng mày một chút. Mày lấy ra giường buộc lại thành cái gút trước sau đó chói tay lại. Đợi tao xác nhận mày không có vấn đề, tao mới có thể thả người, nếu không hừ hừ. Mặt Sẹo vươn bàn tay to, sờ soạng trước ngực Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng trong cơn giận dữ, biết rõ Mặt Sẹo là muốn bất lợi với hắn, khiến hắn tự buộc hai tay căn bản là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng biết rõ không thể làm lại phải làm, tình thế ép buộc, nhân sinh, có khi chính là gặp phải lựa chọn lưỡng nan. Dừng tay, tôi đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng thỏa hiệp, hắn một tay xé rách tấm ra trên giường. Trên ra giường còn có loang lổ vết máu, khiến người ta nhìn thấy ghê người, liền khiến hắn tức giận tăng vọt, cưỡng chế lửa chiến trong lồng ngực, hắn xoay tấm ra hai vòng, quấn vào tay hắn, sau đó nói với Mặt Sẹo. Thả người. Phó Tiên Tiên đã khóc không thành tiếng, cô thấy Hạ Tưởng làm việc nghĩa không chùn bước mà cứu người cô bình sinh chưa bao giờ để ý bất cứ chuyện gì, cảm thấy nhân sinh chỉ là một trò chơi vui, hoàn toàn bị cảm động. Theo cô, cho dù là Phó Tiên Phong anh ruột cô ở đây, vì cứu cô cũng không nhất định tự trói đôi tay của mình, Hạ Tưởng căn bản hoàn toàn mặc kệ sự an nguy của bản thân mà xả thân cứu người. Hạ Tưởng, trong cảm nhận của cô vẫn là một hình tượng đàn ông có chút khoan dung, có chút mê người lại có chút thẳng thắn thành khẩn, mà giờ này cô mới lần đầu tiên nhận thức đến, Hạ Tưởng so với trong tưởng tượng của cô phức tạp hơn, cũng cao lớn hơn. Một phụ nữ cả đời có lẽ có thể gặp được rất nhiều người theo đuổi. Gặp được càng nhiều công tử hào hoa hoặc là con nhà giàu mới nổi hay con nhà quan lấy đùa bỡn phụ nữ làm vui, cũng không thiếu quan lớn đem phụ nữ coi thành đồ chơi, nhưng rất khó gặp được một người đàn ông chân tình thật lòng yêu cô, coi cô là sinh mạng. Bảo vật vô giá dễ cầu, người tình thật lòng thì khó kiếm, Hạ Tưởng không có yêu cô, có thể vì cô xá sinh quên tử, nếu Hạ Tưởng có cảm tình đối với cô bất kể cô là tiểu tam hay là tiểu thất, tiểu bát của Hạ Tưởng, cả đời này chắc chắn theo hắn. Đánh chết cũng không rời khỏi. Cái gì cũng không cầu, chỉ cầu hắn đối với cô ấy tốt hơn 3 ngày, cô liền cảm thấy mỹ mãn. Hạ Tưởng đương nhiên không thể tưởng được ở thời khắc mấu chốt, Phó Tiên Tiên còn nhàn hạ thoải mái nghĩ đến tình yêu, rốt cuộc là nam nữ khác biệt, điểm xuất phát của lối suy nghĩ cũng một trời một vực. Hắn một lòng suy nghĩ chính là kế tiếp nên thoát vây như thế nào. Còn nữa, Mặt Sẹo sao lại kèm hai bên Phó Tiên Tiên? Hạ Tưởng không biết chính là lần trước sau khi hắn đi, Mặt Sẹo lên lầu thấy được Phó Tiên Tiên, liền sinh ác ý, thừa cơ gây rối Phó Tiên Tiên. Không ngờ Phó Tiên Tiên vẫn đóng cửa không ra, gã đợi nửa ngày cũng không có tìm được cơ hội thích hợp, liền nghĩ lại, ngay tại lầu 5 thuê một căn phòng, tạm thời ở lại. Cho dù có người khuyên gã dừng tay, nhưng dục vọng trả thù trong lòng gã vô cùng mãnh liệt, đã sớm bị thù hận che mắt, làm sao còn có lý trí. Lại càng không để ý sau khi gã hại Hạ Tưởng thì thế cục thành phố Lang sẽ như thế nào, dù sao gã đã không suy xét hậu quả, hơn nữa Phó Tiên Tiên thật sự mê người, khiến gã thèm nhỏ dãi. Có thể xử Phó Tiên Tiên, giết Hạ Tưởng, hơn nữa trên người vốn còn có 2 mạng người, chết cũng đáng. Mặt Sẹo sở dĩ thuê căn phòng ở lầu 5, là bởi vì khách sạn Phù Dung tổng cộng 14 tầng, vị trí lầu 5 không cao không thấp, khiến đặc công không thể dễ dàng đột phá. Hơn nữa vị trí lầu 5 có góc chết, có thể khiến tay súng bắn tỉa ở đối diện không cách nào một phát bắn chết. Trên người gã có 2 mạng người, xưa nay luôn chạy trốn chết, cũng học không ít phản thủ pháp điều tra. Bàn tính như ý của gã là, đem Phó Tiên Tiên buộc đến căn phòng ở lầu 5, cưỡng hiếp trước, sau đó mới lấy cô làm con tin, đề xuất điều kiện khiến Hạ Tưởng trao đổi. Hạ Tưởng ra mặt còn tốt, không ra mặt, gã liền trực tiếp giết chết Phó Tiên Tiên. Khiến Hạ Tưởng bị hàng ngàn người bêu danh, tạo thành một sự kiện chấn động. Dù sao gã đã chiếm được tiện nghi, trên người lại có 3 mạng người, sớm muộn gì cũng chết, có thể mang đến rắc rối to cho Hạ Tưởng, cũng coi như báo thù cho 4 anh em bị phế. Hơn nữa gã cũng chán ghét cuộc sống chạy trối chết khắp nơi rồi, sau khi chết oanh oanh liệt liệt làm một vé, cũng chết có ý nghĩa. Mặt Sẹo vẫn chờ đợi ở trong lầu thang,
cũng là khách sạn Phù Dung sơ suất phòng bị, không chú ý tới mặt sẹo dị thường. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì nguyên nhân thành phố Lang có Nga Ni Trần, ai đều biết Nga Ni Trần ở thành phố Lang thế lực ngập trời, không người nào dám quản, bởi vậy mặt sẹo tuy rằng vừa nhìn thì giống xã hội đen, nhưng cũng không ai chú ý. Không phải không muốn chú ý, là đã quen thế lực đen ác kiêu ngạo, không ai dám để ý. Mặt sẹo rốt cục chờ được cơ hội, Phó Tiên Tiên xuống lầu. Phó Tiên Tiên ra ngoài cũng không trang điểm nhiều, chỉ là mặc một chiếc áo khoác lông, quần jean, giày thể thao, cô ngâm nga khúc nhạc nhìn thấy thang máy hiện đèn dừng ở lầu 5, cửa thang máy vừa mở, từ bên ngoài tiến vào một đàn ông trên mặt có vết sẹo, cũng không nghĩ nhiều, khi tiếp tục ngâm nga khúc nhạc, trong thang máy chỉ có một mình cô, đàn ông mặt sẹo tiến lên liền bịt miệng cô lại, sau đó một đao chống ngay bên hông, một giọng nói trầm thấp và mang uy hiến vang lên. Động một cái, lấy mạng cô, hô một tiếng, khiến cô đau. Phó Tiên Tiên luôn tự nhận gan lớn phóng khoáng, xưa nay không cảm thấy cuộc sống có gì nguy hiểm, từ trước tới nay vẫn thuận buồm xuôi gió, cho nên hành động bướng bỉnh, đột nhiên bị người tan gai hiểm đến tính mạng, nhất thời đầu óc cô trống rỗng. Sau một lát cô lại khôi phục sáng suốt, nhỏ giọng nói. Anh cầu tài phải không? Được, tôi có tiền, tiền toàn bộ cho anh. Chương 824, độc thủ, mưu tính sâu xa. Mặt sẹo thấy Phó Tiên Tiên còn chút trấn tĩnh, không khỏi thầm khâm phục cô nàng này nhìn qua sống an nhàn sung sướng, không ngờ cũng có chút gan dạ, liền nói. Cô thành thật phối hợp với tôi, có lẽ tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Tôi không cầu tài, tôi cầu sắc. Đang lúc mặt sẹo sắp bắt cóc Phó Tiên Tiên vào trong phòng, khi muốn làm loạn, ở cửa phòng, Phó Tiên Tiên đột nhiên hét to một tiếng. Cứu mạng giết người. Phó Tiên Tiên rất thông minh. Biết cô một khi tiến vào phòng thì khó thoát khỏi ác vận, cho nên trước đó báo động trước, quả nhiên hữu dụng, một tiếng hô to lập tức kinh động nhân viên phục vụ phát hiện không đúng, vừa thấy tình huống không ổn, hô to một tiếng. Mau báo cảnh sát, xảy ra chuyện lớn rồi. Chính là bởi vì một tiếng báo động trước, đã bảo vệ thân trong sạch của Phó Tiên Tiên. Giọng nói của Phó Tiên Tiên lực xuyên thấu rất mạnh, thanh âm của nhân viên phục vụ kinh hoàng thất thố. Hai người kẻ trước người sau la lên, chấn kinh tất cả khách của năm tầng. Dầm một tiếng, không ít người đều mở cửa phòng ra nhìn xảy ra chuyện gì, kết quả vừa thấy có người bắt cóc con tin, lập tức một mảnh kinh hoàng. Mặt sẹo vốn định trước thần không biết quỷ không hay mà xử lý Phó Tiên Tiên, sau khi đắc thủ, lại tạo hoảng loạn, không ngờ Phó Tiên Tiên hô lên một cái phái hoại kế hoạch của gã, khiến gã thẹn quá thành giận, giương tay vẽ mấy đao trên cánh tay của Phó Tiên Tiên. Theo sau bắt cóc Phó Tiên Tiên vào trong phòng, bên ngoài khắp nơi tiếng bước chân hỗn độn, người qua người lại hỗn loạn, khiến mặt sẹo vô cùng căm tức. Trường hợp vừa loạn, gã liền nghe không ra rốt cuộc có cảnh sát thừa loạn lẻn vào hay không, tình thế đối với gã cực kỳ bất lợi. Lại nhìn thấy Phó Tiên Tiên vẻ mặt quật cường, mặt sẹo giận dữ, giương tay đánh Phó Tiên Tiên một bạt tai, lại động thủ xé quần áo cô, liền muốn thi bảo. Phó Tiên Tiên liều chết phản kháng, thà chết không theo. Bị mặt sẹo xé rách quần áo, còn vẽ vài đao trên cánh tay, chẳng sợ máu luôn chảy, vẫn là vừa cắn vừa đá, khiến mặt sẹo cũng mệt mỏi ứng phó, sau cùng cũng không có đắc thủ, liền nghe thấy xe cảnh sát chạy tới. Mặt sẹo thấy kế hoạch hoàn toàn bị làm xáo trộn, lại tức giận ngút trời, muốn hành hung Phó Tiên Tiên, nghĩ rằng đánh một phụ nữ thật sự ca có ý gì, liền dùng đao chống cổ của Phó Tiên Tiên, kéo cửa phòng ra uy hiếp mọi người rời khỏi, lúc này cảnh sát cũng đã tới. Nhằm tránh tình thế mở rộng, liền sơ tán đám người, đề xuất yêu cầu cùng mặt sẹo đàm phán. Mặt sẹo cự tuyệt tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ có Hạ Tưởng ra mặt, gã mới suy xét thả người, bằng không mọi chuyện không bàn nữa, nếu như trong vòng 2 tiếng Hạ Tưởng không xuất hiện, gã sẽ giết con tin sau đó tự sát. Mặt sẹo yêu cầu ngoài dự đoán, lại khiến tất cả mọi người khó hiểu. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, giải cứu con tin vẫn là ý chính hàng đầu. Cho nên vẫn phải chiếu theo yêu cầu của mặt sẹo, sơ tán đám đông và cảnh sát tới chỗ an toàn. Trong lúc giằng co, mặt sẹo vì dốc sức tạo thanh thế, chỉ sợ Hạ Tưởng không đến trao đổi, hướng về đám đông hô to muốn Hạ Tưởng đến trao đổi con tin, ai tới cũng không được, bằng không gã sẽ giết người. Hạ Tưởng nếu như là kẻ nhát gan, không dám lộ mặt, hôm nay cái chết của con tin, hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Mặt sẹo muốn tạo thành hiệu quả chính là muốn ép Hạ Tưởng không đường thối lui, muốn có danh tiếng tốt thì phải lộ diện. Lộ diện, thì có nguy hiểm, phải xem Hạ Tưởng lựa chọn thế nào.
là lộ diện cứu tình nhân của hắn, hay là làm con rùa đen rút đầu, hoàn toàn trong một ý niệm của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng không lộ diện thì gã thật sự giết Phó Tiên Tiên, liều chết cũng phải khiến Hạ Tưởng mất hết thanh danh. Mặt Sẹo đánh giá thấp dũng khí của Hạ Tưởng, càng đánh giá thấp trí tuệ của Hạ Tưởng, gã không biết Hạ Tưởng có nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt, càng không biết Hạ Tưởng còn có một mặt bình tĩnh thủ đoạn độc ác, cho nên khi Hạ Tưởng thật sự đứng trước mặt gã, tự chói hai tay, trong nháy mắt gã thậm chí còn có chút không tin Hạ Tưởng thật sự vì một phụ nữ ngay cả tính mạng cũng không cần. Nhưng Hạ Tưởng quả thật là vẻ mặt trấn tĩnh, hơn nữa đã chói hai tay đứng trước mặt gã. Mặt Sẹo lo nghĩ, trong lòng hiện lên một ý tưởng tội ác, giết Phó Tiên Tiên trước, giết Hạ Tưởng sau. Gã quyết định chủ ý, luyền lạnh lung nói. Được, tao thả con tin, mày từ từ đi qua đây, không được phép giở trò, bằng không chúng tao cùng chết chung. Hạ Tưởng gật đầu. Không thành vấn đề, anh thả người, tôi qua đó. Trong lúc nói chuyện, bước chân của hắn nhẹ nhàng bước một bước lên trước. Không biết sao, Hạ Tưởng bước ra một bước nhẹ nhàng, Mặt Sẹo trong lòng đột nhiên rung mình một trận, gã theo bản năng lui ra sau một bước. Đợi chút, mày đứng lại trước. Hạ Tưởng rất nghe lời mà đứng yên bất động, trên mặt không có chút biểu tình. Phó Tiên Tiên ánh mắt không chớp mà nhìn Hạ Tưởng, giống như muốn từ trên mặt Hạ Tưởng phát hiện bí mật gì đó, nhưng thất vọng rồi, Hạ Tưởng không có ám chỉ gì, cũng không có phẫn nộ gì, bình tĩnh giống như người ngoài cuộc. Mặt Sẹo hơi chần chừ, nhẹ nhàng đẩy Phó Tiên Tiên. Cô cách xa hắn 3 mét, từ từ đi ra phía ngoài, không được chạy, bằng không tôi ở phía sau cho cô một đao. Lúc này Hạ Tưởng chen vào một câu. Tiên Tiên, nghe gã nói, đừng chạy, đi từ từ, đừng gấp, người gã muốn tìm là tôi, không phải cô. Lời nói của Hạ Tưởng đã cho Phó Tiên Tiên an ủi rất lớn, cô từ từ bình tĩnh, sau đó cất bước hướng ra phía ngoài, một bước, hai bước, ba bước, nhìn thấy sắp thoát khỏi phạm vi giơ tay có thể đụng của Mặt Sẹo. Mặt Sẹo đột nhiên động thủ. Tuy nhiên khiến Mặt Sẹo thật không ngờ chính là gã động thủ, Hạ Tưởng cũng động thủ, hơn nữa còn muốn nhanh hơn gã một bước. Hạ Tưởng đã sớm đoán được ý đồ của Mặt Sẹo, biết gã muốn báo thù, khẳng định vốn không có tính sống sót. Nếu ngay cả mạng sống cũng không cần, làm sao tha cho Phó Tiên Tiên. Mặt Sẹo không phải tâm phúc của Nga Ni Trần, gã không biết Phó Tiên Tiên là ai cũng là bình thường. Cho dù biết cũng chưa chắc coi trọng quan hệ giữa Phó Gia và Nga Ni Trần, một người ngay cả chết cũng không để ý, còn để ý Phó Tiên Tiên là ai sao? Phó Tiên Tiên lai lịch càng lớn, danh khí gã giết Phó Tiên Tiên sẽ càng vang, càng có lời, ngược lại, chậu cứt trên đầu Hạ Tưởng lại càng thối. Mặt Sẹo một đao liền hướng về phía sau của Phó Tiên Tiên hung ác đâm tới, dùng sức rất mạnh, nếu khiến gã một đao đâm trúng, khẳng định sẽ khiến Phó Tiên Tiên xuyên thấu tại chỗ. Hai mắt của gã hung ác lộ ra ngoài, vết sẹo trên mặt dữ tợn mà khủng bố, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, giống như ác ma. Hạ Tưởng so với Mặt Sẹo vẫn là nhanh một bước, Mặt Sẹo vừa mới giơ đao lên, Hạ Tưởng đã tới gần đó, vừa lúc chặn ngang giữa Phó Tiên Tiên và Mặt Sẹo, hai tay hắn tuy rằng đã bị trói chặt, nhưng vẫn bị tấm ra giường quấn quanh, một phen nắm lấy hai tay của Phó Tiên Tiên, vội vàng nói. Giúp tôi tháo ra, còn chưa dứt lời. Con đao của Mặt Sẹo đã hung hăng đâm tới sau lưng của Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhanh tay giúp Hạ Tưởng cởi bỏ, lúc này, Mặt Sẹo đã nổi điên trong nháy mắt liên tục đâm 5 đao sau lưng Hạ Tưởng. 5 đao, đao nào cũng đâm ngay chỗ chí mạng, có thể thấy Mặt Sẹo ác độc, căn bản là muốn đưa Hạ Tưởng vào chỗ chết. Gã như điên cuồng, gần như là liều mạng toàn lực. Cảnh tượng Mặt Sẹo đâm 5 đao trên người của Hạ Tưởng. Rơi vào Lộ Hồng Chiêm đang ở trong căn phòng cách đối diện ngoài 100 mét, đang dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong căn phòng, ông nhìn rất rõ ràng, trong lòng cảm xúc phức tạp khôn kể. Hạ Tưởng thật sự bị giết, thật sự đã chết như vậy. Trong nháy mắt vừa rồi Phó Tiên Tiên chợt lóe qua, có một cơ hội bắn tỉa tuyệt hảo, nhưng Lộ Hồng Chiêm căn bản không định bắn chết Mặt Sẹo, trước đó cũng không mệnh lệnh tay súng bắn tỉa nổ súng bất cứ lúc nào. Cho dù ông đã nói qua điện thoại với Nga Ni Trần, được biết Mặt Sẹo không phải là chịu Nga Ni Trần sai khiến, Nga Ni Trần không có bất luận ám chỉ gì, một thái độ mặc cho Lộ Hồng Chiêm xử trí trong lúc vội vàng, Lộ Hồng Chiêm cũng không có nói cho Nga Ni Trần biết con tin bị bắt cóc là ai, trên thực tế ông cũng biết con tin tên là Phó Tiên Tiên, nhưng căn bản là không có đem cô liên hệ cùng một chỗ với Phó Tiên Phong, bởi vì ông nhận được tình hình là Phó Tiên Tiên tới thành phố Lang tìm Hạ Tưởng, cũng là Hạ Tưởng cùng cô vào ở trong khách sạn.
Cô là bạn của Hạ Tưởng, sao lại có liên quan với Phó Tiên Phong? Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Sau chuyện đó, Lộ Hồng Chiêm tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tuy nhiên chính là bởi vì biết được Phó Tiên Tiên có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, ông cũng hiểu được ước nguyện ban đầu của Hạ Tưởng động thân mà ra. Ông tin Phó Tiên Tiên là tình nhân của Hạ Tưởng, tình nhân bị bắt cóc, mặt sẹo lại luôn miệng khiến Hạ Tưởng trao đổi. Hạ Tưởng không đi, chẳng những trên mặt không ánh sáng, còn thất tín với tình nhân, chỉ cần hắn là đàn ông, hắn không thể không đi. Hơn nữa nói không chừng giữa ba người còn có tranh cãi tình tay ba gì đó. Không thể không nói Lộ Hồng Chiêm ở trên quan hệ nam nữ, trí tưởng tượng hơi quá phong phú. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy Hạ Tưởng bị mặt sẹo dùng đao đâm trúng, vẫn là trong nháy mắt đã ngừng hô hấp, trong đầu nghĩ tới lại là làm thế nào giải quyết tốt, làm thế nào đệ trình báo cáo với thành ủy, làm thế nào tránh qua trách nhiệm khó mà giảm nhẹ, v.v. Lại không một chút thay Hạ Tưởng tiếc hận. Cho dù Lộ Hồng Chiêm cũng có chút khinh bỉ chính mình quá mức ác độc, nhưng trên quan trường người người tranh đấu, thời khắc mấu chốt, chính là cha ruột cũng có thể bán đứng, huống chi là một đối thủ xa lạ. Hơn nữa cũng là tình thế sét đánh không kịp bưng tai, mọi chuyện đã xảy ra, ông cũng không kịp hạ mệnh lệnh, Hạ Tưởng cũng đã máu nhuộm tại chỗ, cũng không trách được ông. Huống chi còn có anh Thành và mấy đặc công ở bên ngoài bảo hộ Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện lớn. Bọn họ mới là người chịu tội thay đứng mũi chịu sào. Chỉ có điều bỗng nhiên Lộ Hồng Chiêm phát hiện ra điểm không đúng, máu nhuộm hiện trường. Hạ Tưởng trên người một chút cũng không có chảy máu, hơn nữa hắn còn vững vàng mà đứng thẳng, một chút chuyện cũng không có trong kính viễn vọng bội số lớn. Lộ Hồng Chiêm nhìn cảnh tượng mà ông bình sinh mãi mãi khó quên, Hạ Tưởng đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dày đặc, trong tay không biết khi nào có thêm một con đao nhỏ, còn là đao đặc chế. Sau khi ánh đao chợt lóe, mặt sẹo há to miệng, vẻ mặt khó tin, đao nhọn trong tay rơi xuống đất, mà tay phải của gã, máu tươi chảy ròng, cùng một lúc rơi xuống ba ngón tay. Lộ Hồng Chiêm lập tức hiểu ra, mặt sẹo bị lừa, Hạ Tưởng đã mặc áo chống đạn. Đúng vậy, Hạ Tưởng chính là ỷ vào ưu thế áo chống đạn, cứng rắn chịu đựng năm đao của mặt sẹo. Toàn bộ năm đao, liên tiếp đâm dưới lưng hắn, ngay cả một chút dừng lại cũng không có. Có thể thấy thù hận của mặt sẹo sâu đậm biết bao. Cũng chính là mặt sẹo dưới cơn thịnh nộ xuống tay quá nhanh, không có giảm sóc, cũng không có cảm giác có chỗ không đúng. Chờ sau khi gã phát hiện đã điên cuồng đâm năm đao, Hạ Tưởng chẳng những không có chuyện gì, cánh tay của gã ngược lại run đến tê liệt, liền biết hỏng chuyện rồi, bị lừa rồi, Hạ Tưởng hiên ngang lẫm liệt, sau lưng cũng sớm làm được kế sách vẹn toàn. Áo chống đạn ngay cả viên đạn cũng có thể tránh được. Đao của gã dù là đâm gãy cũng không làm tổn hại Hạ Tưởng một chút nào. Tuy nhiên áo chống đạn chỉ có thể bảo vệ trước sau, nhưng không bảo vệ được phần cổ mặt sẹo. Sau khi hiểu được đang muốn giơ đao lên đâm vào cổ Hạ Tưởng, nhưng nhìn thấy Hạ Tưởng đã lui ra sau một bước, hơn nữa xoay người lại, chẳng những hai tay đã được tháo ra, mà hắn còn cười trào phúng, đúng, chính là nụ cười như không đã trở thành ác mộng khủng bố nhất trong cả đời của mặt sẹo. Hạ Tưởng tiến lên trước một bước, tay trái vụt qua một cái, tay phải phất một cái, mặt sẹo chỉ cảm thấy tay phải chợt lạnh, cũng không có cảm giác gì, con đao trong tay liền rời tay rơi xuống đất, lại cúi đầu nhìn một cái, tay phải ba ngón tay đã không cánh mà bay. Hả, sao có khả năng? Mặt sẹo sửng sốt, Hạ Tưởng lại bay lên một cước, ngay giữa ngực gã. Dùng sức rất lớn, chẳng những đá gã bay ra xa 3 mét, còn một phát đập vào sofa ở góc tường, ầm vang một tiếng, đập nát sofa. Một cước ẩn chứa khí lực mạnh nhất cả đời và đầy ngập lửa giận của Hạ Tưởng, gần như đem toàn bộ phẫn nộ đều dùng hết vào một cước này, chỉ một cước, liền đá gãy xương sườn của mặt sẹo, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, chết ngất đi. Hạ Tưởng sở dĩ ra tay độc ác, bởi vì hắn cũng biết, Lộ Hồng Chiêm khẳng định sẽ tránh ở đối diện nhìn xem rõ ràng, hắn chính là muốn mượn cơ hội lần nữa lập uy với Lộ Hồng Chiêm, khiến Lộ Hồng Chiêm tinh tường nhìn thấy uy lực của hắn. Cũng là muốn mượn miệng của Lộ Hồng Chiêm chính thức chuyển cáo Nga Ni Trần, muốn lần nữa hạ độc thủ với hắn, mơ tưởng hắn không phải thư sinh yếu đuối mặc cho người ta ức hiếp. Hắn tuy rằng không có thân thủ bộ đội đặc chủng, nhưng cũng có đủ sức tự bảo vệ mình, và có gan đối mặt độc thủ của thế lực đen ác. Muốn dùng bạo lực uy hiếp hắn, rất xin lỗi, hắn cũng có đủ năng lực lấy bạo trị bạo. Lần trước lúc phế bỏ Tứ Tiểu Long, lúc Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng đã động thủ xong. Lộ Hồng Chiêm cũng không có chính mắt thấy thân thủ của Hạ Tưởng. Hôm nay, Hạ Tưởng chính là cố ý mượn cơ hội này, khiến Lộ Hồng Chiêm xem một tuồng thật đặc sắc bởi vì hắn biết,
thế giới này có những người chỉ có tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của anh, mới có thể kính sợ anh. Hạ Tưởng hôm nay động thân mà ra cứu Phó Tiên Tiên, mục đích có ba điểm. Hắn không phải nhiệt huyết kích động, lại càng không phải thể hiện, cũng không phải muốn ở thành phố Lang lưu lại danh tiếng, diễn một suất anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là tạo hình tượng chính nghĩa lẫm nhiên, mà là người bị bắt cóc là Phó Tiên Tiên, mà mặt sẹo bắt cóc Phó Tiên Tiên hoàn toàn do hắn tạo nên. Hắn là đàn ông, cho dù Phó Tiên Tiên không phải người phụ nữ của hắn, nhưng cũng là tìm hắn mà đến, lâm trận lùi bước không phải tính cách của hắn, nghênh khó mà lên mới là Hạ Tưởng. Hơn nữa mặt sẹo ở trước công chúng cố ý muốn hắn đi lên trao đổi con tin, hắn không đi, cũng sẽ có hình tượng tiêu cực. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Hạ Tưởng rất rõ ràng giữa Phó Gia và Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc cùng với Lộ Hồng Chiêm khẳng định có quan hệ ẩn tính, vừa lúc căn cứ khắp nơi phản ứng, Lộ Hồng Chiêm không rõ lắm Phó Tiên Tiên là ai, Nga Ni Trần phỏng chừng cũng không làm rõ, liền có thể mượn cơ hội cứu Phó Tiên Tiên, khiêu động liên minh ích lợi giữa Phó Gia và khắp nơi. Chỉ ít hạn độ thấp nhất có thể cho Phó Tiên Phong ở trong lòng có ý tưởng chán ngấy Nga Ni Trần, từ đó sinh ra vết nứt. Thứ ba, Hạ Tưởng mưu tính sâu xa, cố ý mượn dùng sự kiện mặt sẹo bắt cóc, trước thị uy với Lộ Hồng Chiêm, ngay mặt cảnh cáo Lộ Hồng Chiêm hắn không chỉ có dũng khí đối mặt thế lực đen ác, còn có bản lĩnh, không phải thanh niên kích động nhiệt huyết, sau đó mới khai đao Lộ Hồng Chiêm. Mưu định rồi sau đó hành động, Hạ Tưởng rất rõ bên trong quan trường, nguy cơ từng bước. Sau lưng vẻ bề ngoài sáng chói, kỳ thật có mạo hiểm mà con người không thể nhận thức. Cái gọi là phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, hắn không phải cầu phú quý, là địa vị và quyền uy hắn nên có ở thành phố Lang, là hắn theo đuổi chính nghĩa và nguyên tắc, là hắn mở ra điểm mấu chốt của cục diện thành phố Lang. Kiếm lợi từ trong loạn lạc luôn luôn là thủ đoạn sở trường nhất của hắn, ra mặt cứu Phó Tiên Tiên, về tư mà nói, là hắn phải đối mặt rắc rối. Do hắn mang đến phiền toái phải do hắn ra mặt giải quyết, về công mà nói, là bằng chứng đanh thép thành phố Lang thế lực đen ác hung hăng ngang ngược, cục trị an thành phố bất lực. Mặt sẹo chết ngất đi, chỗ gã nằm là góc chết, đám người Lộ Hồng Chiêm ở bên ngoài nhìn không tới. Hạ Tưởng đến gần trước mặt mặt sẹo, không lưu tình chút nào lại đá vào mặt gã, đá cho gã mặt nở hoa, mũi gãy xương, răng cửa bóc ra, sau đó lại xoay người nhặt lên con đao của mặt sẹo, giơ tay chém xuống. Trên cánh tay của mình nhẹ nhàng vẽ một đường, lập tức máu chảy ròng ròng. Phó Tiên Tiên sợ choáng váng, a, một tiếng, không rõ Hạ Tưởng vì sao muốn làm hại chính mình. Hạ Tưởng ném đao xuống, làm một tư thế tay cho Phó Tiên Tiên chớ có lên tiếng. Sau khi rời khỏi đây, một mực chắc chắn là mặt sẹo chém tôi bị thương, nhớ kỹ không? Phó Tiên Tiên liên tục gật đầu, bị Hạ Tưởng anh dũng làm khiếp sợ. Đối với Hạ Tưởng mặc kệ làm cái gì đều đã mất đi sức phán đoán. Hạ Tưởng ở góc chết làm cái gì, đám người Lộ Hồng Chiêm không có nhìn thấy, tuy nhiên ông rõ ràng thấy được cảnh tượng Hạ Tưởng bay lên một cước đá bay mặt sẹo, giống như điện ảnh dừng hình ảnh bên trong đại não của ông, gần như cả đời đều không quên. Ông chấn kinh rồi, quên hô hấp, kính viễn vọng trong tay cũng thiếu chút ném trên mặt đất, chỉ mở to hai mắt, chỉ có một ý niệm trong đầu không ngừng vọng lại, độc, quá độc ác. Lợi hại. Quá lợi hại. Lần trước khi Hạ Tưởng phế bỏ Tứ Tiểu Long, Lộ Hồng Chiêm không có chính mắt thấy, chỉ là lúc sau khi thu thập tàn cục mới biết được Hạ Tưởng xuống tay độc ác. Tuy rằng độc, ông cũng biết không phải Hạ Tưởng tự mình động thủ, là thủ hạ của hắn gây nên, bởi vậy hắn chỉ nghĩ Hạ Tưởng chỉ độc ngoài miệng, rời khỏi mấy tên thủ hạ, cũng là một kẻ đớn hèn. Hôm nay chính mắt ông nhìn thấy toàn bộ quá trình Hạ Tưởng mạo hiểm sinh mạng giải cứu Phó Tiên Tiên. Là ông chứng kiến qua hiện trường nguy hiểm nhất mà quan cao cấp bậc cao nhất đích thân đối mặt, hơn nữa tự mình động thủ trừng trị kẻ bắt cóc là sự thật khiến người ta khó tin nhất và thật nhất. Nếu không phải ông tận mắt nhìn thấy, nói cái gì cũng không tin Hạ Tưởng nhìn qua yếu đuối, khi hung hăng lên cũng thật sự có một mặt hung hãn. Chẳng những hung hãn, hơn nữa còn là tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Lộ Hồng Chiêm trong lòng bồn chồn, hai chân phát run, ông hiểu rõ trong lòng. Dù là ông cũng không nhất định có thể tay không chế phục mặt sẹo, ông còn là xuất thân chuyên nghiệp, mà Hạ Tưởng chỉ là một người bình thường. Hóa ra khi Hạ Tưởng khí thế phát ra, chẳng những dọa người hơn nữa kinh người, Lộ Hồng Chiêm hôm nay xem như thật sự lãnh hội được bản lĩnh của Hạ Tưởng, cũng lần đầu tiên sinh ra tâm lý sợ hãi thâm căn cố đế đối với Hạ Tưởng. Một quan lớn vừa có thủ đoạn lại có năng lực phòng thân, trách không được dám đối mặt thế lực đen ác Nga Ni Trần, thân thủ của hắn thật đúng là rất cao. Lộ Hồng Chiêm cũng nghe nói qua Hạ Tưởng thật sự có tài, nhưng ông đã phạm vào bệnh chung của mọi người,
chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Hôm nay xem như thấy thân thủ của Hạ Tưởng, khiến cho ông bỗng nhiên có một ý tưởng hoang đường, về sau ở trên hội nghị thường vụ, ngàn vạn lần đừng xung đột với Hạ Tưởng, nói lại nói không qua hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ không phải nói rõ, về sau thật đúng là không thể nề hà Hạ Tưởng. Chương 825, kết thúc, mượn đề tài phát huy. Tuy nhiên khi ông lại giơ lên kính viễn vọng, nhìn thấy anh Thành đã dẫn theo người xông vào phòng, mà khi Hạ Tưởng lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, trên tay phải máu chảy đầm đìa, khiến Lộ Hồng Chiêm trong lòng buồn bực, vừa mới rõ ràng nhìn thấy Hạ Tưởng thân thủ nhanh nhẹn, không bị thương, vì sao sau khi mặt sẹo bị hắn đá một cước té ngã, ngược lại hắn còn bị thương. Lộ Hồng Chiêm cả đời làm công tác công an, trong nháy mắt đầu óc xoay chuyển lại, thầm kêu một tiếng, không hay, Hạ Tưởng muốn mượn đề tài phát huy. Hôm nay Hạ Tưởng chẳng những cứu người thành công, còn bị thương, lại liên tưởng đến trước khi đến hiện trường xảy ra vụ án, Hạ Tưởng vừa mới nhắc tới vấn đề trích giảm chi tiêu tài chính của cục thành phố, lại nhìn thấy cánh tay của hắn máu tươi chảy ròng, nghĩ tới vụ án ác tính bắt cóc con tin vừa mới xảy ra, trong lòng ông trầm xuống, Hạ Tưởng cứu người thành công chỉ là bước đầu tiên, từ đó dẫn phát phản ứng liên hoàn, và Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không tha cho đề nghị trích giảm chi tiêu tài chính nhắc lại lần nữa. Mới là thu hoạch lớn nhất của Hạ Tưởng trong sự kiện lần này vừa làm anh hùng, lại có thể hiện thân thuyết pháp. Lộ Hồng Chiêm không rõ chính là, ông chỉ đoán được một, mà không biết hai, cũng không biết sự kiện bắt cóc dưới sự thúc đẩy khéo léo của Hạ Tưởng, làm thế nào dẫn phát một trận địa chấn quan trường không nhỏ của thành phố Lang. Anh Thành dẫn dắt cảnh sát xông vào hiện trường, trước tiên là nhìn thấy Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thấy mặt sẹo nằm trên mặt đất, mặt nở hoa, hôn mê bất tỉnh, ngón tay còn gãy hết ba đốt, trước ngực lõm vào một khối, hiển nhiên bị thương nặng, không khỏi lại hít vào một hơi lạnh. Chủ tịch thành phố Hạ thân thủ thật sự rất giỏi, xuống tay cũng rất độc, khiến anh Thành cũng khâm phục ba phần. Nhưng khi Hạ Tưởng xoay người lại, y mới chú ý tới cánh tay phải của Hạ Tưởng máu tươi chảy ròng, mới hoang mang gọi người băng bó cho Hạ Tưởng. Mấy tên cảnh sát đặc nhiệm khi đi ngang qua bên cạnh Hạ Tưởng, đều không tự chủ bộ lộ ra ánh mắt khâm phục và kính sợ, đối với hành động của Hạ Tưởng tỏ vẻ kính trọng thuần khiết nhất. Hạ Tưởng ngồi trên giường cho người ta băng bó vết thương, Phó Tiên Tiên ngồi bên cạnh hắn, một cánh tay kéo tay hắn, nói gì cũng không chịu thả lỏng, hiển nhiên còn kinh sợ. Tiểu ma nữ xưa nay không sợ trời không sợ đất, trải qua kiếp nạn lần này, cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệt, hiện tại trong lòng cô, Hạ Tưởng chính là người thân nhất trên thế giới. Cái gì ca ca thậm chí cha đều không bằng Hạ Tưởng. Vừa rồi hành động xả thân cứu cô của Hạ Tưởng, khiến cô suốt đời khó quên. Hạ Tưởng nhẹ nhàng an ủi Phó Tiên Tiên vài ca âm lại đơn giản nói về tình hình xảy ra trong phòng với anh Thành. Đương nhiên, nên nói thì nói, không nên nói, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Không lâu sau, Lộ Hồng Chiêm cũng hoang mang chạy tới. Hạ Tưởng chính là muốn chờ sau khi Lộ Hồng Chiêm tiến vào mới dùng tay chỉ anh Thành. Giới thiệu Phó Tiên Tiên. Nào, Tiên Tiên, tôi giới thiệu một chút. Vị cảnh sát anh dũng này đầu tiên xông vào hiện trường trình là Phó Cục trưởng Cục Thành phố Anh Thành. Vị này vừa mới vào chính là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật kiêm Cục trưởng Cục Công an đồng chí Lộ Hồng Chiêm. Đừng nói anh Thành không hiểu vì sao Hạ Tưởng phải giới thiệu tỉ mỉ như vậy. Ngay cả Lộ Hồng Chiêm cũng vẻ mặt buồn bực. Chủ tịch thành phố Hạ làm sao ngay cả chức hàm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật của ông cũng cố ý nói rõ. Rốt cuộc là có ý gì? Người bị hại là tình nhân của hắn, lại chẳng phải vợ hắn, hắn hà tất phải làm vậy. Hạ Tưởng mặc kệ hai người không hiểu, lại giới thiệu Phó Tiên Tiên cho hai người. Sếp Lộ, sếp anh, để tôi giới thiệu một chút, Phó Tiên Tiên là người bạn của tôi đến từ Bắc Kinh, đến thành phố Lang thư giãn, tôi sắp xếp cô ở khách sạn Phù Dung, không ngờ xuất hiện sự kiện bắt cóc, Tiên Tiên bị kinh sợ, đối với môi trường trị an của thành phố Lang vô cùng thất vọng. Giọng điệu không đúng. Lộ Hồng Chiêm và anh Thành nhìn nhau, không rõ Hạ Tưởng vì sao phải trịnh trọng giới thiệu Phó Tiên Tiên, nghe ngụ ý trong lời nói của Chủ tịch thành phố Hạ, chẳng lẽ cô có lai lịch gì? Tiếp theo Hạ Tưởng lại nói một câu. Quên nói rồi, Phó Tiên Tiên là cháu gái của Thủ tướng Phó. Lộ Hồng Chiêm trong tay vốn cầm máy bộ đàm, phong cách chỉ huy, một câu cuối cùng của Hạ Tưởng vừa nói ra, đại não của ông nháy mắt bị nghẽn mạch, máy bộ đàm trong tay vụt tay rơi xuống. Đập lên chân mình cũng không cảm thấy, cái, gì. Cháu gái của Thủ tướng Phó. Không đùa chứ, bộ dáng của Hạ Tưởng quả thật không giống như đang đùa, hơn nữa,
làm sao có chuyện lấy người nhà của phó thủ tướng ra để đùa. Nói như vậy, phó Tiên Tiên thật sự là cháu gái ruột của thủ tướng phó rồi. Không phải sao, phó Tiên Tiên, phó Tiên Phong, không phải anh em thì là gì? Trời ơi, khó trách vừa rồi khi Hạ Tưởng giới thiệu ông và anh Thành, trịnh trọng bổ sung chức vụ của hai người, thì ra có dụng tâm khác. Nghĩ kỹ hơn, vừa rồi khi Hạ Tưởng giới thiệu trọng điểm có khác biệt, rõ ràng là giới thiệu mang tính dẫn dắt khiến Phó Tiên Tiên cảm kích anh Thành và ghi hận ông, Lộ Hồng Chiêm trong nháy mắt ngay cả ý nghĩ đâm vào tường cũng có. Hạ Tưởng thật độc, sao không sớm nói thân phận thật sự của Phó Tiên Tiên? Nếu ông sớm biết Phó Tiên Tiên là ai, ông cũng sẽ tiến lên phía trước, cũng sẽ mặc áo chống đạn giả dạng anh hùng, diễn một suất anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể nịnh bợ thủ tướng Phó, thật là chuyện tốt vẹn cả đôi đường. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, thật là cao thủ, cao thủ, Lộ Hồng Chiêm bây giờ đối với Hạ Tưởng khâm phục sát đất. Ông vốn cho rằng Hạ Tưởng là muốn thể hiện nhiệt huyết anh hùng, thì ra tính toán giỏi như vậy. Chờ đã, không đúng, Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng là kẻ đối địch, em gái của ông Phó Tiên Tiên làm sao cùng Hạ Tưởng có quan hệ không rõ ràng. Lộ Hồng Chiêm vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phó Tiên Tiên một cái, khi còn chưa nghĩ rõ ràng quan hệ phức tạp trong đó, di động đột nhiên vang lên, dọa ông giật mình. Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến của Nga Ni Trần, ông vội vàng tránh qua một bên nghe điện thoại, bên trong truyền tới âm thanh vô cùng sốt ruột của Nga Ni Trần. Mặt sẹo chết chưa, xếp Lộ, mau, khiến tay súng bắn tỉa một phát bắn chết nó. Mẹ nó, khốn khiếp, sao nó không đi chết, cứ đến gây sự. Tức chết tôi rồi, người nó bắt cóc là Phó Tiên Tiên, là cháu gái của Thủ tướng Phó. Lộ Hồng Chiêm gần như ngay cả điện thoại cũng cầm không vững. Chưa bắn chết mặt sẹo. Hả, mặt sẹo đã giết Phó Tiên Tiên sao? Nga Ni Trần thiếu chút sợ đến nhảy dựng, mặt sẹo tuy rằng không là thủ hạ của gã, nhưng cũng gián tiếp của quan hệ với gã, thật sự giết chết Phó Tiên Tiên, Phó gia tuyệt đối sẽ chút giận với gã. Mặt sẹo bị Chủ tịch thành phố Hạ đá ngất xỉu rồi, Chủ tịch thành phố Hạ đã cứu được Phó Tiên Tiên. Bởi vì có Hạ Tưởng ở bên cạnh, Lộ Hồng Chiêm không tiện nói nhiều, chỉ đơn giản nói một chút rồi cúp máy. Nga Ni Trần là ở văn phòng gọi điện thoại cho Lộ Hồng Chiêm, điện thoại vừa gọi xong, vẻ mặt gã trắng bệt ngồi xuống ghế, hồi lâu cũng không động, Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc ở một bên không chớp mắt nhìn gã, biết cha của họ lại gặp phải vấn đề khó rồi. Lại qua một hồi, Nga Ni Trần đột nhiên phát tác, lập tức bưng điện thoại lên đập nát, sau đó lại một chân đá lật bàn làm việc, thở hổn hển nói. Được, được, hay cho một Hạ Tưởng, tôi thật sự phục cậu rồi. Thủ đoạn quá cao, người quá lợi hại. Coi như cậu độc. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải Nga Ni Trần đập nát điện thoại, mà là từ sau khi họ mười mấy tuổi, Nga Ni Trần phát tài đến nay, nói chuyện cũng không còn cả lăm nữa. Hôm nay là phá lệ lần đầu tiên lại nói chuyện cả lăm, nói rõ một vấn đề, cha kinh hoàng rồi. Chỉ có khi đang kinh hoàng hơn nữa lòng tin dao động, Nga Ni Trần mới nói chuyện cả lăm. Nga Ni Trần kinh hoàng Hạ Tưởng không biết, hắn chỉ biết Lộ Hồng Chiêm kinh hoàng, bởi vì Phó Tiên Tiên dần dần khôi phục bình tĩnh, hiểu rõ ngụ ý vừa rồi của Hạ Tưởng, liền rất phối hợp nói một câu. Cảm ơn sếp anh dũng cảm không sợ an nguy mà cứu tôi sẽ nói với bác về tai nạn ở thành phố Lang. Cho dù nói ra Phó Tiên Tiên xưa nay không hứng thú với chính trị, nhưng cô sinh trưởng trong gia tộc chính trị, thật sự muốn lấy ra khí thế, cũng vô cùng có khí chất. Khi nói chuyện cố ý không nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái. Lộ Hồng Chiêm toát mồ hôi lạnh. Hối hận không kịp, lòng đau như cắt, bây giờ ông đã nói không rõ bản thân rốt cuộc là tâm trạng thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc trướng to choáng váng. Nếu như sớm hạ quyết tâm một súng bắn chết mặt sẹo, cũng dễ dàng thể hiện một chút ông chỉ huy chính xác thì tốt biết bao. Bây giờ mặt sẹo rơi vào tay anh Thành, nói không chừng có thể bị Hạ Tưởng mượn đề tài phát huy, dùng để vu oan hãm hại Nga Ni Trần. Từ đó ly gián Phó gia đối với Nga Ni Trần có ác cảm, còn ông có khả năng phải gánh chịu phẫn nộ từ Phó gia, còn có chuẩn bị ở sau của Hạ Tưởng. Thất sách, rất thất sách, thật là lòng tham hại chết người, chủ nghĩa kinh nghiệm không lấy được. Làm thế nào thu dọn tàn cục, làm thế nào thẩm tra mặt sẹo, làm thế nào trấn an quần chúng, làm thế nào phong tỏa tin tức, đều là vấn đề của Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng không cần phải bận tâm nữa. Hắn đích thân hộ tống Phó Tiên Tiên đến bệnh viện kiểm tra một chút, đơn giản chăm sóc một chút, quả thật không có chuyện gì, lại dẫn cô trở về nhà, khiến cô trước tiên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.
Phó Tiên Tiên kéo Hạ Tưởng lại không muốn cho hắn đi, bộ dáng đáng thương, Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải dụ dỗ cho cô ngủ, mới lén lén đi ra ngoài. Trước khi Hạ Tưởng chưa tới thành ủy thành phố Lang đã gặp thảm họa. Trước tiên là Lộ Hồng Chiêm nhận được điện thoại của Sở Công an tỉnh, đối với thành phố Lang xảy ra sự kiện bắt cóc con tin tỏ thái độ nghiêm trọng chú ý. Lộ Hồng Chiêm lập tức báo cáo vài câu với Sở tỉnh, còn chưa nói đến điểm chính, điện thoại của Sở tỉnh liền đổi sang giọng điệu nghiêm khắc, đối với sự kiện Hạ Tưởng bị thương trước là mạnh mẽ chất vấn năng lực chỉ huy của Lộ Hồng Chiêm, sau đó yêu cầu cục thành phố trước tiên đệ trình một báo cáo tường tận. Lộ Hồng Chiêm vừa mới ứng phó xong Sở tỉnh chất vấn, liền nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, Cổ Hướng Quốc mới bắt đầu liền nói xối xả vào mặt. Lộ Hồng Chiêm, ông làm chuyện tốt, vừa rồi Thủ tướng Phó đích thân gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên chính là thành phố Lang cách Bắc Kinh gần như thế, làm sao còn giống như trước giải phóng, thiếu chút làm cho tôi nghẹn chết. Lão Lộ, sao ông chẳng biết nhìn gì cả, cũng không thăm dò rõ ràng Phó Tiên Tiên là ai. Ông tự liệu đi. Lộ Hồng Chiêm mồ hôi làm thế nào cũng không ngừng, trời mùa đông, mồ hôi ướt lưng, giống như đang ở giữa mùa hè nắng gắt. Vừa buông điện thoại của Cổ Hướng Quốc, điện thoại của Nga Ni Trần lại gọi vào. Xếp Lộ, ông nghĩ cách khiến mặt sẹo mãi mãi không thể mở miệng, bằng không, sự tình không dễ thu dọn. Đầu óc của Lộ Hồng Chiêm giống như bùng nổ, áp lực khắp nơi lần lượt đè xuống, ông cảm giác trời đất xoay chuyển, không thở được, thiếu chút bị sốc. Cũng may dù sao là xuất thân công an, thân thể tố chất tốt, miễn cưỡng kiên trì được, vừa thở dốc vài hơi, liền nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm, mời lập tức đến thành ủy họp. Giọng điệu rất nghiêm khắc, thái độ rất xa cách, như ép đến một cọng cỏ cuối cùng của Lộ Hồng Chiêm, ông ngồi bệt xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy. Hạ Tưởng bị thương, cháu gái của Phó Thủ tướng bị bắt cóc, mặt sẹo bị chế phục, Lộ Hồng Chiêm không có làm gì, vi vi. Hàng loạt tin tức trong thời gian nửa tiếng ngắn ngủi liền bay tới Bắc Kinh và tỉnh ủy. Phó Bá Cử rất là phẫn nộ, một cuộc điện thoại gọi đến tỉnh ủy tỉnh Yên, sau đó hạ thân phận xuống, gọi thẳng đến thành phố Lang. Phó Tiên Phong lòng như lửa đốt, cũng một hơi gọi đi vô số cuộc điện thoại, cho đến khi được biết đại khái ngọn nguồn sự tình, mới hơi hơi thở dài một hơi, một mình ở trong nhà xoay hết nửa ngày, trước lại ý nghĩ sâu xa nói một câu. Hạ Tưởng, cậu cũng thật là một người phức tạp. Sau đó lại đổi sang biểu hiện nghiến răng nghiến lợi, nói. Nga Ni Trần, dám làm hại Tiên Tiên, ông có kết quả tốt. Tỉnh ủy cũng trước tiên nhận được tin tức, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng sau khi nghe thấy, cùng nhau kinh ngạc. Hai người lập tức mở một cuộc họp đột xuất, đối với chuyện Hạ Tưởng bị thương tỏ vẻ quan tâm và an ủi, đối với cháu gái Thủ tướng Phó bị bắt cóc, tỏ vẻ phải nghiêm túc truy cứu trách nhiệm. Phải ở thành phố Lang khao triển một vận động khí thế mạnh mẽ chỉnh đốn hoàn cảnh trị an, phải điều tra trách nhiệm của người có liên quan, phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không bao che. Tống Chiêu Độ cũng rất phẫn nộ, lập tức gọi điện thoại cho Sở Công an tỉnh, yêu cầu Sở Công an lập tức phái ra tổ điều tra đến thành phố Lang tiến hành sự kiện bắt cóc, phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Sau đó, Tống Chiêu Độ đích thân gọi điện thoại cho thành ủy thành phố Lang, yêu cầu thiết thực làm tốt công tác trấn an. Phải đảm bảo an toàn của Phó Tiên Tiên, hơn nữa đối với đồng chí Hạ Tưởng bị thương tỏ vẻ an ủi thân thiết. Điện thoại của thành ủy thành phố Lang, từ sau khi Hạ Tưởng bị thương và Phó Tiên Tiên thân phận bại lộ, chưa từng ngừng qua. Sau điện thoại của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh thường trực Tống Chiêu Độ, là điện thoại của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi, khác với giọng điệu nghiêm khắc của Tống Chiêu Độ chính là điện thoại của trưởng ban thư ký Vương trong ôn hòa lộ ra quan tâm sâu sắc đối với Hạ Tưởng, yêu cầu thành ủy thành phố Lang thiết thực làm tốt công tác bảo vệ Hạ Tưởng, đừng khiến tỉnh ủy phái ra cán bộ ở thành phố Lang phải bị uy hiếp đến tính mạng, vừa là sỉ nhục thành phố Lang. Cũng khiến tỉnh ủy đối với năng lực lãnh đạo của bộ máy thành ủy thành phố Lang này sinh hoài nghi, càng đối với vấn đề trị an của thành phố Lang vô cùng bất mãn. Lời nói của Vương Bằng Phi tuy rằng ôn hòa, nhưng ý vị sâu xa, ý ám chỉ mãnh liệt, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc biết, mượn cơ hội này, tỉnh ủy có khả năng phải xuống tay với thành ủy thành phố Lang. Theo sau điện thoại của Vương Bằng Phi là điện thoại của Mai Thái Bình, điện thoại của trưởng ban Mai lưu loát trực tiếp, một chút cũng không nể mặt thành ủy thành phố Lang. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm nếu như không thể làm tốt công tác, thì đổi đồng chí khác lên, Sở Công an tỉnh phù hợp đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố Lang còn rất nhiều đồng chí. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc nhìn nhau,
vẻ mặt cười khổ. Lời nói không dễ nghe nhưng cũng phải nghe, ai khiến thành phố Lang xảy ra chuyện lớn như vậy? Chỉ là chủ tịch thành phố Hạ bị thương một chút còn đỡ, ai biết con tin bị bắt cóc không ngờ là cháu gái của thủ tướng phó, thật là gây lớn chuyện. Sau đó, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Yến Hồ Tăng Chu cũng gọi điện thoại đến, đối với Hạ Tưởng bị thương tỏ vẻ nghiêm trọng chú ý và an ủi sâu sắc, cũng đối với công tác giải quyết của thành phố Lang làm ra chỉ thị. Hồ Tăng Chu tuy rằng là bí thư thành ủy thành phố Yến, nhưng ông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng là lãnh đạo tỉnh danh xứng với thật, lời của ông, thành phố Lang phải ngoan ngoãn nghe theo. Nếu nói điện thoại của các lãnh đạo trên đây chỉ là đợt sóng đầu tiên, cuối cùng Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh đều đích thân gọi điện thoại tới, khiến thành ủy thành phố Lang cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có. Kinh động đến tất cả lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy, thậm chí nhân vật số 1, hai tỉnh ủy cũng đều đích thân gọi điện thoại tới tỏ vẻ an ủi và chú ý. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc biết rõ, chỉ một cháu gái của thủ tướng phó còn không đủ khiến Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh hạ thấp thân phận, trực tiếp hỏi thăm chuyện này, nói cho cùng, trong đó vẫn là có nhân tố của Hạ Tưởng. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc áp lực tăng lên gấp đôi, lần đầu tiên cảm thấy có chút chống đỡ không được. Nhưng, sự tình cũng chưa coi như xong, đang lúc hai người quyết định mở ra hội nghị thường vụ đột xuất nghiên cứu sự tình lại nhận được điện thoại của Văn phòng Quốc vụ Việt, đối với sự kiện đột phát của thành phố Lang tỏ vẻ nghiêm trọng chú ý, yêu cầu thành phố Lang thiết thực làm tốt công tác trị an, bởi vì thành phố Lang cách Bắc Kinh quá gần, nếu bởi vì nguyên nhân của thành phố Lang mà đem đến nhân tố không yên cho Bắc Kinh, thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng không thể dự đoán trước. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc rất rõ ràng điện thoại của Văn phòng Quốc vụ Viện đại diện là ai, chỗ dựa của họ đều ở Bắc Kinh, điện thoại của văn phòng, là đối với họ gián tiếp cảnh cáo, là chỗ dựa của họ cũng chịu áp lực. Vốn cho rằng chỉ là một sự kiện đột phát bình thường, không ngờ lại dẫn phát một trận địa chấn. Thành phố Lang thế thực đen tối hoành hành, tụ tập ẩu đả, dùng binh khí đánh nhau không ít gặp, Nga Ni Trần tuy rằng thế lực thấu trời, nhưng cũng có người gã không dám trêu chọc. Trước kia từng ở trạm xe lửa thành phố Lang xảy ra một sự kiện tụ tập đánh nhau, một bên là người của Nga Ni Trần, một bên là thế lực đến từ Bắc Kinh, sau cùng Nga Ni Trần lấy lui để nhượng bộ mà kết thúc. Nga Ni Trần trọng thương một người, chết một người, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt một ngụm ác khí vào trong bụng, nghe nói đối phương là ca sĩ Bắc Kinh, Nga Ni Trần tạm thời không thể trêu chọc. Những năm gần đây theo thế lực của Nga Ni Trần dần dần lớn mạnh, trên căn bản thành phố Lang đã là một nhà gã độc đại, nhưng vẫn có không ít thế lực Bắc Kinh, Thiên Tân muốn bước chân vào thành phố Lang, nhưng cũng bị Nga Ni Trần đánh trở ra, vì thế, thành phố Lang những trận cãi vã nhỏ cũng luôn không ít. Cho nên vừa bắt đầu, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc ai cũng không để tâm, cho rằng có Hạ Tưởng trấn thủ, có Lộ Hồng Chiêm ra mặt, bắt cóc con tin cũng không coi là chuyện quá lớn, chắc chắn có thể được giải quyết. Không ngờ, sau cùng lại gây ra hậu quả kinh người. Hạ Tưởng bị thương không nói, con tin bị bắt cóc lại là cháu gái của thủ tướng phó, trò đùa lớn rồi, sự tình quá ngoài dự đoán. Hội nghị thường vụ đột xuất dưới sự đề nghị của Ngả Thành Văn, ở trong phòng họp ủy viên thường vụ của thành phố Lang, khẩn cấp mở ra. Khác với trước kia Ngả Thành Văn là người sau cùng đi vào chính là, sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, Ngả Thành Văn lại nói. Đồng chí Hạ Tưởng đã bị thương, mời các đồng chí chờ cậu ấy một chút. Các ủy viên thường vụ trong lòng kỳ lạ, đều ngồi yên bất động, vẻ mặt ngưng trọng, chờ đợi Hạ Tưởng đi vào. Ai cũng không cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị vì Hạ Tưởng được hưởng đãi ngộ đặc biệt, họ đều biết rõ, thành phố Lang bây giờ nằm trong trung tâm con lốc, một khi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào, tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, không dám nói chuyện. Lưu Nhất Lâm hai hàng lông mày nhíu lại, cô đối với Hạ Tưởng bị thương càng nhiều là không hiểu và suy đoán, mà không phải lo lắng. Bởi vì Lưu Nhất Lâm e rằng là một trong tất cả lãnh đạo thành ủy thành phố Lang, đối với Hạ Tưởng nghiên cứu sâu nhất. Cô tường tận nghiên cứu qua lai lịch kinh nghiệm trước đến nay của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng không phải người lỗ mãng, hắn bị thương, e rằng là mồi lửa dùng để mượn đề tài phát huy. Lưu Nhất Lâm cũng thật sự đoán đúng, Hạ Tưởng đến trễ, hắn vừa vào tới phòng họp liền khiêm tốn cười. Xin lỗi khiến lãnh đạo và các đồng chí chờ lâu, chủ yếu là băng bó vết thương một chút. Trên cánh tay phải của hắn quấn một băng gạc, hiển nhiên là dấu hiệu bị thương. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống, câu nói đầu tiên liền khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chương 826, Liên Hợp, Nắm Quyền. Trước khi giải cứu con tin, thị trưởng Cổ đang mở hội nghị chính phủ,
lúc đó tôi đề nghị tiêu giảm chi tiêu tài chính của Cục Công an thành phố, bởi vì chi tiêu tài chính của thành phố Lang và thành phố Yến tương xứng, thật có hiểm nghi phô trương lãng phí. Hạ Tưởng sau khi ngồi xuống, mỉm cười gật đầu với Ngả Thành Văn. Về vấn đề chi tiêu tài chính của Cục thành phố, tôi đã đạt thành nhận thức chung với Bí thư Ngả, trên hội nghị chính phủ, thị trưởng Cổ và Cục trưởng Lộ còn kiên quyết phản đối. Lý do phản đối là thành phố Lang hoàn cảnh trị an phức tạp, cần số lượng lớn cảnh lực và vật lực. Nói đến chỗ này, Hạ Tưởng hơi dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn Lộ Hồng Chiêm. Chuyện hôm nay đã chứng minh một sự thật không thể chối cãi, chính là Ủy ban Nhân dân thành phố bỏ ra lượng lớn tiền tài của cải cho Cục Công an thành phố. Cục Công an thành phố không cần dõng dạc mà nói bảo vệ an toàn tính mạng cho dân chúng thành phố. Ngay cả an toàn của lãnh đạo thành ủy cũng bảo vệ không được. Ngay cả an toàn của cháu gái thủ tướng phó cũng bảo vệ không được. Tôi cũng muốn giáp mặt Bí thư Ngả và thị trưởng Cổ hỏi Cục trưởng Lộ, tài chính cách xù chi ra đều dùng ở đâu. Hạ Tưởng với kinh nghiệm bản thân và sự thật Phó Tiên Tiên bị bắt cóc, giáp mặt các ủy viên thường vụ chất vấn Lộ Hồng Chiêm. Lộ Hồng Chiêm còn chưa hoàn toàn từ trong sự kiện đột phát bừng tỉnh trở lại, sớm liền bị áp lực khắp nơi làm cho không biết nên làm thế nào, bị Hạ Tưởng hỏi thẳng một câu, lập tức hoang mang. Chuyện này, vấn đề này, tôi cần tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình hình mới có thể trả lời, không thể nói quá tỉ mỉ. Lộ Hồng Chiêm trả lời hoàn toàn là bừa bãi, biểu hiện rất mất tiêu chuẩn, hoàn toàn không có uy phong và trấn tĩnh trước kia. Ngả Thành Văn thấy thời cơ thành thục, hôm nay bị chỉ trích không ít, nói cho cùng đều vì Lộ Hồng Chiêm mà ra, ông không tức giận mới là lạ, mà Lộ Hồng Chiêm lại là người của Cổ Hướng Quốc. Hạ Tưởng đi thẳng vào đề xem có vẻ không có lễ phép chưa được sự cho phép đã phát biểu trước, trên thực tế còn là có chuẩn bị mà đến, cố nhiên. Ông quả thật cũng sớm cùng Hạ Tưởng quyết định xong điểm chen vào của bước tiếp theo để đối phó với Lộ Hồng Chiêm, bây giờ đang là lúc rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay khẩn cấp mở hội nghị thường vụ chỉ yếu thảo luận chính là tinh thần chỉ thị truyền đạt của tỉnh ủy, tỏ vẻ quan tâm thân thiết và an ủi đối với đồng chí Hạ Tưởng, thân thiết và quan tâm đối với đồng chí Phó Tiên Tiên, nếu như đồng chí Hạ Tưởng còn có đề nghị muốn thảo luận, đúng lúc đề xuất ra cùng thảo luận. Ngả Thành Văn lên giọng quan trước. Sau đó giọng điệu lại chuyển. Từng trung ương đến tỉnh ủy, không ít đồng chí lãnh đạo đều đối với trị an của thành phố Lang đề xuất cách nhìn, tóm lại một câu, bất mãn, vô cùng bất mãn. Tuy rằng còn chưa có chỉ đích danh, nhưng tôi thân là nhân vật số một thành ủy, chính là phải ở trước mặt chỉ ra, đồng chí Lộ Hồng Chiêm, ông thân là Cục trưởng Cục Công an kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, công tác làm không đến nơi đến chốn, rất thất chức, chẳng những khiến thành ủy rất thất vọng, cũng khiến tỉnh ủy và lãnh đạo trung ương quan tâm xây dựng thành phố Lang vô cùng thất vọng. Trong ấn tượng của các ủy viên thường vụ có mặt ở đây, Ngả Thành Văn từ khi đảm nhiệm bí thư thành ủy, từ trước tới nay chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc và biểu hiện nghiêm túc như vậy để họp, càng không có ở trên hội nghị thường vụ trực tiếp ở trước mặt mọi người điểm danh phê bình một người. Lộ Hồng Chiêm là ủy viên thường vụ đầu tiên bị Ngả Thành Văn ở trước mặt mọi người điểm danh phê bình. Hơn nữa bưng ra hai ngọn núi lớn là lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy, chính là muốn khiến Lộ Hồng Chiêm không có cơ hội nói xạo. Có tiền đề là lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy bất mãn, Lộ Hồng Chiêm có nói xạo hay thoái thác trách nhiệm nữa, chính là không chấp nhận lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy phê bình. Cổ Hướng Quốc trên cổ gân xanh bùng lên, hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng một hồi, lại cố gắng cưỡng bức bản thân bình tĩnh trở lại, chỉ là thất thố của ông đã rơi vào trong mắt của mọi người. Không chỉ là ngón tay của ông theo bản năng mà không ngừng gõ bàn, hai chân của ông cũng không nhẫn nại được mà run động, giống như lạnh đến nổi toàn thân phát run. Cổ Hướng Quốc quả thật cảm thấy rét lạnh, không phải lạnh người, mà là tâm lạnh. Vốn là một sự kiện ngoài ý muốn bắt cóc con tin vô cùng đơn giản, với kinh nghiệm xử lý sự kiện đột phát nhiều năm của Lộ Hồng Chiêm, thường là ba cách xử lý đàm phán, thuyết phục, một phát bắn chết, e rằng người bị bắt cóc là cháu gái của thủ tướng phó cũng được. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, một phát bắn chết mặt sẹo, sau đó xin tạ lỗi với thủ tướng phó cũng có thể che giấu qua đi, cũng có thể khiến thủ tướng phó bớt giận. Ai ngờ sự tình lại diễn biến thành Hạ Tưởng đơn đao lao tới, đơn thân cứu mỹ nhân, mà Lộ Hồng Chiêm còn tránh thật xa, tên bắt cóc bị người ta một cước đá ngất xỉu một hồi, thân là nhân vật số một cục thành phố mới khoan thai đến chậm, thật là kẻ ăn hại, đồ ngốc, bình thường tỉnh táo chạy đi đâu rồi. Đương nhiên, Cổ Hướng Quốc sau khi tổng hợp phân tích cũng đưa ra kết luận, tạm thời mặc kệ Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên là quan hệ gì, cho dù họ là quan hệ tình nhân, cũng không có chút quan hệ nào với ông, là Phó gia muốn lấy lại con gái,
nhưng Hạ Tưởng đứng ra cứu được Phó Tiên Tiên, mà còn bị thương, lấy thân mình mạo hiểm xem có vẻ không lý trí, trên thực tế Hạ Tưởng mới là thông minh nhất, hắn nhất cử ba tiện. Thứ nhất, có thể làm dịu đi quan hệ với Phó gia, khiến Phó gia cảm kích hắn. Thứ hai, có thể đảo lộn trắng đen, đem hành vi của Mặt Sẹo nói thành bị Nga Ni Trần sai khiến, tạt nước bẩn vào người Nga Ni Trần. Thứ ba, chính là vừa rồi Hạ Tưởng vừa bước vào thì đề xuất đề tài thảo luận, từ tài chính khóa chặt cổ của Cục Công an thành phố, từ đó đạt được mục đích gián tiếp khống chế Cục Công an thành phố. Cổ Hướng Quốc day day cái chán, cảm thấy có chút huyết áp lên cao, Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, cũng thật là một nhân vật khiến người ta hận thấu xương lại không có cách nào khác, hắn có mặt quyết đoán, càng có thủ đoạn kiếm lợi từ trong loạn lạc, có lúc khiến cho anh cho rằng hắn hoàn toàn thối lui, có lúc giáp mặt một đao, trực tiếp khiến anh cho rằng hắn không có bao nhiêu trí tuệ chính trị. Cổ Hướng Quốc bây giờ biết, Hạ Tưởng là một kình địch bề ngoài trí ngưu hay thay đổi, sau lưng có độc thủ mạnh mẽ, khiến người ta hai nơi đều không dễ xuống tay. Có thể nói sự kiện đột phát lần này, mượn tay Hạ Tưởng khéo léo điều khiển, chẳng những Lộ Hồng Chiêm bị hắn đùa giỡn xoay quanh, mất đi phương hướng, toàn bộ thành ủy thành phố Lang cũng lâm vào trong bị động, mà xem bộ dáng, sự kiện mang đến ảnh hưởng ác liệt, trong một lúc khó mà loại bỏ. Khiến cho Cổ Hướng Quốc cảm thấy buồn bực nhất chính là Lộ Hồng Chiêm chắc chắn phải gánh xử phạt, bởi vì ông không chỉ chỉ huy bất lực, còn khiến thị trưởng Hạ bị thương, tuy rằng Cổ Hướng Quốc cũng nghe Lộ Hồng Chiêm nói, Hạ Tưởng bị thương rất kỳ quái, có hiểm nghi diễn trò, nhưng cho dù là bị thương giả, người ta cũng là lên tuyến thứ nhất, so với Lộ Hồng Chiêm đứng từ xa xem phong cảnh thì mạnh mẽ gấp trăm lần, thị trưởng Hạ bị thương chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là con tin bị bắt cóc còn là cháu gái của Thủ tướng Phó. Hay cho một đòn bẩy, đúng lúc bị Hạ Tưởng cầm trong tay, dùng để khiêu động lợi ích thế lực khắp nơi của thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc ánh mắt nhìn nghiêng về hướng Ngả Thành Văn, trong lòng đối với Ngả Thành Văn lại có thêm chút nhận thức, quyết định thật nhanh, quyết đoán red eye, Ngả Thành Văn cũng không phải mềm yếu như vẻ bề ngoài của y, cũng có một mặt dứt khoát nhanh nhẹn. Ông không khỏi cảm thấy rất đau đầu, thành phố Lang nhỏ bé, ai ai cũng có chút tài năng, nói rằng nơi ngọa hổ tàng long một chút cũng không quá đáng. Ngả Thành Văn đối với nội tình hiểu biết không nhiều bằng Cổ Hướng Quốc, về hành động hôm nay của Hạ Tưởng cũng có suy đoán, nhưng lại không bằng Cổ Hướng Quốc suy đoán thấu triệt. Cho dù là vậy, Ngả Thành Văn cũng biết rõ nếu như Hạ Tưởng vì y kéo ra tiến thứ nhất, y cũng cố ý phải phá vỡ sự vững chắc và đồng minh giữa Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, muốn đóng chặt đinh trong cục thành phố, thì phải lấy ra quyền uy của nhân vật số một. Lời của Ngả Thành Văn lập tức dẫn đến không ít tiếng nghị luận trên hội nghị thường vụ. Cổ Hướng Quốc biết hôm nay phải nhượng bộ, bằng không cũng không thể giải thích, quy củ trên quan trường chính là, ai đối lý thì người đó phải thích đáng nhượng bộ, e rằng sau này có tìm lại cũng được, nhưng bây giờ thì phải tỏ thái độ, dù sao có một vài quy tắc ước định mà thành phải tuân thủ. Tốt xấu đều là người có máu mặt, cũng có cấp bậc nhất định, cho dù có đau thịt, cũng phải hơi bày ra chút lập trường công bằng. Cổ Hướng Quốc nói. Sự kiện đột phát hôm nay quả thật chứng minh công tác của đồng chí Lộ Hồng Chiêm quả thật tồn tại sai lầm nhất định, trong quá trình giải cứu con tin, chỉ huy không tốt, cảnh lực bố trí không chặt chẽ, nếu không phải thị trưởng Hạ đứng ra, hậu quả không thể tưởng tượng. Ở đây, tôi muốn đại diện Ủy ban Nhân dân Thành ủy thành phố đề xuất biểu dương hành vi anh dũng cứu người đối với thị trưởng Hạ, đồng thời đề xuất phê bình đối với đồng chí Lộ Hồng Chiêm chỉ huy bất lực. Về vấn đề chi tiêu tài chính mà thị trưởng Hạ đề xuất, ý kiến của tôi là xét thấy lúc này tình hình trị an của thành phố Lang khá ác liệt, tốt nhất là hoãn lại thảo luận sau. Không thể hoãn, vấn đề trị an xưa nay là quan trọng nhất, vừa có gió thổi cỏ lay thì có thể kinh động Bắc Kinh, lúc này lại sắp đến nguyên đán, làm sao có thể hoãn lại. Thị trưởng Cổ, chúng ta phải dám đối mặt với vấn đề trực tiếp, không thể giấu bệnh sợ thầy. Lữ Nhất Khả giơ tay lên tiếng, ánh mắt của y dừng ở trên tay của Hạ Tưởng, vẻ mặt hơi có chút kích động. Tôi cho rằng đề nghị của thị trưởng Hạ vô cùng hợp lý, cục thành phố xưa nay tiêu xài phung phí quen rồi, tiền tiêu không ít, công trạng thì không thấy bao nhiêu, còn sự tình xảy ra ngày hôm nay, cũng quả thật khiến người ta lo lắng đối với trị an của thành phố Lang, tôi tán thành đề nghị của thị trưởng Hạ. Tôi còn kiến nghị, đồng chí Lộ Hồng Chiêm nên làm kiểm điểm sâu sắc. Không ít người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lữ Nhất Khả, không rõ Lữ Nhất Khả hôm nay vì sao tức giận. Mà còn là giọng điệu ham dọa ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn Lữ Nhất Khả gật đầu, đối với sự ủng hộ của y tỏ vẻ đáp lại tình bạn tốt. Theo sau, đám người Trương Anh Tịch, Lưu Nhất Lâm, Lý Hiểu Lượng,
Điền Tuệ Thư, Ngũ Hiểu Minh, Phan Thụ Chi đều lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ lập trường của Hạ Tưởng, cục diện hội nghị thường vụ nghiêng về một phía, ắt phải thừa cơ quyết định quan điểm cơ bản của sự tình, không cho cơ hội Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm thở dốc. Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm liếc nhau, biết một cửa hôm nay là không qua được, ông mới đột nhiên tỉnh ngộ, không có Đồ Quân làm người tích cực dẫn đầu, quyền phát biểu của ông ở trên hội nghị thường vụ quả nhiên giảm mạnh, không có khí thế. Vừa nghĩ tới Đồ Quân, ông lại bực bội, Đồ Quân xảy ra chuyện, cũng là Hạ Tưởng sau lưng hạ độc thủ, sao Hạ Tưởng cứ khiến người ta không yên tâm. Trước tiên lui nhường một bước rồi tính sau, sau này mời từng chút bắt Hạ Tưởng phải trả lại gấp đôi. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm làm kiểm điểm sâu sắc, tôi cũng cho rằng vô cùng cần thiết, nhưng một lần cắt giảm 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, lực độ hơi quá lớn, có khả năng tạo thành cục thành phố cảnh lực không đủ, xuất hiện tình hình đình lãn công tiêu cực, tốt nhất có một biện pháp điều hòa thật tốt. Cổ Hướng Quốc thấy hướng gió không đúng, cũng thích đáng mà nhường một bước. Lưu Nhất Lâm trước tiên liền tiếp lời của Cổ Hướng Quốc, hiển nhiên đã có chuẩn bị tỉ mỉ. Đề nghị của thị trưởng Cổ cũng rất đúng trọng tâm, tôi cùng có một ý kiến có thể cho mọi người tham khảo một chút, 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố cũng đừng nói muốn cắt giảm thì cắt giảm, không thể đơn giản cắt một đao. Lưu Nhất Lâm rốt cuộc có lập trường gì? Lời của cô lập tức khiến cho mọi người suy đoán, không phải nói cô và Hạ Tưởng quan hệ không tốt, vì sao nghe giọng điệu của cô, dường như vẫn là nghiêng về lập trường của Cổ Hướng Quốc. Lưu Nhất Lâm thấy thành công mà thu hút sự chú ý của mọi người, liền tiếp tục nói. Kiến nghị của tôi là trích ra 1/3 chi tiêu tài chính hiện nay trước, lập thành một quỹ hạng mục riêng, chuyên dùng để đả kích thế lực đen ác. Quỹ hạng mục riêng phải có người chuyên môn phụ trách, theo tôi thấy, thị trưởng Hạ là phó thị trưởng thường trực, lại phân công quản lý tài chính, do cậu ấy trực tiếp phụ trách được rồi. Hóa ra còn có chuẩn bị ở sau, nghe xong kiến nghị của Lưu Nhất Lâm, mọi người mới bừng tỉnh, vừa rồi cô chỉ là đòn gió. Trên thực tế đề nghị của cô càng có tâm cơ hơn so với trực tiếp cắt giảm 1/3 chi tiêu tài chính, cũng càng được đạo lý dùng người. Không hổ là trưởng ban tổ chức cán bộ, biết trong quan trường, duy có quyền nhân sự và quyền sở hữu tài sản lớn nhất, chuyên môn trích ra 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, giao cho Hạ Tưởng một người phụ trách, coi như Hạ Tưởng một người thì hoàn toàn khống chế 1/3 tài chính của cục thành phố. 1/3 tài chính nắm trong tay Hạ Tưởng, cục thành phố sau này hành sự. Không nhìn sắc mặt của Hạ Tưởng cũng không được. Hơn nữa Lưu Nhất Lâm đặt tên quỹ hạng mục riêng, cái gọi là hạng mục riêng, chính là tiền nào việc ấy, còn bị cô cố ý châm chích đề nghị dùng để đối phó thế lực đen ác, rõ ràng chính là giáp mặt cho Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm một đao. Người phụ nữ này không tầm thường, tất cả ủy viên thường vụ bao gồm Ngả Thành Văn trong đó trong lòng kinh ngạc, đề nghị của Lưu Nhất Lâm điểm đúng chỗ mấu chốt, làm cho quyền lực của Hạ Tưởng lớn nhất. Coi như Hạ Tưởng có được quyền lực ảnh hưởng 1/3 lực lượng của cục thành phố. Ngay cả Hạ Tưởng cũng là nhất thời khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới thủ đoạn Lưu Nhất Lâm vừa nói, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đề nghị của Lưu Nhất Lâm so với thiết tưởng của hắn cao hơn một bậc. Lưu Nhất Lâm có tâm cơ, có thủ đoạn chính trị, cũng rất có tiền đồ. Lưu Nhất Lâm vừa đưa ra đề nghị, trên hội nghị thường vụ lập tức lặng ngắt như tờ, bởi vì tất cả mọi người trong lòng cân nhắc một khi nâng cao quyền lực của Hạ Tưởng. Rốt cuộc đối với chính mình có lợi hay là bất lợi. Trong đấu tranh quyền lực, điểm xuất phát của mỗi người đều phải khiến quyền lực trong tay bản thân lớn nhất, mà không phải khiến bản thân bị người ta khống chế, quyền lực của Hạ Tưởng tăng lên, tương ứng sẽ đối với mỗi người hình thành chế ước. Cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, lấy bản thân làm trung tâm mới là sinh thái nguyên sinh của mọi người trong quan trường. Cũng may hôm nay tình thế đối với Hạ Tưởng vô cùng có lợi, thậm chí có thể nói là tình thế rất tốt. Bởi vì Hạ Tưởng chẳng những cứu được cháu gái của Thủ tướng Phó, vết thương của hắn còn tác động đến trái tim của vô số lãnh đạo tỉnh ủy, khiến không ít ủy viên thường vụ đối với Hạ Tưởng có thêm nhiều cảm xúc phức tạp khôn kể, cũng tỉnh táo mà nhận thức được, sự quật khởi của Hạ Tưởng không thể ngăn chặn, chỉ có thuận theo trào lưu, mới có khả năng giảm tổn thất đến mức thấp nhất sau khi phạm vi thế lực lần nữa phân chia lại. Không ít người ánh mắt đều nhìn sang Ngả Thành Văn. Lộ Hồng Chiêm hôm nay rất thất lợi. Liên lụy Cổ Hướng Quốc mất mặt, Cổ Hướng Quốc hôm nay thân là nhân vật số 2 thành ủy, phân lượng phát ngôn giảm mạnh, dưới tình hình Cổ Hướng Quốc không đủ lòng tin, quyền uy của Ngả Thành Văn liền nổi trội hơn hẳn, nói cách khác, đề nghị của Lưu Nhất Lâm có phải khả thi hay không, Hạ Tưởng hôm nay có thể thừa cơ lấy được quyền khống chế 1/3 cục thành phố hay không, toàn là nằm trong một ý niệm của Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn cũng khó xử.
Y và Hạ Tưởng là quan hệ hợp tác có hạn, không phải đồng minh, Hạ Tưởng lớn mạnh cũng không phải sự thật y lạc quan. Bình tâm mà xem xét, y chẳng qua là muốn mượn lực của Hạ Tưởng từng bước tiêu giảm thực lực của Cổ Hướng Quốc, nhưng cũng hiểu rõ một điểm, nếu một chút lợi ích cũng không cho Hạ Tưởng, cũng không có khả năng. Hợp tác có hạn, cũng phải có lợi ích cùng duy trì, bằng không quan hệ hợp tác sẽ tan rã. Nhưng trong một lúc khiến Hạ Tưởng có trong tay quyền lớn nắm giữ 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, coi như trực tiếp khiến Hạ Tưởng đối với cục công an thành phố có sức ảnh hưởng quan trọng nhất, nếu hắn lại bồi dưỡng 1-2 thân tín, không cần bao lâu, Hạ Tưởng thậm chí có thực quyền nắm giữ đại cục. Không thể phớt lờ, không thể để sau khi Cổ Hướng Quốc còn chưa hoàn toàn tan tác, lại khiến Hạ Tưởng nhanh chóng quật khởi, chẳng phải hoạn cũ chưa đi lại thêm mối lo mới. Trong nháy mắt, tâm tư của Ngả Thành Văn xoay chuyển nhiều lần, ánh mắt lơ đãng đảo qua mấy người ở đây, sau cùng lại dừng trên người Hạ Tưởng, đột nhiên lại bất đắc dĩ mà nghĩ, Hạ Tưởng bị thương trước, lại cứu cháu gái của Thủ tướng Phó, lại thay y chèn ép Lộ Hồng Chiêm, còn thanh lý đồ quân, nếu y không làm ra chút thành ý để biểu thị, chẳng những khiến Hạ Tưởng thất vọng, cũng khiến người bên cạnh y nản lòng. Chỉ là khiến y trong lòng mịt mờ có chút lo lắng chính là Hạ Tưởng tại thành phố Lang tốc độ thăng tiến quá nhanh. Một khi hắn nắm trong tay quỹ hạng mục riêng, chỉnh thể thực lực sẽ tiến thêm một bước, trên căn bản ở trong thành ủy có một vị trí nhỏ nhoi. Vấn đề khó, vấn đề rất khó, Hạ Tưởng không chỉ có thể gây rắc rối cho Cổ Hướng Quốc, cũng có thể tạo ra vấn đề khó cho y. Cũng may Ngả Thành Văn cũng không phải người không biết nhìn xa, biết Hạ Tưởng quật khởi nếu thế không thể đỡ, thôi thì tiếp tục hợp tác có hạn với hắn, dù sao Lộ Hồng Chiêm trải qua chuyện này chỉ là một xử phạt, sẽ không sụp đổ. Cổ Hướng Quốc vẫn sừng sững như cũ, Nga Ni Trần cũng không tổn thương gân cốt, con đường phía trước còn rất dài. Ánh mắt phải nhìn xa một chút mới tốt, Ngả Thành Văn quyết định chủ ý, liền cố ý nhìn Lý Hiểu Lượng liếc mắt một cái. Lý Hiểu Lượng lập tức hiểu ý, nói. Trưởng Ban Lưu đề nghị rất mới mẻ độc đáo, cũng rất có sáng ý, cá nhân tôi khá tán thành. Phó thị trưởng Hạ nếu quản lý công tác tài chính, thì cho thêm cậu ấy gánh nặng. Phân chia 1/3 chi tiêu tài chính của Cục Công an thành phố thành lập quỹ hạng mục riêng, do thị trưởng Hạ toàn diện phụ trách, tin rằng có thể điều động tốt tính chỉ động tích cực của cán bộ cảnh sát công an Cục thành phố, có thể càng tốt hơn mà làm ra sắp xếp chủ tính chung toàn diện cho trị an lâu dài của thành phố Lang. Lý Hiểu Lượng biết ăn nói, đem sự tình Hạ Tưởng nắm quyền đưa lên tới cao độ chính trị, trên căn bản đã xác định quan điểm cơ bản ủng hộ toàn diện của bên phe Ngả Thành Văn. Theo sau, Ngũ Hiểu Minh, Phan Thụ Chi cũng đều tỏ vẻ ủng hộ. Bên phe của Cổ Hướng Quốc thiếu đi người tích cực dẫn đầu đầu quân, mà Lộ Hồng Chiêm hôm nay chịu đả kích lớn, không đủ tinh lực, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cổ Hướng Quốc thầm than một tiếng, thừa dịp anh bệnh muốn lấy mạng anh, một chút không giả, đại thế đã mất, Hạ Tưởng thủ đoạn tốt, Lưu Nhất Lâm tâm cơ tốt, bốn lạng bạc ngàn cân, khi Hạ Tưởng thể hiện anh dũng, mượn thế đẩy lên trước, vững chắc có được quyền lớn nắm giữ 1/3 tài chính cục công an thành phố. Không phục cũng không được, Cổ Hướng Quốc thua đến mức không có tức giận. Sau cùng hội nghị thường vụ toàn bộ thông qua đề nghị của Lưu Nhất Lâm, trong tay Hạ Tưởng lại có thêm một lá bài chủ có thể chế ước Lộ Hồng Chiêm bất cứ lúc nào chính là đại quyền 1/3 tài chính, không thể nói thắt chặt cục công an thành phố bước đi khó khăn, chỉ ít cũng có thể khiến Lộ Hồng Chiêm bó tay bó chân. Hơn nữa hội nghị thường vụ còn thông qua quyết nghị, Lộ Hồng Chiêm làm kiểm điểm sâu sắc với thành ủy, và chờ đợi tỉnh ủy tiến thêm một bước chỉ thị. Sau khi tan họp, không ít người đều tỏ vẻ an ủi Hạ Tưởng cũng nhiệt tình đáp lại. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Tưởng đã lấy được thắng lợi tạm thời, Lộ Hồng Chiêm cũng bị chèn ép không còn tính khí, hẳn là sẽ ngừng lại một thời gian, ai cũng không ngờ chính là không bao lâu, sóng gió lại nổi lên. Chương 827, giảm sóc, nổi lên bên trong. Liên tiếp hai ngày, Phó Tiên Tiên đều ở trong nhà của Hạ Tưởng, không ra cửa, ở suốt trong nhà. Có khi xem tivi, có khi lên mạng, có khi một mình sững sờ. Thất thần, nước mắt chảy đầy mặt. Sự kiện bắt cóc, vẫn là để lại vết thương tâm lý nghiêm trọng cho cô. Phó Tiên Tiên tắt điện thoại, không cho người nhà gọi điện thoại. Phó Tiên Phong cũng có thể ngấm ngầm chịu đựng, liên tiếp kiên trì hai ngày, mới rốt cục không kìm nổi, gạt bỏ sỉ diệt, gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong cảm thán hàng nghìn hàng vạn. Hắn không biết nên làm thế nào đối mặt Hạ Tưởng, làm kẻ thù chính trị, Hạ Tưởng và y xung khắc như nước với lửa, làm đối thủ, hai người thiếu chút nữa sinh tử gặp lại, nhưng làm bạn của Phó Tiên Tiên,
Hạ Tưởng lại quả thật làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, khiến y tìm không ra thiếu sót gì. Sau khi y tìm hiểu được tường tận trải qua, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, lúc ấy nếu khiến y đi trao đổi Phó Tiên Tiên, y cũng không chắc có thể làm đến làm việc nghĩa không được chùn bước. Huống chi là Hạ Tưởng không có bất luận quan hệ huyết thống gì với Phó Tiên Tiên. Đồng thời lại càng làm cho Phó Tiên Phong khiếp sợ chính là vợ y nói tuy rằng Phó Tiên Tiên là một gương mặt model phóng khoáng, thực tế vẫn còn là trinh nữ, càng làm cho y có nhận thức càng sâu đối với nhân phẩm của Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong hơi khó mở miệng, mặc dù y cũng rõ giữa y và Hạ Tưởng có chứa nhiều hiểu lầm, nhưng vẫn là lập trường bất đồng, chính kiến bất hòa, về sau xung đột cũng sẽ chỉ nhiều không ít, chính khách, vẫn là không thể khiến cảm tình thay thế lý trí, càng không thể bởi vì cảm động mà mất đi sức phán đoán chính xác. Chuyện của Tiên Tiên, cảm ơn cậu. Phó Tiên Phong gian nan mà nói với Hạ Tưởng ra lời nói cảm tạ. Hiện tại nó không muốn về nhà, không nghe điện thoại, làm phiền cậu chăm sóc nó một thời gian. Ông cụ cũng khiến tôi truyền đạt cảm tạ, còn bác hai cũng vậy, phó gia tất cả mọi người đều nợ cậu một ân tình. Hạ Tưởng trầm mặc một lát, vẫn là nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Nói quá lời, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Tiên Tiên đến thành phố Lăng tìm tôi, coi tôi là bạn, tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Mặc kệ như thế nào, cậu không phụ lòng Tiên Tiên, phó gia sẽ không phụ lòng cậu một lần. Phó Tiên Phong ném xuống một câu, liền cúp điện thoại. Hai ngày sau, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được thông báo, kế hoạch mở rộng nông nghiệp mới phát của Bộ Nông nghiệp, không còn hướng tới thành phố Lang nữa, mà chuyển hướng thành phố Tần Đường. Đến đây, ở thành phố Lang dẫn phát một trò khôi hài tranh chấp không ít trên hội nghị thường vụ, kết thúc ảm đạm, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Đồng thời, từ phương diện Bắc Kinh truyền đến tin tức, không ít sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh bị liệt vào đối tượng chỉnh đốn trọng điểm, thường xuyên bị công thương, thuế vụ và cảnh sát kiểm tra, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa còn không ít địa bàn bị người khác nhân cơ hội nắm giữ, trong khoảng thời gian ngắn, Nga Ni Trần ở Bắc Kinh kinh doanh ngâm nước 10% trở lên, gã tức giận đến nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình cũng không có cách nào, gã biết rõ, là phó gia ra tay. Cho dù mặt sẹo không phải người của gã, nhưng mặt sẹo thiếu chút nữa đối với Phó Tiên Tiên tạo thành thương tổn không thể bù lại, phó gia muốn chút giận cũng rất bình thường. Giận chó đánh mèo, gã còn không thể trả đòn, bởi vì có người khiến gã nhịn một chút, rủi ro tiêu tai. Nga Ni Trần có thể chịu được phó gia chút giận, lại nhịn không được mặt sẹo kích động mang đến tai bay vạ gió cho gã, gã quyết định khiến Lộ Hồng Chiêm giết chết mặt sẹo, để chút mối hận trong lòng. Lộ Hồng Chiêm không có đáp ứng yêu cầu của Nga Ni Trần, không phải ông không muốn mặt sẹo chết, mà là hiện tại ông ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thi triển được tay chân, bởi vì hiện tại người khiến ông đau đầu nhất không phải mặt sẹo. Chuyện của mặt sẹo kỳ thật dễ xử lý, trên người có hai mạng người, khẳng định sống không được. Hiện tại ông sầu nhất chính là Dương Bân. Biểu Lý và Anh Thành như ông mong muốn đến khu huyện đi chấp hành nhiệm vụ, Dương Bân liền thành bi đất trong tay ông, tùy ý ông già qua già lại, nhưng sau khi Biểu Lý và Anh Thành buông tay, Lộ Hồng Chiêm mới phát hiện, ảnh hưởng của ông ở cục thành phố xưa đâu bằng nay, trước kia một câu nói có thể tùy ý điều động hồ sơ, vụ án, VV. Hiện tại nhân viên làm việc tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng mọi chuyện phải xin chỉ thị cục trưởng anh, khiến cho ông vô cùng buồn bực. Nhưng ngoài buồn bực, ông lại không có cách nào. Anh Thành chẳng những bị sở tỉnh thông báo khen ngợi, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng kêu gọi toàn bộ cảnh sát thành phố học tập đồng chí anh Thành. Nghe nói tên của anh Thành còn truyền tới trong tai của thủ tướng phó còn cố ý chiếu cố muốn anh Thành thích đáng chiếu cố. Phía bên nếu còn không tính, văn phòng quản lý tài chính hạng mục riêng cục thành phố mới thành lập của Ủy ban Nhân dân thành phố, do Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ nhiệm, dưới chủ nhiệm không có phó chủ nhiệm, lại bị Hạ Tưởng chỉ tên anh Thành kiêm nhiệm thành viên, nói đúng là, 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, anh Thành cũng có quyền đề nghị. Trực tiếp khiến cho Lộ Hồng Chiêm tức giận đến không biết làm gì, lại không có cách nào, quyền lực của ông quả thật theo 1/3 chi tiêu tài chính thành lập mà biến mất 1/3, cũng không kiên quyết như trước, mấu chốt còn có một điểm, trên người ông gánh một xử phạt, cũng khiến ông không hùng hồn giống như trước. Nhưng ngay cả như vậy, làm sao thích đáng xử trí Dương Bân còn phải để tâm, bởi vì Lữ Nhất Khả đã chính thức thông báo với ông, Ủy ban Kỷ luật thành phố phải lấy khẩu cung của Dương Bân trình báo Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Làm chứng cứ điều tra vấn đề kinh tế của Đồ Quân. Không cần Cổ Hướng Quốc luôn mãi chỉ thị, Lộ Hồng Chiêm cũng rõ ràng,
phải muốn cho Dương Bân ở thời khắc mấu chốt phản cung, không thể khiến chứng cứ của y trở thành một cây rơm rạ cuối cùng làm cho Đồ Quân suy sụp. Nhưng phải làm như thế nào mới có thể tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn? Lộ Hồng Chiêm lãnh hội qua thủ đoạn của Hạ Tưởng, hiện tại không dám phớt lờ nữa, lại càng không dám dễ dàng ra tay, e sợ vô ý lại bị Hạ Tưởng phát hiện. Hiện tại tay của Hạ Tưởng đã danh chính ngôn thuận mà duỗi tới cục công an, có thể lấy chi tiêu kiểm tra làm lý do, rõ ràng yêu cầu cục thành phố cung cấp danh sách, khiến cho Lộ Hồng Chiêm như mũi nhọn ở lưng, hoàn toàn không giống như trước đây làm theo ý mình, đem cục thành phố xem như nhà mình. Vụ án của Dương Bân thẩm tra tới lui, điểm khó lớn nhất còn dừng trên chuyện trước kia y lái xe đụng người. Lộ Hồng Chiêm cũng rõ dụng ý của biểu lý và anh Thành, chính là muốn lấy tội danh cố ý giết người khởi tố Dương Bân, đồng thời Dương Bân chính mồm thừa nhận người sai khiến phía sau màn là Nga Ni Trần, nguyên đán qua đi, liền chuẩn bị mời Nga Ni Trần đến cục thành phố hỗ trợ điều tra. Dương Bân không ngậm miệng, sự tình sẽ càng nháo càng lớn, chẳng những có khả năng liên lụy Đồ Quân, còn có khả năng quấy đục mước của thành phố Lang, trở thành một quả bom lớn không nhất định khi nào kíp nổ. Nếu là trước kia còn tốt, Hạ Tưởng đối với cục thành phố không có ảnh hưởng quá lớn, hiện tại tình hình khác, muốn giơ tay đòi tiền, chính là mọi chuyện báo cáo Hạ Tưởng, cục thành phố hiện tại lòng người di động, đã rõ ràng có những người cố ý dựa vào Hạ Tưởng, đồng thời khiến cho Lộ Hồng Chiêm mắng to, lại rõ ràng một điểm, phải gia tăng hành động. Khiến Dương Bân phản cung chỉ là một trong nhiều cách, còn có rất nhiều cách cũng có thể khiến biểu lý và anh Thành lãng phí khổ tâm, chính là khiến Dương Bân biến mất. So sánh với thế khó xử của Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng thì thoải mái hơn, Bộ Nông nghiệp mở rộng rời đi trận địa, trả lại bầu trời xanh cho thành phố Lang, Triệu Tiểu Phong và Dương Uy góp vốn đầu tư công ty hữu hạn nông nghiệp Uy Phong cũng rất mau chứng thực xuống dưới. Trước tiên ở trong hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua thảo luận, Cổ Hướng Quốc không ngăn trở, dù sao cũng là một khoản đầu tư không nhỏ, đã không có ích lợi chính trị, ai cũng sẽ không chống đối với tiền. Cuối cùng cũng không có đệ trình hội nghị thường vụ thảo luận, ở văn phòng bí thư liền thuận lợi đạt thành chung nhận thức, bởi vì Hạ Tưởng phân công quản lý nông nghiệp, liền trực tiếp do hắn phụ trách. Vết thương của Hạ Tưởng đã sớm hết, kỳ thật hắn nắm giữ tốt độ mạnh yếu, chỉ cắt một lớp da, chẳng qua là vì đùa giỡn lấy để gây sự mà thôi, hoàn toàn không có ý tranh thủ trái tim của Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên vết thương mờ nhạt trên cánh tay phải của hắn, lại trở thành ràng buộc lớn nhất trong lòng Phó Tiên Tiên. Mỗi lần về nhà, Phó Tiên Tiên đều phải quấn quýt lấy Hạ Tưởng cởi áo cho hắn xem. Đương nhiên chỉ xem cánh tay, không xem chỗ khác. Phó Tiên Tiên ở nhà một tuần, không chịu đi, Hạ Tưởng cũng bó tay với cô. Cũng may trải qua nghỉ dưỡng mấy ngày, cô dần dần khôi phục bản tính tiểu ma nữ, ngủ đến giường của Hạ Tưởng lung tung lộn xộn, có cô ở nhà, còn không bằng không có. Nếu vệ tân ở đây, khẳng định sẽ dọn dẹp nhà sạch sẽ gọn gàng, không có một chút cho bụi và hỗn độn. Phó Tiên Tiên thì tốt, khi Hạ Tưởng một mình, trong nhà cũng qua loa không có trở ngại. Cô vừa đến, quả thực không thể nhìn, gối ném xuống đất, giày bay loạn đều làm cho người ta còn có thể chịu được, nhưng bra cũng tùy tiện ném lung tung, khiến cho Hạ Tưởng thật sự hết chỗ nói rồi. Phụ nữ và phụ nữ khác biệt cũng thật lớn, hắn đã trải qua không ít phụ nữ, Phó Tiên Tiên là không có bộ dáng thục nữ qua loa nhất. Đừng nói nấu cơm cho hắn, còn làm cho nhà này bừa bộn không ra gì. Hắn đi làm mệt mỏi cả ngày, chẳng những không có nước nóng không có nấu cơm, còn có một đống hỗn độn chờ hắn dọn dẹp, khiến hắn rất bất đắc dĩ. May mắn có một điểm, hắn lại đi mua một chiếc giường mới đặt qua phòng khác, để tránh hàng ngày buồn rầu ngủ trên sofa. Hạ Tưởng cũng từng khuyên Phó Tiên Tiên quay về Bắc Kinh, dù sao ở bên cạnh gia đình mới là an toàn nhất cũng thư thái nhất, lại không thể nói, vừa nói Phó Tiên Tiên liền khóc liền nói cô không có ai cần, biết trước cho người xấu giết chết cho rồi. Hoàn toàn là một trạng thái tiểu ma nữ khóc lóc om sòm không nói lý lẽ, Hạ Tưởng cũng đành phải có lòng tốt, nhịn thôi. Hắn cũng biết, Phó Tiên Tiên kỳ thật còn chưa qua ải tâm lý, chờ cô khôi phục sẽ tự động rời khỏi, cho nên sau khi nhắc qua một lần, cũng không còn miễn cưỡng nữa. Mắt thấy nguyên đán sắp tới, các hạng công tác trì trệ không tiến, sau khi Đồ Quân bị mang đi, vẫn không có tin tức truyền ra, phỏng chừng cũng là xương cứng khó gặm. Nói vậy Đồ Quân cũng là tự cao hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ, cắn chết không nói, ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không làm gì được cô. Vụ án của Dương Bân còn đang thẩm tra xử lý bình thường, phỏng chừng cũng muốn đến nguyên đán mới có kết quả. Lúc này là một kỳ giảm sóc, vừa bởi vì ngày hội mang đến giảm sóc,
cũng là bởi vì sự kiện bắt cóc đột phát khiến thế lực khắp nơi trong một lúc không thích ứng Phó gia nhúng tay, cũng có một lần giảm sóc. Nguyên đán qua đi, Phó gia một lần nữa trở về lập trường bắt đầu, sau khi làm nhạt sự kiện Phó Tiên Tiên bị bắt cóc, quay chung quanh vận mệnh của Đồ Quân và Dương Bân, cùng với Nga Ni Trần ở thành phố Lang một lần nữa định vị và bố cục, còn có ứng viên ủy viên thường vụ mới của thành phố Lang thời đại sau Đồ Quân, sẽ lần nữa khai triển vòng đọ sức mới. Quan trường là trường danh lợi, đấu tranh càng kịch liệt, thận trọng lại từng bước kinh tâm, không thể có chút lơi lỏng. Buổi tối tan tầm, Hạ Tưởng về đến nhà, phát hiện Phó Tiên Tiên còn lười ở giường không thức dậy, liền cười cô. Ngày nào cô cũng ngủ, cũng không sợ ngủ thành loãng xương. Đi, ra ngoài ăn cơm, đêm nay có người mời ăn cơm. Dương Uy hẹn trước hôm nay mời Hạ Tưởng ăn cơm, còn cố ý nói rõ y dẫn theo bạn gái, khiến Hạ Tưởng tốt nhất cũng dẫn theo một vị, Hạ Tưởng liền tính dẫn Phó Tiên Tiên đi giải sầu. Phó Tiên Tiên thần sắc còn hơi có chút cô đơn, tuy rằng cười vui, cũng ít nhiều có dấu vết miễn cưỡng cười vui, ánh mắt còn không có hoàn toàn khôi phục tà tính và quyến rũ trước kia, tuy nhiên nghe được Hạ Tưởng muốn dẫn cô đi ra ngoài, vẫn là hoan hô một tiếng, liền ôm lấy cổ Hạ Tưởng, hôn một cái ở trên mặt Hạ Tưởng. Giống như một em gái ỉ lại vào ca ca. Sau khi hôn qua, Phó Tiên Tiên lại cảm thấy hơi thất thố, mặt đỏ lên, chạy tới một bên, nhỏ giọng nói một câu. Anh đừng đắc ý, vừa rồi không phải nhào vào ôm lấy, là một sự cổ vũ đối với anh. Hạ Tưởng mỉm cười. Mau mặc quần áo, dẫn cô đi ra ngoài gặp người bạn. Thành phố Lang gần tới Nguyên Đán, nơi trốn xa hoa trụy lạc, tuy rằng ban đêm rét lạnh đến xương, nhưng là có một mặt mê người. Hạ Tưởng đi ô tô dẫn theo Phó Tiên Tiên, tiến đến dự tiệc, tâm tư lại chìm nổi phiêu diêu. Diệp Thạch Sinh tại tỉnh Yến thời gian không còn nhiều nữa, đã có phong thanh truyền ra, tháng 3, ông sẽ đi tới Bắc Kinh đảm nhiệm ủy viên quốc hội, bởi vậy sẽ dẫn phát đại giao tiếp tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ là chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch thường trực tỉnh có khả năng do Cao Tấn Chu bổ sung, cũng có khả năng trung ương có an bài khác. Tóm lại, quay chung quanh vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, khẳng định lại có một phen cò kè mặc cả. Vấn đề còn nữa, Thôi Hướng ở vị trí phó bí thư vài năm, cũng nên chuyển động một chút, hơn nữa tuổi y cũng không nhỏ, là lên cao một bước, hay là chuẩn bị lui ra, cấp trên gần như cũng có định luận, liền xem tháng 3 sang năm có hướng đi mới hay không. Nếu Thôi Hướng chuyển động, mặc kệ là bay lên là điều chuyển ngang, chỉ cần y rời khỏi tỉnh Yến sẽ lại nghênh đón vòng điều chỉnh nhân sự lớn mới. Vị trí phó bí thư tỉnh ủy cũng quan trọng nhất, nắm giữ đảng và quần chúng và nhân sự, nếu bất hòa với Tống Chiêu Độ, mà liên kết với Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ sẽ chịu chế ước. Thế cục của tỉnh Yến, căn cứ kinh nghiệm của Hạ Tưởng, cùng với những gì nghe được thấy được ở đời sau có được kết luận, tỉnh Yến bởi vì vị trí địa lý xoay quanh Bắc Kinh và Thiên Tân, là ưu thế cũng là tình thế xấu. Ưu thế là vị trí địa lý vô cùng quan trọng, tình thế xấu là rất khó trở thành tỉnh lớn chính trị. Trung ương hy vọng có một tỉnh Yến nghe lời và dịu ngoan, mà không phải tỉnh Yến có quyền lên tiếng trên chính trị, trên kinh tế có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Tỉnh Yến, hẳn là giảm sóc trên chính trị trung ương, phụ thuộc trên kinh tế, mới phù hợp ván cờ và đại cục của cao tầng. Đương nhiên, tỉnh Yến cũng là ván cờ của nhân vật cấp quan trọng nhiều ngày sau, về sau từng có không ít nhân vật đi về hướng người lãnh đạo quốc gia đi ra từ trung ương các bộ và ủy ban trung ương. Trước tại tỉnh Yến đảm nhiệm chủ tịch tỉnh hoặc bí thư một thời gian, sau đó liền dương cánh bay cao. Có thể có nhân vật lớn gì về sau sẽ đến tỉnh Yến dừng chân, sau đó lại vút thẳng lên trời. Hạ Tưởng tâm tư có chút phiêu xa, từ tỉnh Yến lại trở xuống đến thế cục thành phố Lang. Cũng là hắn sau khi đến thành phố Lang, lần đầu tiên toàn diện xem kỹ thế cục thành phố Lang. Đồ Quân mặc kệ cuối cùng tội danh nặng nhẹ, phán hoặc không phán, cô đều không thể quay về thành phố Lang nhậm chức. Ý đồ rời cô ra khỏi thành phố Lang đã đạt tới, khắp nơi cuối cùng bởi vì Đồ Quân sẽ tranh đấu đến tình trạng gì, Hạ Tưởng cũng không quan tâm nữa, chuyện vượt qua năng lực của hắn, bình thường hắn sẽ không đi nhúng tay, mặc cho người khác tùy ý đánh giết, bước tiếp theo hắn cần phải làm là phải bố cục ở cục công an thành phố. Đả kích thế lực đen tối ác độc, đầu tiên được Ngả Thành Văn ủng hộ là một phương diện, về phương diện khác, còn phải nắm giữ lực lượng cảnh sát. Không có một đội ngũ nghe lời. Không có cách nào ở thời khắc mấu chốt lấy bạo trị bạo. Thành phố Lang là tỉnh Yến là địa phương nổi danh thế lực đen ác hung hăng ngang ngược nhất, bởi vì đang đứng ở chỗ giao giới của ba địa phương, thường có bang Bắc Kinh,
bang Thiên Tân và bang phía Bắc nào đó hội tụ ở đây, dùng binh khí đánh nhau, tụ chúng gây rối, nhìn mãi quen mắt, chờ sau khi Nga Ni Trần chậm rãi phát triển an toàn, thu nạp thì thu nạp, về biên thì về biên, một ít thế lực giải rác bị đánh tan, đã không ra hồn, cũng có thể nói ở trình độ nhất định, Nga Ni Trần một nhà độc đại, cũng gián tiếp mà xúc tiến thành phố Lang vững vàng. Phàm sự có lợi tất có hại, sau khi Nga Ni Trần phát triển an toàn, bắt đầu phóng túng. Cường đoạt địa bàn, cưỡng hiếp phụ nữ thì không cần phải nói, bức con gái hiền lương làm gái điếm, cường mua cường bán, bắt nạt lũng đoạn thị trường là thường phát sinh, nêu trên nếu chỉ là gây rối nhỏ, quan thương cấu kết, lợi dụng đặc quyền bốn phía từ dân gian cướp đoạt của cải, mới là chỗ nguy hại lớn nhất của Nga Ni Trần. Gã phá hư quy luật kinh tế thị trường, làm sa ngã một đám cán bộ đảng viên, thao túng không ít cán bộ vì gã hộ giá hộ tống, lại có thế lực đen ác hoành hành, mới là chỗ đáng sợ nhất của gã. Muốn đen có đen, muốn trắng có trắng, hai tay đều nắm, hai tay đều cứng rắn, Nga Ni Trần có thể ở thành phố Lang hoành hành nhiều năm, nguyên nhân trong đó cũng không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trong đó cảnh sát làm nhân vật ô dù, công lao tuyệt đối không thể xóa bỏ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Hạ Tưởng một lòng muốn bắt Lộ Hồng Chiêm khai đao, phải đoạt quyền từ trong tay Lộ Hồng Chiêm. Còn có một điểm cũng khiến Hạ Tưởng mơ hồ lo lắng chính là gần đây dường như thế lực ngầm đến từ Bắc Kinh Thiên Tân lại có dị động, căn cứ tình huống anh Thành phản ứng với hắn, có bộ phận thế lực ngầm đến từ Bắc Kinh Thiên Tân đang âm thầm tiếp xúc Nga Ni Trần, khả năng đang bày ra sự kiện gì, hoặc là đang có kè mặc cả với Nga Ni Trần, muốn phân đi một bộ phận địa bàn, anh Thành không có tai mắt ở bên trong nội bộ của Nga Ni Trần, tình huống biết được cũng vô cùng có hạn. Hạ Tưởng lại tinh tường biết, nếu hắn không có nhớ lầm, thành phố Lang của đời sau, lại liên tiếp phát sinh vài lần dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn, cuối cùng kết thúc với một ca sĩ nào đó của Bắc Kinh bị bắt. Trên thực tế, sau khi ca sĩ nào đó bị bắt, thành phố Lang thế lực đen vẫn cản rỡ như cũ, chẳng qua tin tức truyền thông không hề đưa tin mà thôi. Tin tức chỉ đưa tin bộ phận có thể đưa tin, chân tướng vĩnh viễn giấu ở góc bên trong, Hạ Tưởng lại rõ ràng, một người bạn hợp tác làm ăn ở đời sau của hắn chính là người của thành phố Lang, vốn làm ăn rất tốt. Lợi nhuận hàng năm cũng trên 1 triệu, nhưng vì đắc tội thế lực đen, bị người ta chiếm địa bàn, hàng ngày bị quấy nhiễu, báo cảnh sát cũng không có tác dụng, an toàn tính mạng của người nhà cũng không được đảm bảo, sau cùng đành phải dưng dưng rời khỏi thành phố Lang, xa xứ, lệ rơi quê cũ. Không phải dấu hiệu tốt, Hạ Tưởng thở dài trong lòng, phải gia tăng thu lưới của Lộ Hồng Chiêm, nắm chắc 1/3 quyền tài chính chỉ là bước đầu tiên, anh Thành ở cục thành phố tuy rằng tư cách khá lão thành. Nhưng dù sao cũng già rồi, hơn nữa không phải được hâm mộ lắm, nói chuyện không có tác dụng lắm. Ông và biểu lý, lại không thể trở thành đồng minh, còn cần bồi dưỡng thân tín của mình, hơn nữa còn phải trẻ trung khỏe mạnh mới tốt. Hạ Tưởng suy nghĩ bị Phó Tiên Tiên quấy rầy. Này này này, anh lái xe cho đàng hoàng, vừa rồi thiếu chút cán chết con mèo, đừng thất thần, nghe thấy không? Cô dùng tay nắm lấy tay của Hạ Tưởng lay động, Hạ Tưởng bị cô kéo động. Không tự chủ được tay lái đảo một cái, xe hơi rời khỏi lộ tuyến, đèn lóe lên một cái, chiếu lên đường đi bộ ở đối diện. Một cô gái đang từ đối diện ung dung đi tới, dáng người thon thả, một thân mặc áo gió màu hồng nhạt, chân mang giày bút nhỏ, trên mặt lại mang vẻ yêu thương mờ nhạt, mặt tròn, mắt to, đáng thương. Hạ Tưởng trong nháy mắt liền sợ ngây người, làm sao có khả năng? Làm sao là cô ấy? Chương 828, rối loạn. Sự cố bất ngờ. Tưởng chừng như kiếp này không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa, từ nay cách trở hai phương trời, thế đời mù mịt, không ngờ rằng lại có duyên gặp lại, hơn nữa lại rất tình cờ, khiến cho Hạ Tưởng cũng có giây khắc thất thần, chỉ là chần chừ vài giây, nhưng vẫn không đạp phanh xe, sau đó hắn đi thẳng, bỏ lại cô gái trong màn đêm sau lưng. Phó Tiên Tiên phát hiện hành động kỳ lạ của Hạ Tưởng, đưa tay hô hô trước mắt hắn vài cái. Làm gì đứng thất thần ở đó? Đều nhìn mất hết hồn vía, chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Cô gái vừa rồi là ai? Anh quen hả? Mối tình đầu, xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng thường quá, cô gái đó vòng một thì chả thấy đâu, vòng hai cũng không có, chỉ có khuôn mặt thì tròn một chút, cũng không phải là xinh lắm. Khỏi phải nói, Phó Tiên Tiên đoán mò mà hóa ra đúng thật, cô gái đó đúng là mối tình đầu của Hạ Tưởng, từng là mối tình đầu, Dương Bối. Từ ngày chia tay ở huyện Bá, ít cũng đã được 5-6 năm rồi, trước kia cũng từng nghe thoang thoáng rằng Dương Bối đi xuống phía Nam, nhưng không rõ là làm gì,
không ngờ rằng có thể bất ngờ gặp lại cô ấy giữa đêm hôm tại thành phố lang này, đúng là đời người không có gì đoán trước được. Cô ta làm cái quái gì ở thành phố lang này? Hạ Tưởng chỉ là thất thần một chút rồi khôi phục lại trạng thái bình thường, đối với hắn mà nói, hiện giờ Dương Bối cũng chẳng khác gì những người đang đi trên đường kia là mấy, vừa rồi là quá bất ngờ, hoặc chỉ là liếc nhìn nhau một cái, sau này nên là mỗi người đi một hướng, không gặp lại nữa. Không gặp là tốt nhất, Hạ Tưởng cười ha hả, quay sang nói với Phó Tiên Tiên. Nhìn lầm người, nhìn nhầm rồi, lúc nãy cứ tưởng người đó là cô, thật khiến người ta hết hồn. Rõ ràng cô đang ngồi kế bên mà sao lại đứng bên đường làm gì? Eo, mắt nhìn kiểu gì thế, cô ta mà giống tôi hả? Cô ta sao so được với vẻ đẹp như hoa như ngọc của tôi, không chút tỉ vết? Sao có thể dịu dàng, hiền lành hơn tôi, phóng khoáng, xinh đẹp, đảm đang? Sau khi tự khen lấy khen để vẻ đẹp của mình thì Phó Tiên Tiên cuối cũng vui vẻ hẳn lên. Hạ Tưởng vội vàng ngắt lời cô. Ngừng, chúng ta tới rồi. Lát nữa cô nhớ nói năng hành động cẩn thận một chút, phải nhớ lời cô nói đó, phải phóng khoáng. Hạ Tưởng đồng ý rằng Phó Tiên Tiên xinh đẹp như hoa, nhưng nói cô ta phóng khoáng hay xinh đẹp, đảm đang gì đó thì hắn quả là nghe từ tai này lọt tai kia mất rồi. Điểm hẹn với Dương Uy là khách sạn Vương Triều nổi tiếng ở thành phố Lang, là nơi duy nhất có thể sánh ngang bằng với khách sạn 4 sao Caesar của Nga Ni Trần, nghe nói ông chủ là người Tân Thành, là người rất có thực lực và quyết đoán. Dương Uy và một cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng dưới bậc thềm, vừa thấy Hạ Tưởng đến, vội vã tiến lên trước mở cửa nghênh đón. Hạ Tưởng xuống xe bước đến bắt tay Dương Uy. Dương Uy, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Dương Uy cười ha hả. Phó thị trưởng Hạ, con người tôi luôn có hai cái tật, anh nhất định phải bỏ qua cho, thứ nhất là thích phô trương, nhất là đối với người bạn mà tôi cho rằng giao lưu được, nhất định phải tận tâm tận lực. Thứ hai là thích siêu tầm người đẹp, là thích siêu tập chứ không cất chữ, cho nên Phó thị trưởng Hạ đừng bao giờ nghĩ những người đẹp bên cạnh tôi là phải có mối quan hệ gì đó, có lúc là tình cờ gặp bên đường, thấy thuận mắt, thì đi cùng nhau vậy thôi. Dương Uy thú vị hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng, thế gian có mấy triệu người mỗi tính, nhờ vậy thế giới mới muôn hình muôn vẻ, thật thú vị, hắn không thèm để ý đến sở thích của Dương Uy, liền mở cửa xe cho Phó Tiên Tiên. Tôi giới thiệu một chút, đây là Phó Tiên Tiên, là người bạn đến từ Bắc Kinh. Dương Uy từng nghe qua chuyện Hạ Tưởng liều mình cứu mạng Phó Tiên Tiên, hơn nữa cũng biết rõ thân thế của Phó Tiên Tiên, càng biết rõ lý lịch, mạng lưới quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng nên không hỏi nhiều, chỉ cười khách sáo chào Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên cũng biết đưa tay ra, đứng ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ đoan trang hiếm thấy, ra dáng bắt tay Dương Uy, nghiêng đầu nói khẽ. Dương Uy. Cái tên nghe rất quen tai, có phải là một trong tứ đại hoa thiếu gia của Bắc Kinh? Dương Uy ngượng ngùng cười, tuy nhiên vẻ mặt hắn dương dương tự đắc nói. Cái gì mà tứ đại hoa thiếu gia, chẳng qua chỉ là do bạn bè gọi đùa thế thôi, hư danh, ha ha. Hạ Tưởng cũng từng nghe nói đến danh tiếng của tứ đại thiếu gia Bắc Kinh, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến tên tứ đại hoa thiếu gia, tuy nhiên trông thấy vẻ đắc ý của Dương Uy. Hắn cũng hiểu được trọng điểm rơi vào mấy chữ, hoa thiếu gia, này rồi nên cũng không hỏi nhiều, Dương Uy cười xong, giơ tay kéo cô gái mặc bộ áo đỏ lại gần nói. Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là Hồng Y Y, người bạn đến từ phía nam của tôi. Hồng Y Y có ngoại hình nhỏ nhắn, diện mạo xinh xắn đáng yêu, lại khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ càng toát lên vẻ quyến rũ của cô, hơn nữa, với ngoại hình như thế ai mà không yêu quý. Bốn người cùng nhau lên tầng, chọn căn phòng trang nhã, sau khi gọi món, không đợi Hạ Tưởng lên tiếng, Dương Uy đã chủ động kể giai thoại cái tên tứ đại hoa thiếu gia.